Chương 1566, đại tiểu thư nhà họ Phượng theo dõi. Diệp Phàm không thể để cơ hội này mất đi, bởi vì hắn phát hiện Trương Nhất Đống đứng từ xa nhìn đến. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm lúc này có tác dụng, hắn liền tấn công lên, trong vòng vài giây hai người đã trao nhau nụ hôn. Tuy nhiên, bởi vì trên đường cái, tuy có cây cối che những Triệu Tứ vẫn không thoải mái. Đầu lưỡi giật giật, Diệp Phàm cũng đợi thay đổi mới nhận. Bởi vì huyên náo quá lớn chẳng những Trương Nhất Đống mà còn huyên náo đến người nhà họ Kiều thì còn gì nữa. Triệu Tứ, đi dạo phố à? Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau. Anh Nhất Đống, đang đi dạo phố. Triệu Tứ thản nhiên nhìn vẻ mặt biến sắc của Trương Nhất Đống một cái, cũng không có chút sợ hãi hoặc lo sợ nào. Anh đang định đến chào chú, em đi cùng anh được không? Trương Nhất Đống vẻ mặt vẫn khá bình tĩnh. Người này... thật sự rất khôn ngoan, thấy việc như vậy không ngờ có thể nhịn được. Không rảnh, tôi đang đi dạo phố. Đúng rồi, bảo tôi đi rồi. Triệu Tứ hừ một tiếng, bước vào taxi. Triệu Tứ vừa đi, mặt Trương Nhất Đống cũng trầm xuống. Nhìn Diệp Phàm hừ nói. Triệu Tứ là bà xã tương lai của tôi, hai nhà chúng tôi đã đồng ý. Hy vọng về sau anh tránh xa cô ấy ra một chút. Bằng không, giọng Trương Nhất Đống có 10 phần uy hiếp. Ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn. Đã có người làm chứng sao? Đã đính hôn sao? Diệp Phàm vẫn không thay đổi lạnh lùng hừ nói. Lập tức sẽ đính hôn. Trương Nhất Đống cắn răng nói lời này. Việc này cũng chưa thành, đây là tình yêu nam nữ bình thường khi chưa kết hôn. Anh dựa vào cái gì ngăn cản chúng tôi? Diệp Phàm nói đến đây nhìn Trương Nhất Đống một cái, còn nói thêm. Huống chi Triệu Tứ căn bản là không yêu anh, ha ha. Anh thật sự có chút đáng thương. Tình yêu một phía có gì thú vị? Diệp Phàm mở to mắt đầy khinh miệt. Anh có thể tiếp tục quấy nhiễu Triệu Tứ. Trương Nhất Đống không ngờ bình tĩnh thản nhiên quét mắt nhìn Diệp Phàm một cái hừ nói. Vậy anh nhìn Diệp Tử Kỳ vào đại lao đi. Còn nữa, anh là phó bí thư thành phố Thủy Châu đúng không? Được, nếu không có chức vụ, anh là chó má phải không? Tôi cũng muốn nhìn xem ai lấy mũ của tôi. Nói đến đây Diệp Phàm nhìn giả bộ có chút run sợ nhìn Trương Nhất Đống một cái hừ nói. Chỉ với một trưởng phòng nhỏ như anh, muốn lấy mũ tôi, ha ha, có chút tự cao tự đại. Nói đến đây, Diệp Phàm đột nhiên nghiêm mặt, mắng. Cứ về mà nằm mơ đi, bố muốn Triệu Tứ làm thế nào? Hừ, người ta tình nguyện. Anh là đồ cặn bã. Trương Nhất Đống cuối cùng không kìm nổi, nắm tay giơ về phía Diệp Phàm. Muốn đánh nhau có phải không? Đến đây, chúng ta so vài quyền. Diệp Phàm hừ một tiếng, nhìn Trương Nhất Đống một cái, nói thêm. Tuy nhiên, gầy như cây trúc như anh, muốn dùng nắm tay thì phải về nhà luyện vài thập niên. Cút ngay, tôi phải đi. Diệp Phàm khách khí vài phần, bước nhanh đi. Thằng khốn. Giọng Trương Nhất Đống khàn khàn vang lên, cảm giác có gió thổi đến. Diệp Phàm biết, Trương Nhất Đống cuối cùng không kìm nổi. Dù sao cũng chưa kết hôn. Thấy việc này cũng không nín được. Tay giơ ra nhằm thẳng mông hắn. Diệp Phàm thầm nói, được, đến đây. Bộp một tiếng, Trương Nhất Đống bị Diệp Phàm quay người đá một cưới cuối cùng không đứng vững ngã đặt mông xuống đất. Nhưng chỗ y ngồi thật không may là một đống rác. Lập tức ruồi bọ thi nhau bay vào người y. Quần áo trên người lập tức thành chỗ cho ruồi bọ bám. Việc này, tất nhiên là mục tiêu tốt cho Diệp Phàm. Hơn nữa, hắn chỉ nhún vai. Cuối cùng là nghênh ngang mà đi vừa lấy điện thoại hỏi. Đã tìm được, anh lập tức đến đây. Trên mặt có chút bầm tím, nội táng không bia thế nào. Nghe nói bị đá mấy cái, tát vài cái. Bọn họ buộc y thừa nhận. Phí Nhất Độ có chút phẫn nộ nói. Quân khốn khiếp Trịnh Bằng kia đâu? Diệp Phàm nổi giận mắng. Chủ nhiệm Dương đã đưa tất cả mọi người đi, chúng tôi bên này phong tỏa tin tư C. Đợi khi thẩm tra xong. Chúng tôi chắc chắn không nương tay. Phí Nhất Độ nói một hồi. Thẩm tra, nhất định phải thẩm tra là người chủ mưu Trương Nhất Đống. Nhà họ Trương thì thế nào, chỉ cần bắt nạt người nhà họ Diệp chúng tôi phải liều mình với họ. Diệp Phàm nổi giận thật sự, nghĩ đến em trai phải chịu khổ, nổi giận nhất định muốn mạo hiểm. Đại ca, anh bình tĩnh một chút, lúc này không phải là lúc liều mình, chúng ta từ từ chơi với bọn họ, chỉ cần có được chứng cứ. Kể cả lão Trương có ra mặt cũng vô dụng. Chẳng lẽ Ủy ban Kỷ luật Trung ương ngồi không? Đại ca yên tâm, chủ nhiệm Dương biết quan hệ của chúng ta, y sẽ không bỏ qua.
Phí Nhất Độ khuyên, chỉ sợ Diệp Phàm nổi giận làm chuyện gì ngu ngốc. Trước tiên đưa em tôi đến bệnh viện, tôi đến đấy rồi nói sau. Diệp Phàm nói, đã đưa đến viện số 1. Phí Nhất Độ nói, Diệp Phàm bước nhanh như chạy đến cửa xe mình, đang muốn mở cửa xe, đột nhiên một tiếng cười vang lên từ phía sau, nói. Diệp Phàm anh quên rồi, chạy nhanh như vậy để làm gì? Có phải tiểu thư Triệu Tứ hẹn anh ra vùng ngoại ô tâm sự có phải không? Hừ, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Diệp Phàm không kìm nổi xoay người lại nhìn, cười khổ nói. Khuynh Thành à, em vừa nói cái gì? Người ta đã cũng lão Trương đính hôn, không có quan hệ gì với tôi. Em hiểu lầm, hiểu lầm. Người đứng phía sau không phải Phượng Khuynh Thành thì là ai? Buổi tối nhìn Phượng Khuynh Thành thật xinh đẹp, mặc một bộ sườn xám. Các đường cong gợi cảm lộ rõ làm người ta không kìm nổi. Hương nữa, đôi chân trắng nổi bật trên đôi giày màu hồng. Anh chối sao, trên đường cũng dám ôm ấp, sợ là mọi người đều không hiểu, cho là anh với Triệu Tứ đang là tình nhân. Việc này cũng có thể làm, còn có chuyện gì không làm được. Xem chừng chuyện kia có phải là cũng xảy ra không, không biết xấu hổ. Nói đến đây Phượng Khuynh Thành đỏ mặt. Em, thấy. Trong lúc vô ý, Diệp Phàm đã nói ra một câu ngu ngốc nhất. Câu này không khác gì thừa nhận. Các anh dám làm tôi chẳng lẽ không dám nhìn sao? Phượng Khuynh Thành cười khanh khách, cười nói thêm. Tuy nhiên, hình như có người bị uống giấm chua. Hai người các anh không ngờ dùng nắm tay, đánh nhau vì người đẹp, thật thú vị. Việc này, ha ha, ngại quá, nhất thời không nhịn được. Thật ra, anh và Triệu Tứ cũng không có gì. Lúc ấy là tình thế cấp bách, ha ha, tình thế cấp bách nhất thời có chút hoang đường. Diệp Phàm khá xấu hổ. Hoang đường, ai hoang đường lần nữa cho tôi xem. Miệng Phượng Khuynh Thành nhếch miệng lên, nói làm Diệp Phàm không hiểu ra sao cả, nhìn cô, không hiểu gì, hỏi. Câu này có ý gì, có phải bảo tôi lại hoang đường một lần nữa? Tuy nhiên, đối tượng là em có phải không? Ha ha! Diệp Phàm cười gượng một tiếng, nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Thành. Hắn tất nhiên là cố ý muốn lấy đại tiểu thư Phượng là mục tiêu, miễn sao không còn chú ý vào Triệu Tứ nữa. Anh nằm mơ đi, tìm người khác trên đường đi. Phượng Khuynh Thành trợn mắt. Sẽ nói chuyện với em sau, anh có việc gấp phải đi. Diệp Phàm nghĩ đến em trai còn đang nằm viện, muốn thoát thân. Anh đi đi, đi rồi tốt. Em nói chuyện này với Kiều Viên Viên một chút. Phượng Khuynh Thành đột nhiên hừ nói. Diệp Phàm chân vừa nhấc lên đã giữ nguyên trong không trung. Giống như người bị điểm huyệt, nhìn rất kỳ lạ. Ôi! Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Thành, vẻ mặt vô cùng ngơ ngác, hơn nữa có chúng hung dữ. Nhìn cái gì, chẳng lẽ muốn nuốt sống em phải không? Phượng Khuynh Thành nói có vẻ không sợ Diệp Phàm. Em lên xe cho anh. Diệp Phàm tức giận, giơ tay giống như diều hâu bắt gà con tóm Phượng Khuynh Thành vào trong xe. Khởi động xe, phóng đi, tốc độ kinh người. Sợ đến mức hai người lái Ferrari bên cạnh cũng ngây người nhìn chiếc xe Santana phi như phi tiêu. Một người nói, lợi hại, mẹ nó, so với bố còn lợi hại hơn nhiều lắm, hình như là tay đua. Anh Nghiêu, lợi hại, lợi hại. Chắc chắn là cao thủ chơi xe. Nếu không chúng ta cùng hắn thử chút, ông em, khó gặp được cao thủ. Thật sự là cao thủ chơi xe. Người đàn ông râu dài khởi động xe. Người thanh niên tóc húi cua cũng không chậm, hô một tiếng, hai chiếc xe thoáng chốc đã đuổi theo. Anh muốn làm gì? Xe chạy nhanh làm Phượng Khuynh Thành giật mình, chỉ sợ Diệp Phàm phóng nhanh quá gây tai nạn hỏng dung nhan của mình. Con gái cái gì cũng không sợ, chỉ sợ tàn phá dung nhan. Muốn đùa với tôi phải không, thử xem. Diệp Phàm nhìn gương chiếu hậu, cười gượng một tiếng, nhấn mạnh chân ga. Xe Diệp Phàm là Santana 20. Nhưng chỉ sát ngoài mà thôi. Thực ra bên trong đã được bộ phận cải trang xe của tổ đặc nhiệm A sửa sang. Vỏ ngoài cũng được chế tạo đặc biệt, chỉ thay đổi hình dạng, không thua gì Ferrari. Ai ngờ đùa với kẻ điên như anh, buông em xuống. Phượng Khuynh Thành nhìn Diệp Phàm cười, tim đập thình thịch, lúc này cô sợ đến run lên. Kỳ thật, Diệp Phàm nói câu này dành cho hai người đang đuổi theo phía sau, Phượng Khuynh Thành hiểu lầm. Còn tưởng Diệp Phàm sẽ đùa với mình. Vừa rồi đi dạo phố, Khuynh Thành có người đi cùng. Thấy Diệp Phàm có chút lạ, Phượng Khuynh Thành để ý, đi sau theo dõi. Kết quả phát hiện Triệu Tứ, Phượng Khuynh Thành lập tức thấy chua xót.
Chương 1567, cảnh hoa muốn đánh người. Muốn chơi thì chơi đến cùng, sao có thể dừng lại giữa đường. Diệp Phàm cười gượng, tăng tốc xe. Phượng Khuynh Thành chỉ thấy tiếng gió bên tay vù vù cùng với tiếng phanh xe đinh tai. Sợ tới mức mặt tái nhợt, giơ tay kéo tay Diệp Phàm, kêu to muốn xuống xe. Đừng kéo anh thế, nếu xe lật thì hai chúng ta đều xong đời. Nếu như vậy chỉ có thể làm đôi uyên ương khổ dưới địa phủ thôi. Diệp Phàm hét lên, xe vẫn không giảm tốc độ, hai ông anh phía sau cũng tăng tốc. Chỉ trong chốc lát xe đã vào nội thành, không lâu vang lên tiếng còi cảnh báo, chắc là cảnh sát giao thông đuổi theo. Anh muốn làm gì, đồ điên? Phượng Khuynh Thành hét lớn, nhìn Diệp Phàm hừ nói. Ai với anh là uyên ương, không biết xấu hổ. Muốn làm gì, không phải em muốn đi nói chuyện với Viên Viên sao? Chúng ta nói chuyện một hồi rồi nói sau. Diệp Phàm hét lớn. Hừ. Phượng Khuynh Thành hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng không để ý đến cô. Lúc này sợ hãi cũng vô dụng, cô bình tĩnh lại. Hơn nữa lấy điện thoại di động ra, ngắm nghía một hồi. Có phải muốn gọi cho Phượng Đại Sơn? Đúng lúc gọi y đến xem chúng ta chơi đùa. Diệp Phàm lúc này có chút điên cuồng, chơi đùa cũng có ý xấu xa, Phượng Khuynh Thành tất nhiên cũng hiểu ý. Đồ vô sỉ. Phượng Khuynh Thành mắng. Anh chưa bao giờ nhận mình cao quý cả. Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn Phượng Khuynh Thành một cái. Hắn thật ngang ngược. Tuy nhiên, phía trước đột nhiên xuất hiện một loạt đèn chiếu, xem ra bị đổ. Diệp Phàm trong lòng than một tiếng, vì hai người bạn phía sau cũng dừng xe lại. Tiếng phanh két một cái, hai chiếc Ferrari cũng ngừng lại. Người thanh niên tóc nắng vươn đầu ra hô lớn. Anh bạn, sao không đi tiếp đi? Anh đụng cho tôi nhìn một cái. Diệp Phàm nhìn chiếc xe tải phía trước và xe cảnh sát cười lạnh một tiếng. Lúc này, 7-8 cảnh sát xông đến. Một cảnh sát chào theo nghi thức nói. Xin mời đưa giấy tờ. Các anh ngông nhiên vi phạm luật giao thông trên đường, tạm thu giấy phép lái xe cũng phải mang về còn phải phạt. Muốn làm gì, cha tôi là Lưu Trương Bình. Người thanh niên có râu nhìn lãnh đạo người cảnh sát kia hét lớn. Lưu Trương Bình biết không? Thấy người lãnh đạo cảnh sát kia hơi ngây người một chú, người thanh niên tóc húi cua cười to nói. Rất xin lỗi, mặc kệ người nào, cũng phải cùng chúng tôi đi một chuyến. Người cảnh sát hơi do dự nhưng vẫn nghiêm túc nói. Lưu Trương Bình có phải phó chủ tịch thành phố chúng ta? Lúc này một người cảnh sát mang quân hàm thiếu tá bước đến nói giơ tay lôi người thanh niên tóc húi của đến, đá một cước, nữ cảnh sát nói. Con của Lưu Trương Bình càng phải tuân thủ luật giao thông. Về nói với cha cậu, tôi là Trần Hàm Hương, là tôi bắt các cậu. Đánh người là do tự các cậu. Nữ cảnh sát nói xong nhìn mấy người cảnh sát quát. Giữ lại, rất kỳ cục, xem ra là cố ý. Còn muốn ỉ vào uy phong của bố. Hơn nữa, cả người toàn mùi rượu, chắc chắn là uống rượu lái xe. May mắn không xảy ra việc gì, nếu đâm chết người thì làm sao bây giờ? Vâng. Hai cảnh sát chào một cái, vẻ mặt tươi cười tiến lên bắt người. Lập tức người thanh niên có râu không ngờ trở nên đớn hèn, vẻ mặt chuyển sang cười nịnh nọt, nói. Là chị Trần, chúng tôi biết sai rồi. Lần sau nhất định sẽ chú ý, tha cho chúng tôi đi. Xem ra, Trần Hàm Hương khá nổi tiếng. Tên kia vừa được xưng ra, hai công tử không ngờ chịu thua. Vua phạm pháp cũng giống thường dân. Không cần dài dòng với tôi, bằng không. Có phải muốn ăn hai cái bạt tai? Lưu Hàm Hương có chút chán ghét cau mày. Không dám, chị Trần. Tuy nhiên, hắn cũng là người cùng chúng tôi đua xe, sao không bắt? Người thanh niên đột nhiên chỉ vào Diệp Phàm hét lên. Người này không ngờ cũng muốn kéo hắn vào làm cái đệm lưng. Hóa ra là cảnh sát, bộ dạng khá tốt. Diệp Phàm thầm nghĩ, quay đầu nhìn thấy Phượng Khuynh Thành đang đắc ý nhìn mình. Diệp Phàm nhún vai, ý là tôi không có việc gì. Tuy nhiên, Phượng Khuynh Thành đột nhiên chỉ vào Diệp Phàm kêu lên. Đồng chí cảnh sát, mau bắt hắn, là hắn bắt có tôi, mau bắt người xấu. Nghe Phượng Khuynh Thành nói, lập tức vài người cảnh sát nữa chạy đến nhìn Diệp Phàm như hổ rình mồi. Không ngờ dám công nhiên bắt cóc cô gái giữa thủ đô. Anh để tôi ra tay. Trần Hàm Hương vừa nghe xong lập tức nổi giận, định giơ tay hướng về phía Diệp Phàm. Nhìn tư thế ý là muốn đưa Diệp Phàm từ trong xe ra ngoài. Không ngờ coi Diệp Phàm là kẻ yếu bóng vía. Xem ra, nữ cảnh sát này thật sự công tâm.
dừng lại. Diệp Phàm đột nhiên quát lên một tiếng uy nghiêm. Trần Hàm Hương cũng dừng tay lại, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói. Nếu không xuống thì tôi sẽ không khách khí. Tôi đang chấp hành công vụ khẩn cấp, đồng chí cảnh sát, xin cho phép đi. Thật sự nếu không tránh đi, cô gây trở ngại cho người thi hành công vụ, tôi sẽ báo cáo với thủ trưởng của cô. Mặt Diệp Phàm cực kỳ nghiêm túc. Lấy từ trong xe ra một tờ giấy chứng nhận ném qua. Trần Hàm Hương giơ tay nhận sau đó nhìn qua, miệng giật giật vài cái. Lập tức chào theo nghi lễ nói. Đồng chí giám sát trưởng, cảnh sát Trần Hàm Hương xin chào. Nói xong vung tay lên nói. Dẫn đường để thủ trưởng đi. Hắn là người xấu, các cô sao không bắt hắn. Tôi là bị bắt cóc. Phượng Khuynh Thành thiếu chút nữa tức đến ngất, chỉ vào Trần Hàm Hương hét lớn. Đừng ầm ĩ, bà xã, ầm ĩ thì phải về nhà, trước mặt người ngoài sẽ mất mặt, sẽ phiền. Diệp Phàm nghiêm mặt hừ nói. Lập tức Phượng Khuynh Thành đỏ mặt, chỉ vào Diệp Phàm không nói nên lời. Mấy người cảnh sát nghe thấy, cảm thấy người này quan tâm đến vợ. Lập tức mặt đều tò mò. Diệp Phàm nhấn ga, phóng xe đi. Người anh em, còn chúng tôi. Người thanh niên có râu hét lớn. Các anh. Diệp Phàm dừng xe lại nhìn hai người xui xẻo trừng mắt một cái hử nói. Còn không mau đi đi, chấp hành nhiệm vụ cũng kéo dài như vậy, sau khi về xem tôi chỉ các anh. Mẹ nó, làm hỏng việc của tôi. Chúng tôi lập tức đi. Người thanh niên có râu trào như cảnh sát. Trần Hàm Hương tuy có chút nghi ngờ nhưng Diệp Phàm đã lên tiếng, cô cũng không dám phản đối. Chỉ cần vung tay lên để hai người đi theo Diệp Phàm. Đồ khốn khiếp, dám nói bậy. Diệp Phàm dừng xe, Phượng Khuynh Thành đấm như mưu lên người Diệp Phàm. Để làm chi, anh nói gì mà bậy. Diệp Phàm vẻ mặt vô tội nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Thành. Vừa rồi anh, không phải anh vừa gọi bậy cái gì. Mặt Phượng Khuynh Thành đỏ bừng lườm Diệp Phàm một cái, ngừng tay. Diệp Phàm ngẩng đầu thấy người thanh niên có râu đi đến. Anh bạn, thân thiết quá, ở trong xe cũng như vậy, tình cảm sâu đậm nhỉ. Người thanh niên vẻ mặt cười cười nói. Người ta không như anh, với các cô gái gặp yêu một ném đi một. Người thanh niên tóc húi cua nói. Ha ha, vui quá. Diệp Phàm nhìn Phượng Khuynh Thành một cái cười nói. Ai vui với anh? Phượng Khuynh Thành vội vàng nói nhìn người thanh niên tóc húi cua còn nói thêm. Hai anh đừng hiểu lầm, tôi không liên quan đến hắn, căn bản là không phải là bà xã của hắn. Không phải, vậy là gì? Người thanh niên có râu vẻ mặt ngạc nhiên. Chính là cái đó, như vậy cũng tốt. Hai người kia tưởng Phượng Khuynh Thành là bồ của Diệp Phàm. Những lời này làm Phượng Khuynh Thành tức giận, hung hăng trừng mắt hừ nói. Cái anh nghĩ lung tung cái gì? Tôi với hắn chỉ là bạn bè bình thường. Hiểu rồi, bạn bè bình thường cũng đều là thế. Trừ bà xã ra đều có thể gọi là như thế. Có khi gọi em họ, mọi người đều gọi là em họ. Còn nhìn Diệp Phàm nháy mắt vài cái. Anh! Phượng Khuynh Thành tức giận đến nỗi miệng cũng run lên, trừng mắt nhìn hai người, không nói được gì. Anh bạn, chuyện hôm nay cảm ơn anh. Tôi là Lưu Đơn, y là Ngô Bình, làm quen một chút, kết giao bạn bè, đây là điện thoại của chúng tôi. Người thanh niên có râu đưa danh thiếp cho Diệp Phàm. Cảm ơn, tôi là Diệp Phàm, đang công tác ở thành ủy thành phố Thủy Châu tỉnh Nam Phúc. Diệp Phàm cũng đưa ra một tấm danh thiếp. Tôi muốn về nhà, lái xe đi. Phượng Khuynh Thành đột nhiên hừ nói. Rất xin lỗi hai vị, tôi về trước, bà xã nổi giận rồi, tối nay chắc không được yên. Diệp Phàm nhún vai, nhấn ga phóng xe đi. Rõ rồi. Người thanh niên có râu cười cười. Anh là đồ điên. Phượng Khuynh Thành tức giận hết mức, người này vô sỉ tới cực điểm. Cái gì cũng nói được. Tìm một chỗ ngồi thế nào? Diệp Phàm nhìn Phượng Khuynh Thành hỏi. Lấy điện thoại gọi hỏi. Nhất Độ, Tử Kỳ thế nào, đã kiểm tra chưa? Tên này thật độc ác, xương sườn không ngờ gãy hai cái. Bị thương ngoài ra vài chỗ, bọn họ vẫn ép em anh nhận tội, Tử Kỳ dũng cảm cắn răng không nhận. Phí Nhất Độ mắng. Tôi lập tức đến đó. Diệp Phàm bình tĩnh nhấn ga đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra vết thương của Tử Kỳ, hỏi Phí Nhất Độ. Mấy người Trịnh Bằng ở đâu? Chủ nhiệm Dương đưa đi. Phí Nhất Độ nói. Đưa tôi đi gặp bọn họ. Diệp Phàm không nói nhiều. Được. Biết Diệp Phàm muốn chút giận, Phí Nhất Độ cũng không khuyên.
Lý Cường, anh đến bệnh viện số 1, Tử Kỳ bị người ta đánh bị thương, đến chăm sóc hắn. Diệp Phàm gọi điện thoại cho Lý Cường. Lý Cường hiện tại đã bị Diệp Phàm sắp xếp ở Hồng Diệp Lai, trông nom chỗ đó. Ai đánh anh Diệp, mẹ nó. Lý Cường mắng. Việc này tôi sẽ xử lý. Cậu lập tức đến đây với Tử Kỳ là được. Còn nữa đưa Thiến Thiến đến chăm sóc Tử Kỳ. Diệp Phàm nói xong cúp điện thoại. Lên xe, Phí Nhất Độ lái xe, Diệp Phàm vẫn không nói gì, Phượng Khuynh Thành vẫn im lặng, ngồi bên cạnh Diệp Phàm không nói chuyện. Chương 1568, đánh trở lại. Đánh tay lái vào sân thấy chủ nhiệm phòng giám sát số 1 của Ủy ban Kỷ luật đang ngồi trong phòng khách. Chủ nhiệm Dương, mấy người Trịnh Bằng đâu? Diệp Phàm vẻ mặt khó chịu nói. Ở trong phòng, anh đừng làm bậy, chúng tôi sẽ giải quyết bọn chúng. Em trai cậu chịu oan ức chúng tôi sẽ xử lý, cậu yên tâm. Chủ nhiệm Dương cảm nhận được lửa hận trong lòng Diệp Phàm, vội vàng khuyên nhủ. Giải quyết cái rắm, giải quyết như thế nào lấy lại xương sườn bị thương của em trai tôi? Tôi muốn đánh trả. Diệp Phàm oán hận nói. Không được. Chủ nhiệm Dương vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phàm còn nhìn Phí Nhất Độ một cái. Tuy nhiên, Phí Nhất Độ lắc lắc đầu, không lên tiếng. Diệp Phàm không để ý đến y, trực tiếp đi lên phòng. Nhưng bị bảo vệ của Ủy ban Kỷ luật ngăn lại. Tránh ra. Diệp Phàm hừ một tiếng, nhìn chủ nhiệm Dương một cái. Diệp Phàm, anh phải bình tĩnh một chút. Làm như vậy chỉ vô ích lại còn làm cho chúng ta lâm vào thế bị động. Như vậy, thật không đáng. Dương Kỳ khuyên. Cút ngay. Diệp Phàm tức giận, hất hai người bảo vệ ra. Ồn ào thì cả anh cũng bị bắt, cái gì vậy? Dám hò hét trước mặt nhân viên của Ủy ban Kỷ luật sao? Chán sống rồi có phải không? Một người đứng bên cạnh Dương Kỳ xông lên, một quyền đập về phía Diệp Phàm. Gì thế? Phí Nhất Độ đột nhiên miệng mắng, ra tay, một quyền đập vào mũi người thanh niên kia, máu mũi liền chảy ra. Phí Nhất Độ nhanh hơn một bước, đá người thanh niên kia một cước làm y ôm bụng ngồi xuống. Phí Nhất Độ còn chưa buông tha y, một cước giẫm trên người y, mắng. Hắn là anh tôi, biết không hả? Là đại ca của Phí Nhất Độ. Anh là cái gì mà dám mắng đại ca của tôi thế này thế kia? Chán sống có phải không? Trong phòng lập tức chạy ra mấy người khác, có hai người rút súng nhằm vào Phí Nhất Độ. Những người này là cấp dưới của Dương Kỳ, bình thường chưa gặp bọn họ. Chỉ cần bọn họ vừa ra tay, lãnh đạo cấp phó tỉnh cũng yếu như con sên. Hôm nay không ngờ gặp một người như vậy. Tất cả dừng tay, y là Phí công tử. Dương Kỳ vội vàng kêu lên. Phí công tử. Mấy người nhân viên cùng nhắc lại, hình như lập tức nhớ đến cái gì, toàn bộ dừng tay, súng cũng thu lại. Diệp Phàm đá cửa loảng xoảng một tiếng, phát hiện bên trong là một động thiên khác, khá lớn. Hơn nữa, nhìn vách tường dày hẳn là phòng đặc biệt. Thấy mấy người đang bị còng tay ngồi trên ghế, bên cạnh có hai bàn dùng để thẩm vấn, ba nhân viên đang thẩm tra. Các anh đi ra trước. Dương Kỳ nói câu đầu tiên với ba người nhân viên. Ba nhân viên tuy nói có chút nghi ngờ nhưng không hỏi nhiều, tất cả đi ra. Sau khi ra khỏi cửa, Diệp Phàm hừ lạnh nói. Ai là Trịnh Bằng? Tôi. Một người trung niên tóc dài đáp. Sao? Diệp Phàm mắng một tiếng, đá một cước, Trịnh Bằng lập tức ngã xuống. Diệp Phàm bước lên trước một bước, lại đá vào bụng y. Tiếp theo đá vào mông, tiếng xương sườn gãy làm người ta khá khiếp sợ. Anh làm gì, chúng tôi kháng nghị, chúng tôi muốn gặp lãnh đạo. Trịnh Bằng hét lên đau đớn. Hừ. Diệp Phàm hừ một tiếng, lại tiếp tục đấm đá. Mấy người trong phòng đều nguy rồi. Ai bảo các anh vu oan cho em trai tôi, sao, dám đánh em trai tôi, chán sống có phải không? Hãy thú nhận toàn bộ cho tôi, không nhận sẽ đánh cho liệt. Cả người Diệp Phàm hoạt động, thi triển phân cân thác cốt thủ. Không lâu trong phòng vang lên những tiếng kêu rên. Không lâu, Diệp Phàm đi ra khỏi phòng nhìn Dương Kỳ nói. Ngại quá, vừa rồi có chút lỗ mãng. Tuy nhiên, bọn họ đều đã nhận. Chủ nhiệm Dương vẻ mặt có chút kinh ngạc, bởi vì nãy vài người đều đã cố gắng, mấy tên này vẫn cắn răng không nói gì. Không thể tưởng tượng được, Diệp Phàm vừa mới vào vài phút, mấy người kia không ngờ đã thành con ốc sên. Tuy nhiên, chủ nhiệm Dương cũng không chậm trễ, vẫy vẫy mấy người nhân viên đi vào phòng. 3 giờ sáng, vụ án cơ bản đã rõ ràng. Chủ nhiệm Dương Kỳ vẻ mặt mệt mỏi ngồi ở sofa uống trà, nói.
Phó Bí Thư Diệp, nếu dựa vào việc đánh đổ Trương Nhất Đống là không thể. Người này rất giàu hoạt, căn bản là không để lộ điểm yếu để chúng ta nắm được. Nếu với những chứng cứ này để làm ngã lão Trương, nói thật, vô ích. Xem ra lần này chỉ có thể giết mấy con kiến nhỏ. Phí Nhất Độ có chút tiếc nuối, lắc lắc đầu. Mấy người Trịnh Bằng ít nhất sẽ bị khép tội vu cáo hãm hại. Chủ nhiệm Dương gật gật đầu. Thôi vậy, việc này cứ như vậy đi. Tuy nhiên, Trương Nhất Đống là người như thế, tin rằng y sẽ bị báo ứng. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng, còn muốn đánh động Dương Kỳ thăm dò Trương Nhất Đống là không có khả năng. Người ta đồng ý hỗ trợ buổi tối, cũng là nể mặt Phí Nhất Độ. Việc này, tất nhiên không thể thế. Diệp Phàm quyết định ra tay từ phía khác. Mặc kệ thế nào, Trương Nhất Đống ít nhất sẽ bị chịu tội dung túng cho cấp dưới. Tôi hy vọng chủ nhiệm Dương có thể đem việc này báo cáo cho lãnh đạo của y. Tuy nói không thể làm gì Trương Nhất Đống nhưng ít ra có thể làm y khổ sở một chút. Người như thế về sau còn có thể làm loạn, tôi hy vọng chủ nhiệm Dương chú ý việc này một chút. Phí Nhất Độ nói, nếu Trương Nhất Đống thực sự có chuyện, tôi sẽ không nể mặt. Dương Kỳ nói, đi khỏi tòa nhà ủy ban kỷ luật xong. Phí Nhất Độ nhìn Diệp Phàm nói, đại ca, chẳng lẽ cứ thôi như vậy? Chỉ sợ Trương Nhất Đống về sau có thể tìm Tử Kỳ gây phiền toái. Sẽ không thôi như vậy. Tôi tuyệt không thể mặc em trai bị người ta gây phiền toái. Diệp Phàm hừ nói nhìn. Phí Nhất Độ, còn nói thêm. Mặc dù bác y là ủy viên thường vụ quốc hội cũng thể. Đại ca, việc này nhất thời cũng không nên tiếp tục. Tuy nhiên, náo loạn lần này, tin rằng Trương Nhất Đống sẽ kiềm chế một chút. Nếu muốn trừng trị y, vậy nghĩ cách khác. Hơn nữa, tôi cảm giác người này lòng dạ thâm sâu, là đối thủ khó chơi. Phí Nhất Độ nói, ha ha, bố y không phải ở bộ xây dựng sao? Bộ xây dựng là một bộ màu mỡ, tôi không tin bố y trong sạch. Nếu Trương Nhất Đống vu cáo hãm hại em tôi, chúng ta trả y nợ cũ. Cứ như vậy, cũng là loại bổ giúp đất nước một sâu mọt. Chúng ta vẫn là người yêu nước thôi. Diệp Phàm thản nhiên cười cười. Tốt lắm, chúng ta đều là vì đất nước. Phí Nhất Độ cũng cười gượng một tiếng, nhìn Diệp Phàm một cái nói. Tôi nói với chủ nhiệm Dương một tiếng, điều tra bố của Trương Nhất Đống. Không cần, việc này tôi tìm người khác ra mặt, không thể phiền chủ nhiệm Dương nữa, chuyện lần này đã đủ y khó chịu rồi. Dù sao, bác của Trương Nhất Đống không phải ngồi không. Nếu thực là y trừng phạt Trương Nhất Đống, bác của y có thể gây khó khăn. Diệp Phàm khoát tay nói. Cũng tốt, nếu thực không được thì tôi mời ông ta ra tay. Lo gì ông ấy? Gây với anh em của chúng ta phải diệt. Phí Nhất Độ giơ tay đấm, giống như đang chém. Phượng Khuynh Thành đã được lái xe của Phượng Bảo Sơn đến đón đi rồi. Diệp Phàm ít nhất cũng bớt phiền toái. Ngày hôm sau, Diệp Phàm vừa cảm giác ngủ đã đến giờ cơm trưa. Ăn cơm xong đến chỗ Diệp Tử Kỳ, thấy Kiều Viên Viên đang ở trong phòng bệnh đang nói chuyện với Tống Thiến Thiến. Tử Kỳ, không sao chứ? Diệp Phàm cười nói. Không sao anh. Vết thương nhỏ đó em không sao, về nhà nghỉ ngơi vài ngày là tốt, bệnh viện vẫn không thoải mái hay là về nhà đi, ở Diệp Hồng Lai thoải mái hơn nhiều. Diệp Tử Kỳ nói rất kiên cường. Anh, không thể để anh ấy về, bệnh viện này thật tốt, muốn cái gì có cái đó. Ở nhà sao có tiện như vậy, hơn nữa, bác sĩ và y tá quan tâm cũng khá chu đáo cẩn thận, vết thương sẽ khỏi nhanh. Tống Thiến Thiến nhìn Diệp Phàm vội vàng nói. Hay là ở đây vài ngày, Thiến Thiến nói đúng, khỏi hoàn toàn rồi nói sau. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn Kiều Viên Viên cười nói. Sao em biết việc này? Buổi sáng em đến Hồng Diệp Lai nên biết, anh đang ngủ, em không quấy rầy. Viên Viên nói, nhìn Diệp Phàm hỏi. Chuyện Tử Kỳ rõ ràng không có, sao có thể vu cáo hãm hại người tốt, thật không thể nói được. Không việc gì, biết thế, có mấy người bắt Tử Kỳ, hiện tại đã đều bị bắt. Diệp Phàm thản nhiên nói, đương nhiên không nói rõ ra tình hình thực tế. Đáng chết! Kiều Viên Viên hừ nói. Tử Kỳ, nếu không em chữa trị xong theo anh về Nam Phúc vậy, đến sở tài chính tỉnh. Đến lúc đó Thiến Thiến cùng đi, Nam Phúc hiện tại phát triển không tồi. Bắc Kinh mặc dù tốt nhưng anh cũng ở quá xa, có khi không có cách để quan tâm đến em. Hơn nữa, cả ngày ở bộ cũng không tốt. Trải qua công tác ở cơ sở cũng tốt.
tích lũy kinh nghiệm hoặc mạng lưới quan hệ cơ sở đều không thể thiếu. Một người không có kinh nghiệm công tác ở địa phương rất khó đi lên lãnh đạo cấp cao. Diệp Phàm nói, sao thế, có phải có người đánh lén Tử Kỳ? Kiều Viên Viên nghe xong hiểu ngay. Y là nhằm vào anh, không liên quan đến Tử Kỳ. Diệp Phàm hừ một tiếng. Y là ai vậy? Kiều Viên Viên vừa nghe có người nhằm vào Diệp Phàm lập tức trợn mắt. Không liên quan, việc này anh sẽ giải quyết. Anh sẽ không để hắn sống yên ổn. Nếu dám ra tay với em trai tôi, người làm anh như tôi sẽ không im lặng. Mặc kệ y là ai, ân oán này đã kết rồi. Diệp Phàm hừ một tiếng, nhướng mày lên, dường như có khí lạnh toát ra. Anh, em về Nam Phúc với anh. Diệp Tử Kỳ lần này không do dự nữa, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, còn nói thêm. Anh, việc này em nghĩ là thôi đi, nghe nói Trương Nhất Đống đã cho người ra tay, người ta ra thế rất lớn. Chúng ta không thể trêu vào, bỏ qua thôi. Thúi lắm, không phải chúng ta không thể trêu vào y, là y gây với chúng ta. Trương Nhất Đống thì sao, anh sẽ tự có cách cho y biết người nhà họ Diệp không thể đụng vào. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Anh, em cũng cùng Tử Kỳ về Nam Phúc công tác. Tống Thiến Thiến cũng cảm thấy việc vừa xảy ra có chút nghiêm trọng, nên cũng quyết định. Chương 1569, Tổng Tham Mưu Trưởng muốn gặp cậu. Cũng được, chuyện mọi người quay lại Nam Phúc em sẽ tìm người thu xếp. Kiều Viên Viên nói. Anh à, em muốn đến huyện công tác, cho dù về quê Cổ Xuyên cũng được, cha mẹ đều già rồi, bọn họ lại không muốn theo chúng mình. Về nhà còn có thể chăm sóc cho hai ông bà. Diệp Tử Kỳ nói. Về Cổ Xuyên. Diệp Phàm lẩm bẩm suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nói. Được rồi, vậy thì về Cổ Xuyên, làm tại quê nhà chúng ta. Có lẽ, mảnh đất đó chính là cái nôi lập nghiệp cho em. Quê hương Diệp gia chúng ta quyết không phải là một nơi vô dụng. Hay đi địa khu Nam Lĩnh với anh trai em đi, anh trai em giờ cũng cần người giúp mà. Trước mắt cứ đến Ủy ban Nhân dân địa khu Nam Lĩnh làm 1-2 năm, rồi sau này có thể đề nghị trưởng phòng cho biên chuyển xuống huyện là chủ tịch huyện. Thêm vài năm nữa, Tử Kỳ cũng sẽ là một bí thư huyện rồi. Kiều Viên Viên đề nghị. Ừ. Biện pháp này xem ra cũng ổn đấy. Diệp Phàm nhận xét. Chuyện này, em nghe theo chị dâu vậy. Diệp Tử Kỳ liếc mắt nhìn Kiều Viên Viên một cái, cười nói. Kiều Viên Viên vừa nghe thấy hai tiếng chị dâu, khuôn mặt thoáng đỏ. Thấy gương mặt Diệp lão đại như cười như không cười, Kiều Viên Viên liền hung hăng lườm hắn một cái. Em lườm gì chứ, chẳng lẽ em còn ý tưởng nào khác? Diệp lão đại liền cười rất ư cao ngạo. Phi. Tống Thiến Thiến ở bên cạnh không nhịn nổi liền bật cười. Em xem anh em đấy, trước giờ vẫn cứ bày ra cái vẻ cao giá lão gia này. Kiều Viên Viên hừ nói. Ha ha, biết đâu chị dâu chính là thích cái vẻ lão gia này của anh trai em, có phải không ạ? Diệp Tử Kỳ cười nói. Chị dâu, đừng làm phiền họ nữa. Hai anh em bọn họ y hệt nhau, đều là lão gia cả. Tống Thiến Thiến cười nói. Buổi chiều. Diệp Phàm đến ra mắt Phó trưởng Ban thứ nhất Ban quân vụ Bộ Tổng Tham mưu, Thiếu tướng Đinh Tam Căn. Bộ trưởng Diệp, cậu là rất không có trách nhiệm đấy. Đinh Tam Căn vừa trông thấy Diệp Phàm, vừa cười nói, vừa kêu Diệp Phàm ngồi xuống. Tại sao lại nói như vậy? Diệp Phàm làm ra vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Đinh Tam Căn. Cậu xem, cậu là thứ trưởng, trong bộ cũng có văn phòng riêng cho cậu. Nhưng mà cậu thì, e rằng đến bây giờ vẫn còn chưa từng bước vào văn phòng của mình có phải không? Đinh Tam Căn cười nói. Cái này, thì đúng là thế thật, thật ngại quá. Trận địa của tôi không nằm ở Bộ Tổng Tham mưu. Diệp Phàm thản nhiên nhấp một ngụm trà, đáp lại không hề có chút thẹn thùng. Cũng phải. Đinh Tam Căn gật gật đầu, liếc nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói. Hay là, giờ tôi đưa cậu đến văn phòng cậu tham quan một vòng đi. Cũng coi như là đã từng đến rồi. Được thôi, tôi thực muốn nhìn một chút xem văn phòng mình có hình dạng gì đấy. Diệp Phàm cũng có chút hứng thú, theo Đinh Tam Căn đi về phía một phòng làm việc ở cuối hàng lang. Xin chào thủ trưởng. Một thượng úy đứng bên cạnh cửa nghiêm người, hướng sang Đinh Tam Căn chào một tiếng. Ha ha ha. Đinh Tam Căn cười, vỗ vỗ vai anh thượng úy kia, chỉ vào Diệp Phàm rồi nói. Đồng chí thượng úy. Cậu tên là gì? Tôi tên Dương Trì ạ. Dương Trì lại đứng nghiêm trả lời. Tổng bộ giao cho cậu nhiệm vụ gì?
Ninh Tam Căn đường đường là một tướng quân lại những câu lạ lùng này. Diệp Phàm ở bên cạnh cũng có chút buồn bực, tự nhủ, Đinh tướng quân có phải hay không ăn no không có việc gì làm không đây? Phục vụ thứ trưởng Diệp Phàm ạ, tôi là thư ký chuyên trách của ngài ấy ạ. Dương Trì trả lời với tiếng nói vang dội. Ha ha ha. Ninh Tam Căn cười sang sảng, lại chỉ vào Diệp Phàm hỏi. Đồng chí Dương Trì, cậu sao lại mở to hai mắt mà không nhìn ra chân nhân chứ? Thủ trưởng, tôi không làm điều gì sai chứ ạ. Dương Trì trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Anh ta chính là Diệp Phàm, thủ trưởng cậu phụng sự đấy. Nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của Dương Trì, Đinh Tam Căn cười nói. Tôi không nói sai chứ, cậu có phải hay không đến cả thủ trưởng mình phụng sự cũng không biết mặt. Xin chào thủ trưởng ạ. Dương Trì khôi phục lại tinh thần, hướng sang Diệp Phàm chào một cái theo nghi thức quân đội, thanh âm vô cùng vang dội. Dường như so với lúc chào Đinh Tam Căn còn cung kính hơn nhiều. Kỳ thực trong lòng Dương Trì đã sớm không ngừng kinh sợ, cảm thấy vị thủ trưởng này so với mình hình như còn ít tuổi hơn thì phải. Sao lại thế? Đây chẳng lẽ thật sự là thủ trưởng tướng quân của mình? Tổng bộ bố trí cho mình chức vụ này, nhưng ngay cả mặt thủ trưởng mình cũng vẫn chưa được thấy qua. Nhiệm vụ mỗi ngày của Dương Trì chính là tranh công giành việc với những người dọn vệ sinh. Dọn dẹp, trà nước, lau chùi bàn tủ, sắp xếp cốc chén, nhàm chán đến mức sắp chết vì buồn bực rồi. Cậu vất vả rồi. Diệp Phàm nhẹ nhàng nói, nhưng lọt vào tai Dương Trì lại giống như tiếng sấm vậy, anh ta lớn tiếng kêu. Tôi không vất vả đâu ạ, đều là vì dân phục vụ, nên như thế ạ. Giọng Dương Trì có chút nghẹn ngào. Bước vào văn phòng, liền phát hiện ra bên trong được quét dọn cực kỳ sạch sẽ, gần như không vương một hạt bụi nào. Thủ trưởng có hài lòng không ạ? Dương Trì đưa ra vẻ mặt kính cẩn hỏi. Rất tốt. Diệp Phàm gật gật đầu tựa như đang tán thưởng. Mau ngồi đi, Thứ trưởng Diệp, đây là chỗ của cậu, tôi tới đây trái lại trở thành khách rồi. Ninh Tam Căn cười ha hả đặt mông xuống chiếc ghế dành cho khách. Diệp Phàm không từ chối nữa, cũng liền đặt mông ngồi xuống, Ninh Tam Căn nói rất đúng, ở đây, mình chính là chủ. Thủ trưởng, không biết hai vị thích uống trà gì ạ? Dương Trì vẫn với vẻ mặt kính cẩn hỏi. Tôi có mang theo một gói nhỏ, cậu đem đi pha đi. Diệp Phàm lấy từ trong chiếc cặp ra một gói lá trà, rồi nói. Dương Trì pha trà xong liền lùi ra ngoài. Ninh Tam Căn nhấp một ngụm trà, dần dần, dường như đã nhận ra một chút hương vị, lại chăm chú nhìn chén trà, có vẻ không thể xác định, bèn hỏi. Là loại trà đó phải không? Ha ha! Diệp Phàm thản nhiên cười lớn, không trả lời ngay. Tôi thấy hình như còn thừa lại một ít đấy, cho tôi chấm một chút nhé. Câu nói của tướng quân Đinh khiến Diệp lão đại có chút cứng họng. Dương Trì, gói lá trà thừa lại. Diệp Phàm hướng ra phía ngoài gọi lớn. Vâng ạ, thủ trưởng. Dương Trì rất vui, có thể phục vụ thủ trưởng, thật sự là niềm mong mỏi từ lâu rồi. Trước kia Dương Trì cho rằng mình giống như phi tử bị tống vào lãnh cung, số kiếp rất thảm. Lúc cái lệnh bổ nhiệm kia vừa rơi xuống đầu mình, nhóm chiến hữu đều tỏ ra ngưỡng mộ, nói là có thể phục vụ cho tướng quân rồi. Ai ngờ đến chỗ này gần một năm mà vẫn chưa thấy mặt tướng quân đâu. Cái này... Thật đúng là không có chủ, thì còn hy vọng gì nữa. Cho nên, Dương Trì cho rằng lần này có hy vọng rồi. Thủ trưởng đã có thể đến một lần thì sẽ có lần thứ hai. Bộ trưởng Đinh quen biết người đứng đầu bảo tàng quân sự quốc gia, tướng quân Trần Trung Thắng sao? Diệp Phàm hỏi, đây mới là mục đích chính hắn đến thăm hỏi Đinh Tam Căn. Trần Trung Thắng à, tôi có quen hắn. Tuy nhiên, chỉ là gặp mặt mấy lần thôi, hắn viết chữ đẹp lắm. Ninh Tam Căn thản nhiên nói, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, rồi hỏi. Không phải có chuyện gì chứ? Có một chút chuyện rơi vào tay hắn. Diệp Phàm gật gật đầu, đem chuyện trường học thuyền chính ở Thủy Châu nói ra một lượt. Việc này e rằng không dễ làm đâu, nếu trường học thuyền chính đã thuộc về di vật văn hóa, muốn phá dỡ nó, thì diện đề cập đến thật quá rộng. Cho dù là đồng chí Trần Trung Thắng cũng sẽ thận trọng suy xét, bởi vì, diện liên quan quá lớn. Chẳng lẽ thực không còn chút hy vọng nào? Diệp Phàm nói, nhìn Đinh Tam Căn một cái, rồi cười nói. Vốn tưởng rằng tướng quân Đinh quen biết hắn, nên muốn nhờ anh làm trung gian, mời tướng quân Trần ăn bữa cơm nhạt. Như vậy xem ra, việc này thật có chút phiền phức. Tôi với hắn không có giao tình,
nhưng không phải là người khác với hắn cũng không có giao tình. Trước tiên tôi sẽ nghe ngóng xem ai có quan hệ tốt với hắn. Ninh Tam Căn cũng nhiệt tình nhấc điện thoại lên, gọi liên tiếp vài cuộc, sau khi một hồi liền cúp điện thoại, rồi nói với Diệp Phàm. Có một người có quan hệ rất tốt với Trần Trung Thắng, cậu có thể chưa nghe nói đến, người đó tên là Diêm Thế Dân. Tuy nhiên, đối với sự nhiệt tình của Ninh Tam Căn, Diệp Phàm cảm thấy có chút kỳ quái, có điều cũng không hỏi thêm. Diêm Thế Dân à, quả là chưa từng nghe nói đến. Diệp Phàm thẳng thắn lắc lắc đầu. Ha ha, cậu không nghe nói đến cũng là chuyện bình thường. Người này không phải là người trong thể chế như chúng ta, cũng không kinh doanh, mà mở một võ quán ở Bắc Kinh, tên là Võ Quán Cửu Hoàn. Thân thủ tương đối khá, nghe nói một cước tung ra có thể đá vỡ 4-5 viên ngói đại thanh loại tốt nhất. Ở thủ đô cũng khá có danh tiếng, được xưng là Diêm Một Chân. Ninh Tam Căn dường như rất hưng phấn, trên mặt lộ ra vẻ khâm phục. Quả không tồi. Diệp Phàm thản nhiên gật đầu, vẻ mặt cũng không lộ ra chút kinh ngạc nào, lại khiến Ninh Tam Căn cảm thấy tên này có chút tự cao tự đại. Bọn họ là thông gia, con gái lão Diêm là Diêm Gia Gia gả cho con trai lão Trần là Trần Đông. Nếu cậu thật sự muốn mời lão Trần ăn cơm, quan hệ giữa tôi với lão Diêm khá tốt, tôi gọi một cú điện thoại hẹn ông ta là được. Đương nhiên, việc này có thành công hay không còn phải xem cậu nữa. Ninh Tam Căn cười nói. Cảm ơn anh, vậy hẹn luôn tối nay ở khách sạn Yến Thành Căn được không? Diệp Phàm cười nói. Để tôi hỏi lão Diêm trước đã. Ninh Tam Căn gọi điện thoại cho Diêm Thế Dân, sau khi cúp máy liền nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói. Bộ trưởng Tống muốn gặp cậu. Bộ trưởng Tống ư? Diệp Phàm hơi sửng sốt nhìn Ninh Tam Căn. Cậu xem, cậu thật sự tác trách thành nghề rồi. Thân là sĩ quan cao cấp của Bộ Tổng Tham Mưu, đến cả Tổng Tham Mưu trưởng, tướng quân Tống Đinh Nhất cũng không biết. Cái này mà kể ra ngoài, tuyệt đối sẽ là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Ninh Tam Căn chính là tìm được đề tài giễu cợt Diệp lão đại rồi. Anh xem đầu óc tôi đấy, bình thường rất ít chú ý đến phương diện này, cho nên, thật có lỗi quá. Đối với hệ thống quân đội, tôi quả thật không quen. Diệp Phàm vỗ trán, nhìn Ninh Tam Căn một cái, rồi nói tiếp. Không biết Tổng Tham Mưu trưởng Tống gặp tôi có chuyện gì không? Bộ trưởng Ninh nếu biết chút nào thì cũng nên nhắc nhở tiểu đệ một chút. Bằng không, đợi lát nữa đến một câu cũng không cách nào đáp lại được. Nghe nói có liên quan đến căn cứ ở Vịnh Lam Nguyệt, tôi có việc đi trước. Khi nào bên lão Diêm có câu trả lời tôi sẽ gọi điện thoại báo cho cậu. Ninh Tam Căn nói xong, bèn cầm lấy gói lá trà trên bàn nói lớn ra phía ngoài. Dương Trì, cậu lập tức đưa thủ trưởng tới chỗ Tổng Tham Mưu trưởng Tống. Vâng. Dương Trì vừa nghe thấy liền lập tức trở nên hăng hái. Đưa Diệp lão đại đi về phía văn phòng Tổng Tham Mưu trưởng. Dương Trì trong lòng vô cùng kích động, không ngờ thủ trưởng của mình lại có thể được đến tiếp kiến Tổng Tham Mưu trưởng Tống. Thực ra, là chính bản thân Dương Trì kích động thì có. Tổng Tham Mưu trưởng Tống này cậu có nghe được một vài chuyện gì về ông ấy không? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Tham Mưu trưởng bình thường rất nghiêm túc, bọn tôi có mấy lần gặp ông ấy thì đều là bản mặt nghiêm túc này. Mọi người đều có chút sợ. Dương Trì thành thật đáp. Diệp Phàm gật gật đầu, liếc nhìn Dương Trì một cái, cười nói. Tôi rất ít đến nơi này, nếu được thì cậu cứ đưa yêu cầu lên, xem có thể chuyển qua văn phòng khác không. Bằng không, cứ ở đây thì thật cô đơn quá. Nếu không hay để tôi nói một tiếng với tướng quân Đinh cậu thấy thế nào, cậu muốn đến chỗ nào, có thể nói trước. Cậu vẫn còn trẻ, lãng phí ở đây thì thật đáng tiếc. Chương 1570 Diệp lão đại tỏ rõ uy thế. Tôi không muốn đi bất cứ chỗ nào, chỉ theo thủ trưởng thôi ạ. Thủ trưởng, ngài đến một ngày thì tính một ngày, ngài 10 ngày chỉ đến một lần, tôi cũng ngày ngày ở đây canh giữ. Đây là nhiệm vụ tổng bộ giao cho tôi, đây là chức trách của người làm quân nhân như tôi ạ. Dương Trì nghiêm túc nói, ánh mắt của người này rất chuẩn, sớm đã nhìn ra lai lịch không đơn giản của Diệp Phàm. Bởi vì, Diệp Phàm còn quá trẻ, thiếu tướng trẻ như vậy. Sau này tiền đồ tuyệt đối thênh thang. Ha ha, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Diệp Phàm vỗ vỗ vai Dương Trì, thuận miệng hỏi. 27 tuổi ạ. Dương Trì đáp. Cậu lên cấp thượng úy này bao lâu rồi? Diệp Phàm hỏi tiếp. Dương Trì vừa nghe, trái tim liền hăng hái nhảy loạn lên. Thủ trưởng hỏi cái này là có ý gì, chắc chắn là muốn chiếu cố đến mình đây,
có cơ hội đề bạt rồi, xem ra, theo vị thủ trưởng này là đúng rồi. Trả lời. Từ khi tốt nghiệp học viện lục quân đến giờ đã mấy năm rồi, khi đó vừa mới ra trường, bởi vì là sinh viên, hơn nữa còn là sinh viên ưu tú, lại là đảng viên, cho nên rất may mắn liền được thăng lên cấp thượng úy này ạ. Đến giờ cũng đã 5 năm rồi ạ. Diệp Phàm gật gật đầu, liếc nhìn Dương Phàm, rồi hỏi. Theo quy định của quân đội, cậu 3 năm có thể thăng một cấp. Sao 5 năm rồi mà vẫn ở cấp thượng úy? Cái này. Vẻ mặt Dương chỉ lập tức có chút đỏ, nhìn Diệp Phàm một cái, không giải thích tiếp. Không sao, đừng căng thẳng, tôi chỉ nói chuyện thoải mái với cậu thôi, nếu không tiện nói thì không cần nói đâu. Diệp Phàm cười cười, muốn giảm bớt một chút tâm trạng Dương Trì. Không phải là thế ạ, thủ trưởng, nếu tôi nói ra, có người sẽ mắng tôi sau lưng lắm mồm. Tuy nhiên, thủ trưởng đã hỏi, tôi phải nói ra chứ. Dương Trì nhìn Diệp Phàm một cái, lại thêm. Thực ra chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Mấy năm trước, tôi dẫn bạn gái đi ăn cơm, khi đó khách ăn cơm rất đông, phòng riêng kín hết rồi, chúng tôi liền ngồi ăn ngoài đại sảnh. Khó khăn lắm mới giành được một bàn, ai ngờ, chúng tôi vừa ngồi xuống, đồ ăn vừa mang lên. Một cô gái đột nhiên chen đến chiếm lấy cái bàn. Đầu tiên có hỏi là có thể ngồi chung không, tôi thấy không còn chỗ trống nên mở lòng tốt để cô ta ngồi cùng. Không lâu sau đồ ăn cô gái kia bưng lên. Ăn được một lát, mấy người bạn của cô ta đến, chiếc bàn nhỏ nên cũng hơi chật chội. Lúc này, một người trong đám bạn của cô gái kia rất càn quấy, ném ra 1.000 đồng kêu tôi cút đi. Tôi lúc ấy tức giận, nói bàn này là do chúng tôi ngồi trước, cho dù là 10.000 cũng không nhường. Kết quả là xảy ra xung đột, dẫn đến đánh nhau một trận. Sau đó tôi mới biết cô gái kia tên là Mã Liên Liên, cô ta chính là con gái Mã Thăng Lâm, trưởng phòng ban chính trị bộ tổng tham mưu. Còn cái tên đánh nhau với tôi hôm đó là bạn trai Mã Liên Liên. Thì ra là thế. Diệp Phàm ừ một tiếng, nhìn chung đã hiểu được. Đơn giản là thượng tá Mã chèn ép Dương Trì mà thôi. Đúng lúc này, trong hành lang đi tới vài sĩ quan cả nam lẫn nữ. Trong đó, một nam thượng úy nhảy ra, thân thiết vỗ mạnh một cái lên vai Dương Trì, cười lớn nói. Nghe nói ngươi, cái tên này gần đây bị đẩy vào lãnh cung rồi. Sẽ không thảm như vậy chứ người anh em. Ha ha ha. Đừng nói lung tung, Chu Hoài, là ai khua môi múa mép nói năng bậy bạ vậy hả? Dương Trì vừa thấy, liền nhíu mày, vội cuống cuồng ngăn lại. Phải biết rằng, thủ trưởng Diệp Phàm đang ở bên cạnh, để hắn nghe được trong lòng còn không thấy khó chịu sao. Tuy nhiên, Dương Trì thấy Diệp Phàm vẻ mặt mỉm cười, còn chớp chớp mắt, anh ta liền hiểu rằng, thủ tưởng không để ý. Hơn nữa cũng không muốn mình để lộ thân phận của hắn. Tôi nói đó, thế nào hả Dương Trì, cậu giờ còn không phải đang bị đẩy vào lãnh cung sao? Nghe nói mỗi ngày cậu chỉ dọn dẹp lau chùi bàn ghế, cho tới giờ cũng chưa thấy cậu đưa qua một tập văn kiện. Nhìn thì nhàn thật đấy, có điều, cứ như vậy thì chính là đang hủy hoại cậu đấy. Cậu xem, cậu đường đường là sinh viên giỏi của Học viện Lục quân, sau đó lại có được tấm bằng nghiên cứu sinh. Cho đến giờ. Còn không bằng Cao Hoài nữa. Lúc đó khi mới bước ra cậu là thượng úy, Cao Hoài người ta vẫn chỉ là trung úy. Người ta bị điều xuống dưới rồi chuyển một vòng trở lại bộ tổng tham mưu làm thiếu tá. Dương Trì à, không phải Lưu Linh tôi chê cười cậu, nhưng cậu thực sự phải cố gắng thêm tí nữa. Mấy người chúng ta là bạn tốt, nhìn bộ dạng cậu bây giờ, trong lòng chúng tôi khó chịu lắm. Lưu Linh nói rất khó nghe, nhưng Dương Trì biết cô có lòng tốt. Hơn nữa, Lưu Linh vẫn luôn phổi bò quen rồi, hoàn toàn không có ý khinh thường mình. Dương Trì nói. Còn cách nào chứ, có điều, tôi thích công việc hiện giờ. Lưu Linh à, những chuyện này cô không cần nói nữa, á. Thích cái rằm ấy, cậu cho là bọn tôi không biết sao. Không phải là do lão già Mã Thăng Lâm dở trò sao. Mỗi lần có cơ hội đề bạt đều bị lão phá dối. Nói là kiểm tra chính trị không đạt yêu cầu, Dương Trì à. Tám đời tổ tông nhà cậu đều là bần nông trung nông, ngay cả phú nông coi như bỏ đi. Nghe nói ông nội cậu từng tặng lượng thực cho Hồng Quân khi đi còn tặng ông ấy mũ bát giác. Hơn nữa khi đánh Nhật còn che giấu cho đảng bí mật. Tính ra nhà cậu còn là gia đình cách mạng đấy, bọn họ tại sao lại có thể đối xử với cậu như vậy, thật quá đáng quá. Đồng chí thiếu tá tên Chu Hoài ban nãy vỗ vai Dương Trì có chút phẫn nộ nói. Nói nhỏ chút.
đừng để người ta nghe thấy rồi lại lôi thôi. Dương Trì khẩn trương nói. Sợ cái rắm, cậu sợ lão già Mã Thăng Lâm ấy, tôi Chu Hoài thì không sợ. Lão có thể làm gì được tôi chứ? Cái đề bạt này còn không phải thăng như thường sao? Lẽ nào lão ta dám nói Chu Hoài tôi kiểm tra chính trị không đạt? Chu Hoài mắng một câu. Chu Hoài cậu đương nhiên không sợ rồi, ha ha ha. Lưu Linh cười mấy tiếng, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, rồi nói. Bố cậu cũng là thượng tá, tiểu mã tử đó có thể làm gì được cậu chứ? Nói đến đây, Lưu Linh lại nhìn Diệp lão đại một cái, cứ như Columbus phát hiện ra châu lục mới vậy, chỉ vào Diệp Phàm, đột nhiên kinh ngạc hỏi. Dương Trì, vị này mặt lạ lắm, có phải vừa mới vào không? Không phải phân đến làm trợ thủ của cậu chứ? Cái này là, cậu đã không có việc gì làm rồi còn có thể đưa một người đến cùng cậu nhàn nhã. Anh ấy, Dương Trì vừa thấy, đầu lại có chút to ra, cái này, thật đúng là khó giải thích. Nếu nói dối Lưu Linh, sau này cô ấy biết được, vậy mình còn không bị cô ấy phê phán đến chết sao, còn nếu nói thật lại càng không được, thủ trưởng đã ra hiệu không được để lộ thân phận. Không nói thì thôi, làm gì mà phải thần bí thế chứ? Lưu Linh bĩu môi hừ một tiếng, rõ ràng có chút giận dỗi. Không phải đâu Lưu Linh. Dương Trì thì thào lại không nói ra nửa câu sau. Vừa mới tốt nghiệp, tôi là Diệp Phàm, làm quen một chút nhé. Diệp Phàm đưa tay ra. Được thôi, được thôi. Lưu Linh quả thật rất phổi bò, bước tới vỗ mạnh lên vai Diệp lão đại, rồi nói. Thân hình này được đấy, bả vai rất cứng, xem ra, ở trường quân sự luyện tập khá tốt. Còn có đôi chân này, xem ra khá là dài đấy. Cái eo này. Cô nàng Lưu Linh này đánh giá một lượt thân hình Diệp lão đại, còn cõi lòng Dương Trì ở bên cạnh đã dâng lên đến cuống họng, lên mắt rồi, trong lòng thấy vô cùng xấu hổ. Thầm nói, nếu Lưu Linh biết thân phận của thủ trưởng, không biết có sợ đến tè ra quần không? Lưu Linh tè ra quần, đó quả là một chuyện thú vị đấy. Dương Trì nghĩ đến đây, vẻ mặt liền không thể che giấu được nữa, lộ ra nụ cười xấu xa. Lưu Linh trông thấy, cảm thấy có chút kỳ quái. Hướng về phía Dương Trì hừ một tiếng nói. Cậu cười đều gì thế? Có phải đang có ý đánh bổn tiểu thư không? Không, không có. Trời ạ, tôi nào dám có ý đánh cậu, đỗ chân còn không lột tấm da thối này của tôi sao? Dương Trì vội vàng kêu lên. Hừ, đứng trong hành lang nói cười ầm ĩ còn ra thể thống gì nữa? Lúc này, một giọng nói đầy uy nghiêm truyền đến. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn, liền phát hiện ra là một lão thượng tá trung niên, bên cạnh còn có hai tên thiếu tá. Lão thượng tá quét mắt qua nhìn mọi người một lượt, quay đầu sang một tên thiếu tá nói. Nhớ cho kỹ, lần này cảnh cáo một chút, lần sau sẽ không nhẹ nhàng thế này. Trưởng phòng Mã, ngài đây là có ý gì? Lẽ nào chúng tôi đi qua hành lang nói mấy câu cũng không được sao? Chu Hoài lạnh lùng hừ một tiếng nói. Đây là chỗ nào? Cậu biết không hả đồng chí thiếu tá? Lên thêm một tầng nữa chính là văn phòng của Tổng Tham Mưu Trưởng. Thật không thể tin nổi, còn dám mạnh miệng, cậu tên là gì? Trưởng phòng Mã lạnh lùng hừ nói, khí thế dâng cao. Ha ha, từ khi nào đồng chí thượng tá Mã Thăng Lâm lại mắc chứng hay quên vậy? Ngài lẽ nào còn không biết tên tôi ư, tôi đây chính là Chu Hoài. Chu Hoài hừ nói, nhớ kỹ rồi, tôi sẽ nói chuyện với lãnh đạo của các cậu. Một vài đồng chí tư tưởng không thể được, làm thủ trưởng không thể làm việc, còn dám giả mồm cãi cố. Không có quy củ phải không phương viên, ban chính trị chúng ta là làm gì chứ, chính là làm công tác tư tưởng chính trị. Những loại tư tưởng này của các cậu nhất định phải thay đổi, phải học tập, phải tiếp tục thay đổi, phải hết sức nhất trí với lãnh đạo cấp trên. Đồng chí Mã Thăng Lâm vẻ mặt uy phong bắt đầu bày ra điệu bộ của trưởng phòng ban chính trị. Hỗn láo! Đột nhiên Diệp lão đại nghiêm mặt, hướng về phía đồng chí Mã Thăng Lâm hừ nói. Cậu là ai? Không thể tin được, báo lên trên, ghi lại hết, còn dám lớn tiếng ồn ào sao? Mã Thăng Lâm nổi giận, chỉ vào Diệp Phàm lớn tiếng quát. Đồng chí Mã Thăng Lâm phải không? Ban nãy đồng chí Đinh Tam Căn mới từ văn phòng tôi ra, muốn hỏi tôi là người nào ư, ông đi hỏi anh ta đi. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hừ nói. Thứ trưởng, Đinh. Mã Thăng Lâm môi run run, khuôn mặt đột nhiên đỏ gay. Lén nhìn Diệp Phàm một cái, khí thế ban nãy lập tức yếu đi trông thấy. Gã không dám hỏi thân phận Diệp Phàm nữa, bởi vì,
miệng người ta vừa thốt ra chính là đồng chí Đinh Tam Căn. Đinh Tam Căn là cái gì? Là thủ trưởng thứ hai ban quân vụ thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Nghe nói cuối năm có thể sẽ thăng lên làm trung tướng, ở Bộ Tổng Tham mưu đều thuộc loại nhân vật có thực quyền. Nếu tên trẻ tuổi này dám gọi là đồng chí Đinh Tam Căn, vậy đủ nói lên người ta chắc chắn có lý do để gọi như vậy. Là cấp dưới thì nào dám gọi là đồng chí Đinh Tam Căn? Đồng chí Mã Thăng Lâm, ông có biết sai lầm của mình không? Diệp Phàm vẻ mặt ngưng trọng, nhìn thẳng Mã Thăng Lâm. Tôi, Mã Thăng Lâm thực không hiểu đã sai ở chỗ nào, ấp úng mấy câu vẫn không nói ra được. Còn không biết sai sao, xem ra nhận thức tư tưởng của ông rất không đầy đủ. Về mặt tư tưởng cần phải thay đổi nhiều mới được, là một người làm công tác tư tưởng chính trị, tư tưởng của ông lại không chính xác, vậy không phải làm hỏng một lớp đồng chí sao? Tư tưởng của ông như vậy là không ổn, phải tiếp tục học tập mới được. Ông phải sâu sắc kiểm điểm lại những lỗi lầm của mình. Ví dụ như, vừa rồi ông đã nói, ở hành lang thì không được lớn tiếng ồn ào có phải không? Tôi cũng tán thành, vậy giọng ông ban nãy thực không nhỏ đâu. Làm thế này, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng làm việc của Tổng Tham mưu trưởng Tống. Đây là ngang nhiên miệt thị thủ trưởng, trong mắt ông còn có sự tồn tại của thủ trưởng không? Ông còn không có tư tưởng tổ chức, có biết hay không quy tắc quân đội, kỷ luật quân đội? Diệp lão đại đem những lời đồng chí Mã Thăng Lâm vừa giảng nhồi toàn bộ vào não rồi trả lại cho lão. Thằng nhãi này tự nhiên mặt đỏ bừng, tặc tặc lưỡi đang muốn nói gì đó. Chương 1571, các đại quân khu đều mắc chứng ghen tị. Lúc này, một đại tá trung niên oai hùng từ trên lầu đi xuống. Trông thấy Diệp Phàm, từ xa liền vươn tay ra, cười nói. Tướng quân đến rồi à, tôi tên là Thiết Huy, làm việc ở văn phòng. Ban nãy tướng quân Đinh đã gọi điện thoại, tham mưu trưởng nghe xong đã làm xong hết mọi việc, đợi từ lâu rồi ạ. Xin chào đại tá Thiết, vừa rồi có một chút chuyện nhỏ nên chậm trễ. Thật ngại quá, tôi lập tức lên đây. Diệp Phàm mỉm cười gật gật đầu, lạnh lùng quét mắt nhìn Mã Thăng Lâm một cái, tên này lập tức liền rụt đầu rụt cổ, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Dương Trì, trước sáng mai nếu không nhận được bản kiểm điểm của trưởng phòng Mã, cậu nhắc tôi chút nhé. Nói xong Diệp lão đại đi thẳng lên lầu. Dương Trì, anh ta là ai vậy hả? Giọng nói Lưu Linh lại có chút run run. Thủ trưởng của tôi. Dương Trì tên này không ngờ lại chơi một vố thâm như vậy, trên mặt lại còn ra vẻ bình tĩnh cười nói. Tướng quân. Chu Hoài nhìn theo bóng dáng Diệp lão đại, như thoáng chút suy nghĩ. Còn Lưu Linh thì vội vã vỗ ngực, rồi nói. Dọa tôi sợ muốn chết. Ban nãy tôi còn vỗ vai anh ta. Không biết là có nhớ hay không, phiền phức rồi. Còn đồng chí Mã Thăng Lâm ở một bên, thân mình lại một lần nữa chấn động, khóe miệng cũng co giật mấy cái, vội vàng cúi đầu dẫn mấy tên cấp dưới chuồn mất. Ha ha ha! Mọi người đều bật cười, Chu Hoài chỉ vào Lưu Linh cười nói. Lưu Linh à, cậu ngông thật đấy, dám vỗ vai tướng quân, có phải còn muốn xưng anh em nữa không? Còn nói nữa, chúng ta mau đi thôi. Đợi lát nữa trông thấy lại chịu phê bình đấy. Lưu Linh nguyết mấy đồng chí một cái, rồi dẫn đầu, hai chân như bôi mỡ, lẩn mất. Tướng quân Tống Định Nhất có gương mặt gầy gò, dáng người tuy rằng hơi gầy, nhưng khí phách lại khá là mạnh mẽ, Diệp Phàm có thể cảm nhận được. Trông thấy Diệp Phàm bước vào, tướng quân Tống đứng lên, từ xa đã vươn tay ra, cười nói. Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, cậu quả là thần thánh, muốn gặp mặt cậu một lần khó thực đấy. Tổng tham mưu trưởng Tống nói đùa rồi, nói về thần thánh phải là ngài mới đúng, tôi chỉ là một tiểu binh của ngài thôi. Diệp Phàm vô cùng khiêm tốn, đáp lời. Đường đường là tổng tư lệnh của tổ nòng cốt thứ 8, lại nói là tiểu binh của tôi ư, cái này, tôi thực là không dám nhận đâu, bộ tổng tham mưu chúng tôi, cái ngôi miếu nhỏ này, tôi biết, không dung nạp nổi con rồng lớn như đại soái Diệp đây. Đại soái Diệp có thể tạm giữ chức ở bộ tổng tham mưu. Đã là vinh hạnh cho bộ tổng tham mưu chúng tôi rồi. Lời nói của Tống Định Nhất, tuyệt đối có thể phun chết một đống người. Tướng quân, nói đùa rồi. Trước mặt ngài tôi nào dám xưng cái chức đại soái này, chỉ là các đồng chí bên dưới gọi đùa thôi. Nước Cộng Hòa ngoài 9 vị đại nguyên soái đã không có đại soái nữa rồi. Hơn nữa, đây chính là gọi đùa, đại soái ư, so với những tiền bối vĩ nhân như họ, tôi chỉ là tép diêu mà thôi. Diệp Phàm cười nói. Không phải là khiêm tốn quá sao?
Tổ đặc nhiệm A là con cưng của trời trong quân đội nước Cộng hòa chúng ta, không hổ danh những dũng sĩ tinh anh của nước Cộng hòa. Đâu có đơn vị bộ đội nào dám gọi nhịp tiết tấu trong hí khúc bộ đội anh hùng của chúng ta. Cho dù là mấy đơn vị quân đội nổi danh ở nước ngoài, cũng đâu có đơn vị nào dám khẽ vuốt râu hùng Trung Quốc chúng ta chứ. Cho nên, các cậu là những người giang sương vang dội, khiến Tống Định Nhất tôi rất khâm phục. Cậu hoàn toàn xứng đáng để có thể gọi là đại soái. Kỳ lạ là Tống Định Nhất nói năng mặt mày nghiêm túc. Bất luận nói thế nào, tôi vẫn là cấp dưới của ngài. Diệp Phàm vẻ mặt cũng nghiêm túc nói. Cậu nhất quyết muốn nói như vậy, tôi cũng đành nhận. Tống Định Nhất cười ha hả hai tiếng, rồi kêu Diệp Phàm ngồi xuống. Tướng quân gọi tôi đến đây, chắc là có chuyện quan trọng phải không? Nếu không, tôi không tin tướng quân chỉ muốn cùng tôi nói chuyện phiếm. Diệp Phàm hỏi thẳng vào vấn đề. Quả thực có ít chuyện nan giải cần sự giúp đỡ của cậu. Tống Định Nhất cũng dứt khoát, thẳng thắn nói. Tướng quân xin cứ nói. Diệp Phàm nói. Chính là việc liên quan đến trường huấn luyện báo săn, cậu cũng hiểu. Trường huấn luyện báo săn là trường huấn luyện tiêu chuẩn tốt nhất đại diện cho nước Cộng hòa, bên trong tất cả những thiết bị cần thiết các cậu đều có. Cho dù là những thiết bị kỳ lạ không nên có và rất hiếm khi trông thấy trên thế giới các cậu cũng có. Có thể nói như thế này, cho dù có đem cả trái đất bày ra, trường huấn luyện của các cậu cũng không thua gì các binh đoàn đặc chủng như sói biển của Mỹ hay cáo trắng của Anh. Tống Định Nhất nói đến đây liền dừng lại, nhìn Diệp Phàm. Cái này tôi thừa nhận. Toàn bộ trường huấn luyện báo săn đã đầu tư không dưới 100 cái 100 triệu. Cái này, cũng là sự coi trọng của lãnh đạo quân ủy và lãnh đạo quốc gia đối với báo săn. Diệp Phàm trong lòng thầm nghĩ, không biết lão Tống muốn làm gì. Đồ tốt quá, sẽ khiến người ta ghen tị mà, hai. Tống Định Nhất thở dài một cái. Ghen tị, chẳng lẽ có đơn vị bộ đội nào vừa ý với trường huấn luyện báo săn ư? Diệp Phàm có chút buồn bực, xem ra. Lại có phiền phức rồi. Không phải là đơn vị bộ đội nào, là tư lệnh các đại quân khu đều có ý kiến. Nói rằng báo săn là đơn vị bộ đội trực thuộc đại quân khu lĩnh Nam. Tại sao Bộ Tổng Tham mưu và quân ủy lại có đãi ngộ đặc biệt đối với các cậu? Khoản tiền đầu tư cho một trường huấn luyện so với kinh phí huấn luyện của một đại quân khu bọn họ còn nhiều hơn. Hơn nữa, chi phí quân sự của đại quân khu lĩnh Nam cũng không thấp hơn bất kỳ một quân khu nào. Mà trong đó còn chưa bao gồm trường huấn luyện báo săn. Nếu tính thêm khoản kinh phí này nữa, chắc hẳn khoản tiền đầu tư cho đại quân khu lĩnh Nam phải gấp 3 đến 4 lần các quân khu khác. Cho nên, bọn họ vẫn luôn có ý kiến với cấp trên. Cậu cũng biết, ngoại trừ hai đồng chí tư lệnh quân khu Bắc Kinh, Tiền Thành Đông và tư lệnh quân khu lĩnh Nam, Kiều Hoành Sơn là ủy viên quân ủy, các tư lệnh quân khu khác đều chưa thể bước vào ủy ban quân ủy. Trước hết, điểm này khiến cho bọn họ có chút không phục. Bọn họ cho rằng báo săn có thể có được khoản tiền lớn như vậy, là vì Kiều Hoành Sơn là ủy viên quân ủy. Tống Định Nhất nói xong, liền nhấp một ngụm trà. Làm quan ăn lộc vua, bọn họ đoán vậy cũng có lý. Ha ha, đầu tư lệnh kiểu kia e rằng sẽ to lên mất. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Ông ấy đương nhiên to rồi, tư lệnh Kiều giải thích cho mọi người, thực ra cũng là kẻ khổ thôi. Nói rằng báo săn là hai tầng quản lý, bọn họ chỉ có dành cho sự giúp đỡ về phương diện hậu cần tiếp tế, đối với báo săn không có quyền chỉ huy cũng chẳng có quyền bổ nhiệm nhân sự. Ngay cả quyền xử lý một thiếu úy nhỏ của báo săn cũng không có. Báo săn thực ra chỉ là đặt tại đại quân khu lĩnh Nam thôi, đọc tên xuôi tai thôi. Hơn nữa, cho dù đại quân khu lĩnh Nam muốn mượn dùng trường huấn luyện báo săn cũng phải có được sự phê chuẩn của thủ trưởng tối cao của báo săn mới được. Tống Định Nhất nói một tràng. Các đồng chí khác chắc chắn là không tin có phải không? Diệp Phàm cười nói. Đương nhiên là không tin, vì bọn họ không biết tổ nòng cốt thứ 8 đóng quân ở Vịnh Lam Nguyệt, đây là cơ mật tối cao quốc gia. Điểm này e rằng đồng chí Kiều Hoành Sơn cũng không biết rõ, mà cho dù có biết, ông ấy cũng không dám nói ra, bởi vì đây là cơ mật tối cao. Tống Định Nhất đáp. Bọn họ có phải muốn mượn trường huấn luyện của đội báo săn chúng tôi phải không? Diệp Phàm hỏi, nói cái liền hiểu rõ gút mắc trong đó. Không phải muốn mượn. Tống Định Nhất nhẹ lắc đầu, trên mặt lại có chút chua xót. Diệp lão đại trong lòng thầm kinh ngạc, chuyện gì có thể khiến cho vị nhân vật có thực quyền trong giới quân sự nước Cộng hòa này tỏ ra chua xót đến vậy, thật là kỳ lạ. Dù sao cũng không thể cướp đi chứ.
Diệp Phàm trong lòng có chút tức giận, ngữ khí có phần nghiêm trọng. Không thể nó là cướp, cậu bớt giận. Bọn họ liên danh đề xuất lên Bộ Tổng Tham mưu, yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu thu hồi trường huấn luyện của báo săn để toàn thể quân đội nước Cộng hòa sử dụng chung. Về phần trường huấn luyện của báo săn sắp xếp cụ thể thế nào sẽ do ban huấn luyện tác chiến của Bộ Tổng Tham mưu chịu trách nhiệm. Tống Định Nhất nói đến đây, quay ra nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm vừa thấy liền hiểu ra, hóa ra vị cầm lái của Bộ Tổng Tham mưu này cũng động lòng rồi. Nói là, đỏ mắt cũng bình thường, chính Tống Định Nhất cũng muốn kiểm soát trường huấn luyện này. Ha ha, tướng quân Tống, việc này ngài nhìn tôi cũng vô dụng. Đối với trường huấn luyện báo săn, tôi cũng chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền xử trí. Cái này, nếu kiên quyết phải phân rõ quyền sở hữu trường huấn luyện, e rằng trước mắt tướng quân phải hỏi tướng quân Lỗ Tiến, người cầm lái Tổ Đặc Nhiệm A. Diệp Phàm sẽ không gật đầu đồng ý cho cái loại chuyện huênh hoang này, tuy nhiên, đồng chí Tống Định Nhất cũng không thể đắc tội, việc này, đắc tội một cái thì chính là một tổ tư lệnh. Cho nên, vội vàng đem củ khoai nóng phỏng tay đẩy lên người Lỗ Tiến, thủ trưởng Tổ Đặc Nhiệm A. Đã hỏi qua rồi, anh ấy nói cậu mới là tổng tư lệnh tổ nòng cốt thứ 8. Anh ấy chỉ làm công tác quản lý toàn diện, về phần công việc cụ thể của các tổ anh ấy không tiện nhúng tay vào, nếu không sẽ bận chết mất. Tống Định Nhất tiếp tục dồn ép. Diệp Phàm trong lòng hồi hộp, thầm mắng tên chó Nhật Lỗ Tiến này một câu, lại đem quả bom này ném về phía mình. Nếu đổi lại là đồng chí Trấn Đông Hải trước kia, ông ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Xem ra, phong cách đồng chí Lỗ Tiến này không giống rồi. Thật ra cũng là bình thường thôi, đồng chí Trấn Đông Hải trước kia là người nhà của Chủ tịch nước Trấn Sơn Hà. Có cây đại thụ Chủ tịch nước chống đỡ, đương nhiên dám cái gì cũng tiếp nhận, đắc tội thì đắc tội, anh có thể làm gì được ông ta chứ? Nhưng từ sau khi Lỗ Tiến tiếp quản Tổ Đặc Nhiệm A, uy tín còn chưa được xây dựng. So với Trấn Đông Hải, anh ta rõ ràng là không đủ uy tín. Cho dù muốn kiểm soát toàn bộ lực lượng bí mật là Tổ Đặc Nhiệm A này cũng khó, càng không cần nói đến việc đắc tội với Tống Định Nhất, cũng như việc tiên phong đụng chạm đến sự huênh hoang của các đại quân khu này. Có điều, Diệp Phàm ngẫm nghĩ một lát cũng cảm thấy buồn cười. Lỗ Tiến đẩy xuống người mình, mà mình lại không phải không muốn đẩy xuống người hắn. Ha ha, tướng quân Tống, ngài tin những lời này của tướng quân Lỗ sao? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Đương nhiên không tin. Tống Định Nhất lại lắc lắc đầu, nhìn Diệp Phàm một cái, rồi nói tiếp. Tuy nhiên, nếu quả thật muốn thu hồi trường huấn luyện từ trong tay báo săn, điều đó e là không có khả năng. Hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ không làm như vậy. Vậy tướng quân có cao kiến gì không? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Thực hiện biện pháp điều hòa thì thế nào? Ví dụ như, trường huấn luyện này vẫn thuộc về đội báo săn các cậu. Chỉ có điều việc bố trí cùng nhau huấn luyện sẽ về tay ban huấn luyện tác chiến Bộ Tổng Tham mưu thì thế nào? Hơn nữa, tôi có thể trước mặt mọi người cam đoan, đội báo săn các cậu muốn dùng trường huấn luyện này, tôi sẽ dặn dò các đồng chí trong ban huấn luyện tác chiến ưu tiên sắp xếp. Tống Định Nhất nói, lão già này ra mặt dày hơn cả đít nồi rồi, tôi dùng đồ nhà mình còn cần ông đến sắp xếp sao, cái này còn không gọi là ăn cướp ư. Có khác nào bát quốc liên quân chiếm đánh Bắc Kinh đâu. Diệp lão đại trong lòng thầm mắng một câu, nhưng vẻ mặt lại là ngoài cười trong không cười, rồi nói. Việc này, ông cũng biết đấy, tôi không làm chủ được. Việc này lớn quá, như thế này đi, chỉ cần tướng quân Lỗ không có ý kiến, tôi tuân theo sự sắp xếp của lãnh đạo. Tướng quân Lỗ lại nói là để tự cậu xử lý. Tống Định Nhất có chút tức tối, tên này thực khó đối phó, lại cứ chơi trò đùn đẩy với mình. Tướng quân Tống, ông biết rõ đây là hỏa mù của tướng quân Lỗ mà, ông hỏi tôi có tác dụng gì chứ? Cho dù tôi có đồng ý, mà tướng quân Lỗ không lên tiếng, lẽ nào các ông thật dám tự mình đi cướp trường huấn luyện sao? Chương 1572, Tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu đọ sức với Tổ Đặc Nhiệm A. Và lại, sân huấn luyện này là của báo săn. Vừa rồi anh nói, đây là nơi thần bí nhất của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mạnh mẽ nhất của quân đội. Vì giữ gìn sự tôn nghiêm đó, người nào dám quấy nhiều, tôi chắc chắn sẽ không nương tay với bọn họ. Giọng Diệp Phàm cứng rắn mạnh mẽ, cảm thấy Tống Định Nhất cũng hơi quá một chút. Không ngờ lời này cũng có thể nói ra, không coi hắn ra gì. Ôi! Tống Định Nhất thở dài một tiếng, khoát tay nhìn Diệp Phàm nói. Như vậy đi,
chúng ta phân chia, trong một năm dành nửa năm cho bộ tổng tham mưu các anh sắp xếp huấn luyện là được. Bằng không, tôi không thể giải thích với các tư lệnh viên. Anh không biết, các sư A của đại quân khu lĩnh Nam đều đến, nghe nói sư đoàn Hồng Kiếm của Việt Đông cũng chuẩn bị tiến vào chiếm giữ Vịnh Lam Nguyệt. Tư lệnh của các đại quân khu khác không ghen tị có được không? Hơn nữa, anh cũng biết rõ rằng, các đại quân khu đều xây dựng từ các tổ mới thành sư đoàn. Việc này, nói khó nghe một chút, xây dựng binh chủng lần này là một cách mới, là hướng đi hiện đại hóa của quân đội chúng ta. Anh không hướng về phía trước sẽ lạc hậu sẽ bị phạt. Đây không phải là tôi nói. Vì không muốn bị phạt, các quân khu đều cố gắng. Anh nói xem một tham mưu trưởng như tôi sắp xếp như thế nào. Anh cũng là ủy viên Bộ Tổng Tham mưu, dù sao cũng phải chia sẻ một chút khó khăn với Bộ Tổng Tham mưu có phải không? Khó khăn này quá lớn, tôi không gánh nổi. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Nhìn vẻ mặt khó coi của Tống Định Nhất nói. Kỳ thật, sư A có thể vào Vịnh Lam Nguyệt, đó là bởi vì bọn họ gần quan được ban lộc. Và lại, anh cũng biết Trần Lương là ai hậu đỡ. Chúng ta không phải tăng nhìn mặt Phật nhưng dù sao có phải quan tâm có phải không? Bằng không, lương tâm chúng tôi khó yên ổn. Làm người đều có tình cảm, không có tình cảm sẽ thành động vật máu lạnh. Việc này tôi cũng đồng ý, là quan tâm đến con của tướng quân Đông Hải. Nếu là tôi cũng muốn làm như vậy, Đông Hải ra đi quá sớm, thật đáng tiếc. Nói đến đây, giọng tướng quân Tống nghẹn ngào, xem ra quan hệ giữa y và Trấn Đông Hải không tệ lắm. Còn sư đoàn Hồng Kiếm anh cũng biết, là con trai của tư lệnh Kiều, Kiều Thế Hảo nắm giữ. Mà báo săn lại nằm trong sự quản lý của báo săn. Người ta cung cấp toàn bộ hậu cần ủng hộ, chúng tôi dù sao cũng phải nể mặt một chút. Diệp Phàm còn nói thêm, hắn quyết định phải phân tán quyền lực, sáp nhập Tống Định Nhất vào đó. Nói cũng đúng, dù sao cũng phải nể mặt Kiều Hoành Sơn. Tống Định Nhất gật gật đầu. Kỳ thật, chúng tôi đã giải quyết hai vấn đề rất khó khăn của Bộ Tổng Tham mưu. Còn một số vấn đề nhỏ, Bộ Tổng Tham mưu tự giải quyết đi. Nếu không thế, sao có thể xây dựng việc hợp tác sân huấn luyện? Cũng chính là bảo các đại quân khu đều ra tiền ra sức hợp tác xây dựng một sân huấn luyện hiện đại hóa. Để không bị người khác coi thường, mỗi ngày hỏi người khác mượn cũng thật phiền có phải không? Diệp Phàm đưa ra ý kiến. Xây dựng sân huấn luyện mới nói dễ hơn làm, nếu không chúng ta cần gì phí sức theo sân huấn luyện của báo săn. Tống Nhất Định phủ định ý kiến này, nhìn Diệp Phàm một cái, còn nói thêm. Hơn nữa, việc này anh cũng có trách nhiệm, không phải sân huấn luyện của các anh, mà là chúng ta, bao gồm cả anh. Tống Định Nhất nắm chặt Diệp Phàm không buông, chính là muốn cột Diệp Phàm vào cùng một chiếc thuyền. Như vậy đi, tôi có thể ra mặt đề nghị với tướng quân Lỗ một chút. Nếu ông ấy không đồng ý sẽ không nói nữa. Diệp Phàm nói. Cũng tốt, cứ như vậy đi. Tống Định Nhất hình như không có cách nào, lắc lắc đầu. Nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Nếu không, tôi với anh cùng đến tổng bộ của tổ đặc nhiệm A. Lão già này, thật đúng là cắn không thả, không ngờ ép đến mức này. Diệp Phàm thầm mắng một câu, không có cách nào, gật gật đầu, cười nói. Nếu tổng bộ bộ tổng tham mưu đều nói như vậy, tôi có thể không đồng ý sao? Muốn đi thì cùng đi, thương lượng trực tiếp sẽ rõ ràng. Nói rất tốt, tôi thích người thẳng thắn như vậy. Tống Nhất Định không ngờ cười gượng một tiếng, làm Diệp Phàm muốn nôn. Sau đó, hai người ra khỏi bộ tổng tham mưu đi thẳng đến tổng bộ tổ đặc nhiệm A. Diệp Phàm và Tống Nhất Định đến Lỗ Tiến hình như biết được cái gì, cười nói. Không có chuyện không trèo lên điện tam bảo. Tướng quân Tống đến thì không tốt rồi. Hả, cậu Lỗ sao lại nói thế? Người ta nói, có bạn từ xa tự đến, vui vẻ. Nào có như cậu Lỗ, thấy khách đi từ ngàn xa đến. Tống Nhất Định thản nhiên cười nói. Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ đã pha trà xong. Tướng quân Lỗ, lần này về Bắc Kinh xử lý công việc, vừa lúc gặp tướng quân Tống của Bộ Tổng Tham mưu. Y nói muốn mượn sân huấn luyện của báo săn. Mỗi năm mượn nửa năm là được, thời gian khác thì tùy báo săn. Tôi cảm thấy cách này cũng khả thi. Dù sao sân huấn luyện của báo săn từ khi xây dựng đến nay cũng để trống, không sử dụng cũng lãng phí. Diệp Phàm giành nói trước. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm, cậu chắc là ít chú ý đến sân huấn luyện của báo săn. Về điểm này tôi không thể không phê bình cậu một chút. Cậu là đại soái của tổ nòng cốt số 8.
Tuy nói chuyên môn của cậu không ở trong quân đội, nhưng cũng không thể không chú ý chút nào có phải không? Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, thì thoảng cậu vẫn phải quan tâm đến báo săn có phải không? Công việc ở chính quyền là vì đất nước, công việc ở báo săn cũng là vì đất nước. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lỗ Tiến thản nhiên mỉm cười, đột nhiên nghiêm mặt nói. Ha ha, việc này lúc trước các anh bổ nhiệm tôi đã nói. Tôi không có nhiều thời gian để dành cho tổ đặc nhiệm A. Như chức vụ phó trưởng ban quân vụ bộ tổng tham mưu của tôi mà nói, cũng chỉ là danh hiệu thôi. Tới ngày hôm nay, tướng quân Đinh Tam Căn nói về việc này tôi mới lần đầu tiên đến phòng làm việc của bộ tổng tham mưu. So sánh với bộ tổng tham mưu, tôi dành thời gian quá nhiều cho Vịnh Lam Nguyệt rồi. Đồng chí thư ký chuyên trách cho tôi ở bộ tổng tham mưu Dương chỉ có lẽ đây là lần đầu tiên nhìn thấy tôi. Nói thì buồn cười, y còn không biết tôi là thủ trưởng. Đối mặt với sự phê bình không rõ ràng của Lỗ Tiến, Diệp Phàm có chút tức giận, giọng cũng nặng lên. Nhìn tư thế của Diệp Phàm và Lỗ Tiến, Tống Định Nhất ngồi không nói tiếng nào. Thản nhiên ngồi hút thuốc, chỉ làm một người xem. Không chừng trong lòng y còn vui khi người khác gặp họa. Tôi không nói đến trách nhiệm của cậu, chỉ nói cậu đã quá không quan tâm, cho nên không có được cái nhìn tổng thể. Cậu nghĩ lại xem tốt xấu gì cậu cũng là đại soái của tổ nòng cốt số 8. Mặc kệ cậu tự nhận là danh nghĩa, nhưng đối với tổng bộ và quân ủy thì là chỉ là sự thật, không bao giờ trên danh nghĩa như cậu vừa nói. Tiền thưởng, quyền lực đều cho cậu, không thiếu một chút nào. Như sân huấn luyện của báo săn, cậu hỏi Trương Cường xem có bao nhiêu thời gian trống. Hơn nữa, một sân huấn luyện lớn như vậy, thiết bị đầy đủ như vậy. Dưới sức ép của huấn luyện, cũng phải nghỉ ngơi một chút. Người không nghỉ ngơi sẽ bệnh, máy móc không nghỉ ngơi sẽ hỏng. Sân huấn luyện cũng thế, mỗi ngày đều có người huấn luyện, thời gian sử dụng cũng ngắn lại. Cậu hẳn biết, sân huấn luyện của báo săn là xây dựng vì tổ đặc nhiệm A. Là kết quả kinh doanh của nhiều lãnh đạo. Cậu hỏi tướng quân Tống một chút. Sân huấn luyện của báo săn tổng cộng bao nhiêu tiền? Lỗ Tiến nghiêm mặt nói. Tống Định Nhất biết Lỗ Tiến cũng là ra vẻ nói với Diệp Phàm thực tế là nói cho y nghe. Chắc là gần 20 tỷ đi. Tống Định Nhất thản nhiên nói. Không phải là 10 tỷ sao? Diệp Phàm rất kinh ngạc, con số này không ngờ lớn thế. 20 tỷ, tướng quân Tống, đây chỉ là bộ quốc phòng thống kê thôi. Lỗ Tiến hừ một tiếng. Chẳng lẽ vượt quá số này? Đến Tống Nhất Định cũng có chút ngạc nhiên. Không dưới số này. Lỗ Tiến giơ ba ngón tay lên nói. Hay thật, 30 tỷ. Con số này trước đây thật sự lớn, khó trách là xây một sân huấn luyện nữa khó như vậy. Tống Định Nhất hơi hơi lắc đầu, tuy nhiên ánh mắt lão Tống càng nóng lên. Làm một người chỉ huy quân đội, không thể không thích thứ tốt, huống chi là một sân huấn luyện có 102 của cả nước. Cậu nói xem Diệp Phàm. Sân huấn luyện này có thể tùy tiện cho mượn sao? Lỗ Tiến nhìn chằm chằm Diệp Phàm hừ nói. Tôi nghe theo chỉ thị của thủ trưởng, ngài nói cho mượn thì cho mượn, không cho thì không cho. Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Là cậu đấy. Lỗ Tiến thiếu chút nữa tức giận, ngày này quả thật là giỏi. Vốn định giật dây hắn ra mặt từ chối như vậy sẽ tốt khi đối mặt với Tống Định Nhất. Dù sao y cùng Tống Định Nhất đều là ủy viên quân ủy, cúi đầu không thấy ngẩng mặt thấy. Thẳng thừng từ chối có vẻ khó coi, mà Diệp Phàm có thể ra mặt từ chối cũng gọi là chia sẻ khó khăn cho lãnh đạo. Ừ, không nghĩ hắn giảo hoạt như con thỏ, vẫn ném vấn đề khó chơi này vào tay y. Chia sẻ một chút khó khăn với lãnh đạo cũng không có, cấp dưới như vậy để làm gì. Lão Tống, việc này. Lỗ Tiến nói đến đây, có chút khó xử. Không cần phải nói, cậu Lỗ, tôi đi đây. Tống Định Nhất hiểu rất rõ. Không nhắc lại chuyện mượn sân huấn luyện. Chỉ là Lỗ Tiến và Diệp Phàm không hiểu ra sao. Tuy nhiên, cứ mặc cho Lỗ Tiến nghi ngờ, nhưng Lỗ Tiến tuyệt đối không tin Tống Định Nhất có thể dễ dàng lui bước như vậy. Việc này, rất dễ hiểu. Ai lui thì mất mặt thôi. Sau khi ra khỏi tổng bộ, Diệp Phàm hơi ngượng ngùng, nói. Rất xin lỗi Tổng Tham mưu Tống, việc này tôi không giúp được anh. Không việc gì, nếu xây dựng nhiều tiền như vậy. Bộ Tổng Tham mưu cũng không thể mặt dày mượn. Cậu có thể làm cho Sư A và Sư Đoàn Hồng Kiếm đã không tồi rồi. Coi như quan tâm đến Bộ Tổng Tham mưu chúng ta. Tống Định Nhất thản nhiên cười, lên xe đi. Lạ thật. Tống Định Nhất hình như lập tức hiểu, không
không chuẩn bị sau đó chứ? Diệp Phàm nhìn xe của Tống Định Nhất đi xa thản nhiên tự nói một câu. Không lâu sau nhận được điện thoại của Đinh Tam Căn, nói là tướng quân Trần Trung đồng ý tối đi ăn cơm ở Hoàng Thành. Diệp Phàm lên xe về văn phòng tỉnh Nam Phúc ở Bắc Kinh. Gọi Hà Nghi Viễn đến nhà họ Kiều, nghĩ lúc này Kiều Viễn Sơn đã về. Sau khi xuống xe, Hà Nghi Viễn sửa sang lại một chút trang phục. Tuy nhiên Diệp Phàm thấy trán y vẫn toát mồ hôi. Xem ra, đối diện với một vị ủy viên bộ chính trị, không có mấy cán bộ có thể bình tĩnh được. Lần này, cảnh vệ thấy Diệp Phàm tươi cười không kiểm tra, tuy nhiên, bọn họ cũng nhìn Hà Nghi Viễn. Chương 1573, địa bàn của tôi làm chủ. Trưởng ban Kiều đồng ý cho tôi đưa vào. Giám đốc Sở Hà, anh đăng ký thủ tục một chút. Diệp Phàm cười nói, Hà Nghi Viễn cũng hiểu được việc bảo vệ lãnh đạo cấp cao quan trọng lập tức đưa ra giấy tờ liên quan. Cảnh vệ kiểm tra đăng ký sau đó mới cho đi. Mới vừa bước vào phòng khách Kiều Viên Viên cười nói. Ba bảo anh và Hà sảnh trưởng đến phòng làm việc. Chú Kiều khỏe. Diệp Phàm đi vào thư phòng nghiêm túc chào hỏi. Hà Nghi Viễn tất nhiên gọi là trưởng ban Kiều, tuy nhiên, lão Hà giọng hình như hơi run, nói cũng rất cẩn thận. Ừ, ngồi đi. Kiều Viễn Sơn chỉ vào hai chiếc ghế sofa nói. Nghe nói khu sinh thái nhân văn Hồng Liên ở Thủy Châu xây dựng rất đặc biệt. Kiều Viễn Sơn nhìn Diệp Phàm thản nhiên nhấp một ngụm trà nói. Cũng được à? Diệp Phàm nói. Được là tốt rồi, tuy nhiên, cậu cũng phải chú ý. Làm việc phải có chừng mực, đừng làm ầm ĩ huyên náo quá. Làm người ta chú ý là chuyện tốt, nhưng chú ý quá mức cũng là phiền toái. Kiều Viễn Sơn nói đến đây nhìn hai người một cái nói tiếp. Người sống ở trên đời, đặc biệt những người được người khác gọi là cán bộ như chúng ta, càng phải chú ý hình tượng của mình. Mỗi lời nói cử chỉ, nhất cử nhất động đều đại diện cho hình tượng của đảng và đất nước, không thể qua loa đại khái được. Nếu nói trong nước chúng ta không có đối thủ là không thể có khả năng. Có đôi khi, chúng ta không phải vì mình. Anh phát triển nhanh chóng, đối thủ của anh cũng đứng từ một nơi bí mật nào đó chú ý đến anh. Cho nên, làm việc đạt đến mục đích là được, không cần gây chú ý quá mức. Chú Kiều, cháu sẽ chú ý việc này. Diệp Phàm gật đầu nói. Chú ý là tốt rồi. Kiều Viễn Sơn gật đầu, nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Kiều Báo Quốc không lâu nữa đến địa khu Nam Lĩnh nhậm chức, cậu đưa nó xuống. Kiều Báo Quốc thiếu kinh nghiệm công tác ở địa phương, bất cứ lúc nào cậu cũng phải nhắc nhở cậu ta. Về phương hướng và chính sách thì cậu không bằng Kiều Báo Quốc, nhưng công tác tại địa phương cụ thể thì Kiều Báo Quốc không bằng cậu. Hy vọng cậu phải quan tâm chặt chẽ, thường xuyên gọi điện thoại, có gì cùng trao đổi mới là người thân. Câu cuối cùng của Kiều Viễn Sơn là trực tiếp thừa nhận Diệp Phàm là con rể. Bằng không, vì sao nói là người thân? Diệp Phàm nghe thấy cũng có chút chua xót cho hai chữ người thân này. Hắn phải trả giá rất nhiều. Tuy nhiên, Kiều Viễn Sơn có thể tự mình thừa nhận việc này, cũng chứng tỏ nhà họ Kiều từ này về sau chính thức thừa nhận Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm thấy đó là dựa vào cố gắng của chính mình mới có được, bằng không, Kiều Viễn Sơn cũng không có khả năng tự thừa nhận việc này. Trong lòng Diệp Phàm cảm thấy có chút an ủi. Địa khu Nam Lĩnh là địa khu đứng cuối cùng của Nam Phúc. Nhiệm vụ đầu tiên của Kiều Báo Quốc khi đến đấy là phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống của nhân dân, làm tốt việc xây dựng hạ tầng. Tuy nhiên mọi việc này đều cần tiền. Giám đốc Sở Hà trong việc xây dựng thủy lợi có thể hết sức ủng hộ Kiều Báo Quốc. Tôi tin Hà sảnh trưởng sẽ ủng hộ anh Kiều làm tốt. Diệp Phàm nói đến Hà Nghi Viễn. Đúng vậy, tôi sẽ hết sức ủng hộ chủ tịch địa khu Kiều về mặt xây dựng thủy lợi. Vài ngày nữa chủ tịch Kiều xuống địa khu, để y làm báo cáo liên quan đến xây dựng thủy lợi lên trên. Tôi sẽ nghĩ cách để đưa dự án về đấy. Hà Nghi Viễn cung kính nói. Ha ha, tốt lắm, Kiều Báo Quốc ở địa khu Nam Lĩnh được các cậu quan tâm. Kiều Viễn Sơn phá lệ nói một câu cảm ơn, lão Hà xúc động vội vàng nói. Đây là điều chúng tôi phải làm nên làm thôi. Vừa nói xong hai câu Kiều Viễn Sơn nhìn đồng hồ nói. Tôi còn có một bữa tiệc, các cậu đi trước. Diệp Phàm cùng Hà Nghi Viễn ra khỏi nhà họ Kiều. Đang định lên xe, lúc này Kiều Viên Viên chạy ra từ xa đã nói. Diệp Phàm, anh đến Bắc Kinh lần này bận cũng chưa đi dạo phố với em. Kiều Viên Viên nói khá lớn. Rất xin lỗi Viên Viên, mấy hôm nay là đi làm việc, thật sự bận quá. Bây giờ anh còn đi gặp người quản lý bảo tàng quân đội,
tướng quân Trần Trung Thắng. Diệp Phàm nói như biết lỗi. Em cùng đi với anh, ăn cơm xong anh đưa em đi dạo phố. Kiều Viên Viên nói. Bí thư Diệp, Kiều Tiểu Thư, hai người có việc tôi đi trước. Hà Nghi Viễn thấy thế vội vàng tìm cớ đi trước. Tôi đưa anh đi. Diệp Phàm cười nói. Không cần. Hà Nghi Viễn vừa đi vừa đáp. Nhìn bước chân có thể thấy tâm trạng y không tồi, bởi vì có hy vọng. Tuy trưởng Ban Kiều không nói gì liên quan đến vị trí phó chủ tịch tỉnh của Hà Nghi Viễn. Nhưng trong lòng Hà Nghi Viễn hiểu, việc này trưởng Ban Kiều đã để ý. Lần này gọi y đến, đơn giản là nhắc nhở y về sau hết sức ủng hộ công việc của Kiều Báo Quốc. Em xem em dọa cho anh Hà phải sợ chạy mất rồi. Diệp Phàm nhìn Kiều Viên Viên cười to nói. Chỉ có anh nghĩ thế. Kiều Viên Viên tức giận lườm Diệp Phàm một cái. Có ý gì? Diệp Phàm dài giọng hỏi. Kiều Viên Viên suy nghĩ có chút không ổn, hình như có ý gì đó. Em chỉ muốn đi dạo phố. Chẳng lẽ anh không muốn đi dạo phố một mình với em? Kiều Viên Viên nhanh nhảu nói. Kiều Viên Viên thật sự là người thông minh, nói chuyện đều coi Diệp Phàm là chủ. Đi ra phố thành cô theo hắn đi dạo phố. Ha ha, mệt nhỉ. Diệp Phàm nhún vai, tỏ vẻ buồn bã. Xì. Kiều Viên Viên lườm hắn một cái. Ha ha, đi ăn cơm. Diệp Phàm cười lớn mở cửa xe. Lúc này giọng một người đàn ông vang lên. Viên Viên cười gì đó. Quay đầu lại thấy là một người thanh niên đẹp trai phong độ. Người này đang nhìn Kiều Viên Viên, cười cười. Xuân Lâm. Kiều Viên Viên thản nhiên đáp. Viên Viên vào nhà anh chơi đi. Ba anh lâu không gặp em. Người thanh niên tên Xuân Lâm cười nói. Rất xin lỗi, em không rảnh, để sau đi. Kiều Viên Viên lễ phép nói, nhưng cũng là từ chối. Tôi thấy em đang đi chơi, có gì là không rảnh? Xuân Lâm cố ý hỏi. Ha ha, ông em, cô có rảnh hay không liên quan gì đến cậu? Diệp Phàm bất mãn hừ một tiếng. Chúng tôi lớn lên với nhau từ nhỏ, anh có quan hệ gì? Xuân Lâm nhìn Diệp Phàm một cái, lại nhìn chiếc xe Santana 2000 cũ của Diệp Phàm nói tiếp. Anh xem xe của anh nổ máy không biết có được không? Quan tâm cái rắm gì? Diệp Phàm hừ một tiếng, nhăn mặt. Tôi hy vọng sau này anh đừng làm phiền Viên Viên. Xuân Lâm lạnh lùng hừ nói, giọng sặc mùi thuốc súng. Lại nhìn Diệp Phàm một cái. Như anh mà cũng muốn được Kiều Tiểu Thư chú ý, thật sự là buồn cười. Buồn cười sao? Diệp Phàm nhìn Xuân Lâm, đột nhiên kéo Kiều Viên Viên vào lòng, ngực của Kiều Viên Viên áp sát vào người hắn. Đừng làm như vậy, Diệp Phàm. Mặt Kiều Viên Viên lập tức đỏ ửng, hơi giãy giụa. Buông cô ấy ra. Xuân Lâm nổi giận, hai tay nắm chặt. Tôi thân thiết với bà xã liên quan gì đến cậu? Diệp Phàm tức giận thực sự nhìn Kiều Viên Viên nói. Hôn một cái. Diệp Phàm chúng ta đi thôi. Kiều Viên Viên đỏ mặt nói, trước mặt bạn bè chơi với nhau từ nhỏ hôn Diệp Phàm thật sự có chút ngại ngùng. Hôn hay không hôn? Diệp Phàm đột nhiên tức giận, nhìn Kiều Viên Viên nói. Anh muốn hôn thì hôn. Biết Diệp Phàm tức giận, Kiều Viên Viên vội vàng hơi nhắm mắt lại. Chụt một tiếng, Diệp Phàm hôn lên má Kiều Viên Viên, hơn nữa tiếng cố ý rất to. Thấy Xuân Lâm nắm chặt hai nắm đấm hơn, Diệp Phàm cảm thấy chưa đủ. Không ngờ giơ hai tay nắm lấy hai ngọn núi của Kiều Viên Viên, hắn nói. Nhìn thấy không, đây là địa bàn của tôi ảm chủ. Cậu đừng ở đây ăn nói lung tung. Sau khi nói xong thấy mặt Xuân Lâm tối sầm, Diệp Phàm vô cùng thỏa mãn, mở cửa xe đẩy Kiều Viên Viên vào, nổ máy nhấn ga đi. Chiếc xe lao đi rồi, Xuân Lâm nghiến răng, chua xót nhìn theo. Anh làm loạn đủ chưa? Kiều Viên Viên lúc này mới mở mắt hừ nói. Tên kia là ai? Diệp Phàm hừ nói. Là hàng xóm gần nhà, y là Xuân Lâm, cha là phó bí thư thành ủy Bắc Kinh. Kiều Viên Viên nói. Tên kia hôm nay muốn ăn em ngỗng. Em không phải là Thiên Nga, chẳng lẽ anh muốn làm con cóc? Kiều Viên Viên đột nhiên cười khanh khách, cực kỳ vui vẻ. Bố chính là con cóc lớn, em là ngỗng hôm nay anh ăn. Diệp Phàm cười đáp. Vậy thì anh ăn đi. Kiều Viên Viên đỏ mặt thật sự vui vẻ có chút hưng phấn. Đây là em nói nhé, xong việc xong chúng ta về Hồng Diệp Bảo, chúng ta ăn Thiên Nga. Diệp Phàm nhấn ga lao đi. Đừng nghĩ đến thế, buổi tối đi dạo phố. Kiều Viên Viên nói.
Hoàng Thành thực ra không phải là khách sạn mà là một nhà hàng. Đồ ăn ở đây đều phỏng theo đồ ăn thời nhà Thanh, rất đặc biệt. Khách đến cũng khá nhiều. Sau khi xuống xe, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Đinh Tam Căn. Y nói đang ở phòng số 8, nói là khách đều đã đến hết, bảo Diệp Phàm vào. Phòng số 8 không phải là một phòng mà là mấy phòng. Đi vào phòng thấy ngoài Đinh Tam Căn còn có một ông gia như người luyện võ, chắc là chủ võ quán Cửu Hoàn. Ngoại hiệu là Diêm Nhất, cao thủ ngũ đẳng. Đối diện là một người đầy chất văn chương, mặc áo màu trắng, hẳn đó là tướng quân Trần Trung Thắng. Ngồi đối diện còn có mấy đôi nam nữ trẻ, trông có vẻ giống y, có lẽ là con gái. Phó Bí Thư Diệp, tôi giới thiệu với anh một chút. Đinh Tam Căn tươi cười đứng lên chào Diệp Phàm sau đó chỉ vào Trần Trung Thắng giới thiệu. Chương 1574, dựa thế tạo áp lực. Thấy mấy người đều chào hỏi mình với vẻ lịch sự, lễ tiết, nhưng thái độ ôn hòa đấy chỉ là trên hình thức vậy thôi. Ông Diêm, Trần Tướng Quân, đừng có thấy Bí Thư Diệp trẻ như vậy mà ông tưởng cậu ấy chỉ là bí thư đảng ủy của một xã nào đó thôi nhé. Đinh Tam Căn thản nhiên cười nói. Dù sao thì cũng không thể là bí thư huyện ủy được. Diêm Thế Dân cười cười, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói tiếp. Nếu là bí thư từ bộ trở xuống thì cũng là có khả năng rồi. Tôi xin được chính thức giới thiệu với các ông, đồng chí Diệp Phàm, phó bí thư thành phố Thủy Châu, tỉnh Nam Phúc, kiêm giám đốc sở, bạn tôi. Đinh Tam Căn nói với vẻ mặt đứng đắn. Giám đốc sở. Thật ra thì Diêm Thế Dân cũng chẳng có cảm xúc gì mấy, ông ta không bận tâm nhiều đến mấy loại cấp bậc cán bộ, chỉ quan tâm đến mấy môn võ vẽ. Trần Trung Thắng thì vẻ mặt có chút sửng sốt nhưng cũng hồi lại ngay. Mấy thanh niên còn lại, mặt mày đều biến sắc, tất cả đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Chú Đinh, không phải là chú đang nói dối đấy chứ? Lúc này, một thanh niên để râu dài có chút hoài nghi, hỏi. Diêm Cương, cậu thấy tôi giống nói giỡn lắm sao? Với vẻ mặt nghiêm túc, Đinh Tam Căn nói. Thật không thể tin nổi, Bí Thư Diệp thật đúng là hơn người mà. Diêm Cương thán một tiếng. Ha ha! Cũng chỉ là gặp chút may mắn thôi mà, làm sao dám so với các vị ở đây, nghe nói anh Diêm là một cao thủ võ lâm. Bản thân tôi trước giờ rất kính trọng những người giỏi võ đấy. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Ha ha, cũng được. Diêm Cương cũng thôi không già mồm cãi láo nữa, nhắc đến cái môn võ vẽ này là ông ta lại trở về với con người có bản tính khoe khoang ngay. Không phải là được mà là quá được ấy chứ. Lúc này... Một thanh niên khác vừa cười vừa nói chen vào. Người này là Trần Đông, con trai của tướng quân Trần Trung Thắng, cũng chính là em rể của Diêm Cương. Gần đây, công lực của Diêm Cương tiến bộ rất tốt, đã đạt đến tứ đẳng rồi. Trong lớp thanh niên cùng lứa, nó cũng được coi là hạng xuất sắc. Diêm Thế Dân vuốt vuốt bộ râu dưới cằm, liếc nhìn mọi người một cái, ra vẻ tự đắc. Bố à! Trần Đông vừa cười vừa nói rồi đánh mắt sang nhìn Diệp Phàm một cái. Xem chừng cũng có ý muốn khoe khoang. Vừa rồi, chuyện Diệp Phàm trẻ như vậy mà đã được làm cán bộ cấp sở hẳn là khiến cho mọi người đều bị áp lực. Thế nên, Trần Đông mới muốn đem cái chuyện võ vẽ này ra nói, chẳng qua để giữ chút sĩ diện thôi. Diệp Phàm cười thầm trong bụng, nghĩ, tứ đẳng cái con khỉ. Lô Vĩ với Trần Quân bạn mình chẳng phải ai cũng ngũ, lục đẳng rồi sao? Việc này... Đá gãy nhiều viên gạch xanh xếp chồng lên nhau chỉ là một phương pháp đánh giá bề ngoài. Đương nhiên, đẳng cấp cao thấp đối với thực lực của bản thân ngươi, ví dụ như kỹ năng võ thuật cao siêu, chiêu thức vận dụng thành thạo với mức độ cao thấp của nội lực. Chỉ có kết hợp những yếu tố này với nhau mới có thể. Diêm Thế Dân lại bắt đầu khoác lác về mấy cái kinh nghiệm, kỹ thuật võ vẽ. Ông Diêm này, tôi thấy hai người làm thông gia với nhau cũng hợp đấy. Cái này gọi là gì nhỉ? Đinh Tam Căn đang cười thì ngưng lại một chút rồi nói tiếp. Vừa có văn, lại vừa có võ. Khoản văn chương thì Trần Tướng Quân là đại diện, còn về phần võ thì đã có ông Diêm đây. Văn võ phối hợp như thế này, thông gia nhà hai người không lên không được ấy chứ. Hồi trước, đi thăm quan trường Thuyền Chính, thấy ở giữa phòng có một bức tranh sông núi rất to, hình ảnh đầy khí thế của núi sông trùng điệp cùng lúc được thu vào tận đáy mắt, cứ như là có sức hút vậy. Ngọn núi xa kia, mờ ảo thản nhiên, chỉ cần phác vài nét là ra, ngọn núi gần thì mang giang vẻ hùng vĩ hơn, nét bút cũng cứng cáp, mạnh mẽ hơn. Lúc Diệp Phàm đến học đường Thuyền Chính,
sau khi nhìn thấy bức tranh liền đoán ngay là Trần Trung Thắng vẽ. Sau đó cũng nghe ngóng được thông tin đích thị là tranh của Trần Trung Thắng. Cho nên, thật ra là hắn chỉ đang khúm núm vỗ mông ngựa mà thôi. Quả nhiên là đôi mắt tinh tường của Diệp Phàm vẫn phát hiện ra đôi lông mày của Trần Trung Thắng hơi giật giật, xem ra đã đánh trúng tim đen của ông ta rồi. Là một họa sĩ quân nhân, có người khen tác phẩm của mình, đương nhiên là phải cảm thấy thoải mái rồi. Ha ha ha! Ninh Tam Căn đột nhiên cười lớn, lại liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói. Bức tranh sông núi ở Trường Thuyền chính mà anh nhắc đến đó, có biết tác giả là ai không? Thật là ngại quá, lúc đó, thấy kinh ngạc nên cũng đi tìm con dấu, phát hiện ra là có khắc chữ Ô Đình. Nhưng hình như tôi chưa nghe thấy tên Ô Đình này bao giờ, có lẽ là do kiến thức còn nông cạn. Tuy nhiên, chính xác là bức tranh kia rất có thần, lúc đó mấy người đi cùng tôi đến huyện Hồng Liên cũng đều nói như vậy, cứ như là có sự sống vậy. Hơn nữa còn mang đến cho người ta một cảnh đẹp đầy khí thế, có khi còn khiến cho ta thấy bí từ, không thể tả thành lời. Diệp Phàm cố ý nói vậy, mặt thì tỏ vẻ đứng đắn. Ha ha, tôi đây hãy còn kém cỏi lắm, nào có được như lời khích lệ của anh. Trần Trung Thắng biết Đinh Tam Căn muốn tiết lộ sự thật nên thản nhiên nhảy vào tranh phần nói trước. Lẽ nào, con người của Diệp Phàm cũng đột nhiên mở to, nhìn chằm chằm Trần Trung Thắng, cố tình ra vẻ bất ngờ lắm. Đúng vậy, chính là Trần tướng quân đây, thỉnh thoảng cũng hay gọi bút danh của anh ta là Ô Đình. Nhưng cái bút danh này ít dùng lắm, cho nên đồng chí Diệp thấy không quen cũng đúng thôi. Tuy nhiên, trong giới họa sĩ ở nước mình, cái tên Ô Đình này đã vang như sấm bên tai rồi. Ninh Tam Căn cười nói. Ây da, thất lễ, thất lễ. Diệp Phàm trịnh trọng đứng dậy, nhấc chén rượu lên rồi nói. Trần tướng quân, rất xin lỗi, tôi tự phạt một ly trước. Sau đó xin được mời anh thêm ba ly nữa. Lại nói tiếp, tôi tuy rằng chẳng biết vẽ vời gì đâu, nhưng đối với một họa sĩ tài hoa như thế này thì cũng cảm thấy vô cùng kính trọng. Ha ha ha, bọn Ninh Tam Căn và Diêm Thế Dân ai nấy đều mỉm cười, cứ nhìn chằm chằm Diệp Phàm uống hết bốn chén rượu. Trần Trung Thắng cầm chén rượu lên, nói, tửu lượng của tôi không cao, thôi thì cứ uống một chén gọi là thôi nhé. Biết Trần Trung Thắng tỏ vẻ tự cao tự đại, trong lòng Diệp Phàm mặc dù thấy khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười, hắn bèn chuyển chủ đề. Trần tướng quân, nói về Trường Thuyền chính, hình như vẫn là đơn vị cấp dưới của ông, phải vậy không? Ừ, thuộc thẩm quyền quản lý của bảo tàng quân sự chúng tôi. Trần Trung Thắng gật gật đầu. Ha ha, vậy là tôi tìm được ông chủ rồi. Diệp Phàm cười nói. Bọn họ không động chạm gì đến cách cậu đấy chứ. Trần Trung Thắng cũng không ngu, vừa nghe xong đã hiểu được chút ít, bèn hỏi. Động chạm đến chúng tôi ấy à, đương nhiên là không rồi. Diệp Phàm lắc đầu, liếc mắt nhìn Trần Trung Thắng một cái rồi nói. Chắc là Trần tướng quân không biết rồi, huyện Hồng Liên của Thủy Châu là do tôi quản lý, mà Trường Thuyền chính lại nằm ở quận Hoàng Đô, một trong ba khu vực trực thuộc huyện Hồng Liên. Hơn nữa, gần đây, huyện Hồng Liên chúng tôi đang có dự án xây dựng lớn. Lấy sông Hồng Liên làm mốc đế triển khai. Diệp Phàm nói một lượt với Trần Trung Thắng về tình hình thực tế, không giấu giếm thứ gì. Ý cậu muốn phòng lưu niệm của Trường Thuyền chính tách khỏi địa bàn khu vực sông đúng không? Trần Trung Thắng thản nhiên hỏi. À hát, bên tôi có vài tài liệu liên quan đến vấn đề này đấy, Trần tướng quân nếu rảnh thì có thể xem qua. Diệp Phàm vừa nói vừa lấy tập tài liệu từ trong cặp ra. Hắn liếc mắt nhìn Trần Trung Thắng một cái rồi nói thêm. Tuy nhiên, gần đây huyện Hồng Liên đang triển khai toàn diện cả mặt kiến thiết và sinh thái nhân văn, chỉ có chúng tôi thôi thì e rằng không tiến hành được. Hy vọng Trần tướng quân có thể vì chính quyền địa phương mà suy xét một chút. Nếu Trường Thuyền chính không tách khỏi khu vực sông Hồng Liên, thì toàn bộ dự án sinh thái nhân văn sẽ bị mắc nghẹn, không thể nào triển khai được. Chúng tôi muốn thực hiện kế hoạch mở rộng toàn diện sông Hồng Liên. Cho nên toàn bộ các cánh sông đều phải thông mới được. Để tôi xem đã. Trần tướng quân cũng vẫn đón tập tài liệu từ tay Diệp Phàm, tiện tay lật lật vài trang. Khá lâu sau, ông ta đặt tập tài liệu xuống rồi nói. Bí thư Diệp, việc này chỉ sợ có chút phiền phức. Đúng là Trường Thuyền chính là đơn vị cấp dưới của bảo tàng quân sự chúng tôi, nhưng mà việc quản lý trường học của chúng tôi rời rạc lắm. Bọn họ cũng có tính độc lập tương đối. Quan trọng nhất là Trường Thuyền chính lại là nơi bắt nguồn của công nghiệp cận đại và hải quan cận đại Trung Quốc chúng tôi,
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc giáo dục quân nhân, dân chúng. Tính ra là nó đã thuộc về phạm vi di sản đồ cổ rồi đấy. Các cậu lại muốn chúng tôi dỡ bỏ, thì tương đối khó khăn, hơn nữa, đây lại là vấn đề lưu giữ các giá trị lịch sử. Chúng tôi không thể vì địa phương phải phát triển kinh tế mà gây tổn hại cho học đường thuyền chính, nếu ai cũng làm như vậy thì không chừng các di sản văn hóa chẳng còn lại là bao. Xây dựng kinh tế cũng không thể lướt trên nền lịch sử con người được. Cậu cũng vừa nói rồi đấy, các cậu muốn thực hiện cả việc xây dựng kiêm sinh thái nhân văn, nếu đã thực hiện mặt xây dựng này rồi, lẽ nào lại muốn lấy việc phá bỏ lịch sử nhân văn để thay thế? Trần Trung Thắng khá thẳng thắn khi từ chối lời thỉnh cầu của Diệp Phàm, hơn nữa, cái lão già này có cán bút mạnh mẽ dứt khoát thì mồm mép cũng không thua cái cán bút gậy tre ấy tí nào. Diệp Phàm trong lòng cũng thầm khâm phục lão, đúng là lão Khương, lợi hại thật. Ủy ban nhân dân huyện chỉ là muốn trường thuyền chính rời khỏi địa bàn sông Hồng Liên thôi, đối với trường mà nói cũng không có gì là tổn thất lắm đâu. Theo như chúng tôi biết, một bộ phận của trường trên khu vực sông cũng không có giá trị lịch sử gì lớn cả. Bên trên chỉ là một cái lều cũ, bên trong cũng chỉ đậu hai chiếc tàu chiến cũ mà thôi. Cho nên, hoàn toàn có thể chuyển lên khu đất bằng mà. Diệp Phàm đáp lại. Đúng là trò cười, đó mà có thể gọi là lều cũ được sao? Đồng chí Diệp Phàm, cái lều cũ đó được lưu lại từ thời nhà Thanh đấy. Để bảo tồn nó mà chúng tôi đã đầu tư vào đó không dưới 5 vạn đâu. Vì thế còn mời riêng chuyên gia nổi danh ở nước ngoài sang trùng tu lại theo cổ tích lịch sử đấy. Chúng tôi đã bảo vệ di sản văn hóa này y như che chở cho đứa con bé bỏng của mình vậy. Chính là để cho Hải quân nước Cộng hòa cùng với các quân nhân có cơ hội được chiêm ngưỡng. Thời nhà Thanh, bởi thực lực nước ta còn yếu, cho nên cuối cùng Hải quân cũng tan theo. Giai đoạn lịch sử tàn khốc ấy đã cảnh báo chúng ta, nếu cứ tiếp tục phá bỏ những di sản văn hóa mang ý nghĩa giáo dục. Diêm Cương nói đến đây thì ngừng lại, liếc mắt nhìn Diệp Phàm rồi nói tiếp. Thật không khách khí mà nói rằng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện các cậu chẳng có chút trách nhiệm nào cả, hơn nữa tôi còn cảm thấy tầm nhìn của các cậu đúng là quá hạn hẹp. Những lời mà Diêm Cương vừa thốt ra miệng không chút bóng gió mà trực tiếp chỉ trích huyện Hồng Liên nơi Diệp Phàm làm việc. Chúng tôi chẳng nhẽ anh Diêm cũng làm việc ở trường thuyền chính. Diệp Phàm có chút kinh ngạc, không nghĩ rằng tên Diêm Cương này lại thấy bất mãn đến vậy. Ừ, nó sắp đến trường thuyền chính đảm nhiệm chức phó giám đốc, đã đưa điều lệnh xuống rồi, ngày mai sẽ xuống nhậm chức luôn. Trần Trung Thắng gật gật đầu. Mẹ nó, chả trách gỡ lại thấy bất mãn đến vậy, hóa ra là thế. Diệp Phàm chửi thầm một câu trong lòng rồi nói. Giám đốc Diêm, việc này anh cứ xem qua tài liệu đi đã, dự án về kiến thiết và sinh thái nhân văn ở sông Hồng Liên, chúng tôi cũng bỏ vào không dưới 500 triệu đâu. Giai đoạn đầu, vốn đầu tư còn lên đến 700 triệu, về sau thu hồi lại một ít. Việc này, cả ủy ban tỉnh, cùng với ủy ban nhân dân thành phố Thủy Châu đều đặc biệt coi trọng. Hôm cắt băng khởi động dự án, cả viên tự lệnh quân khu lĩnh Nam, đồng chí Kiều Hoàng Sơn, cùng với bí thư Phí Mãn Thiên đều tới góp mặt. D. Diệp Phàm nói đến đây thì cố tình ngừng lại, chính là để cho bọn Diêm Cương tiêu hóa đi một chút. Dĩ nhiên hắn tin tưởng rằng Phí Mãn Thiên và Kiều Hoàng Sơn vẫn còn có thể tạo cho họ áp lực nhất định. Chương 1575, Diệt Võ Quán. Công trình này đã khởi công, chính là vì an toàn tài sản và sinh mạng nhân dân Thủy Châu. Mảng chống lũ không cho phép trường thuyền chính tiếp tục chiếm đường sông. Đây là sự bố trí không để ý đến tính mạng của mấy triệu người dân Thủy Châu. Anh có thể còn không biết, những năm trước mưa khá nhiều. Đó là vì trường thuyền chính chắn đường sông, khiến cho nước vào nhiều nơi trong thành phố, tạo nên tổn thất tài sản nhất định. Diệp Phàm nói. Ha ha, bí thư Diệp cũng nói hơi quá. Theo như tôi được biết, trận đại hồng thủy năm kia đúng là có gây tổn thất nhất định cho nhân dân Thủy Châu. Nhưng, cũng không phải là do trường thuyền chính gây ra. Đó là trận đại hồng thủy trên diện rộng, cả trường thuyền chính cũng bị ngập cơ mà. Trần Trung Thắng nói đến đây. Liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói thêm. Các anh phải phát triển kinh tế, chúng tôi không phản đối. Nhưng cũng không thể hy sinh một trường học có ý nghĩa giáo dục như thuyền chính. Nếu trường học thuyền chính biến mất, chúng ta sẽ đều là tội nhân của nước Cộng Hòa. Mời Trần Tướng Quân xem lại cẩn thận những tài liệu liên quan đến trận đại hồng thủy đó, chúng tôi có chứng cứ điều tra. Hơn nữa, cũng không thể vì một túp lều với hai thuyền chiến cũ mà làm cho khu sinh thái nhân văn khu Hồng Liên của hàng triệu người dân Thủy Châu bị mắc cạn được.
Nếu thực sự như vậy, Trường Thuyền Chính chắc hẳn sẽ trở thành hòn đá ngáng chân của trong việc cải cách mở cửa, phát triển kinh tế, nâng cao và cải thiện cuộc sống nhân dân. Diệp Phàm nói với vẻ mặt nghiêm túc, cũng hơi tức giận rồi. Phát triển kinh tế cũng không nhất định phải phá hủy di tích cổ được. Như vậy, là không sáng suốt. Bí thư Diệp, dù thế nào, chúng tôi cũng không dỡ bỏ di vật văn hóa cổ lưu lại từ triều Thanh được, đó là không có khả năng. Diêm Cương giọng điệu nặng nề, căn bản là không có ý thương lượng. Thằng nhãi này vất vả lắm mới kiếm được một chức quan béo bở ở Thủy Châu, dĩ nhiên là sẽ không để Diệp Phàm hủy hoại chuyện tốt của mình. Diêm Cương, anh không thể nói như vậy. Các anh phải đứng ở vị trí chính phủ khu Hồng Liên để suy xét được không? Hơn nữa, nếu các anh rời túp lều đó không đồng nghĩa với việc phá hủy di tích lịch sử. Hoàn toàn có thể chuyển lên vùng đất bằng, hoặc có thể xây lại ngay bên cạnh. Rời lều cũ qua đó là được rồi. Tuy nói làm như vậy có những tổn thất kinh tế nhất định, nhưng vì đại cục khu Hồng Liên, các anh cũng nên có sự hy sinh nhất định. Hơn nữa, tôi tin Bí thư Diệp không phải là người không biết lý lẽ. Chắc chắn sẽ đền bù cho các anh một con số nhất định. Lúc này, tướng quân Đinh Tam Căn thản nhiên làm thuyết khách. Nói dễ hơn làm, đầu tiên phải xây dựng lại khu mới, trên thực tế thì cũng là phá hủy di sản văn hóa lịch sử rồi. Diêm Cương cháu không thể trở thành tội nhân của nước Cộng Hòa được, người đời sau hỏi về Trường Thuyền Chính, bảo chúng cháu phải trả lời sao đây. Hơn nữa, xây dựng lại, vậy chúng cháu cũng phải đầu tư cả mấy chục triệu để trị thủy nữa, nên biết. Lúc đầu để kiếm được số tiền này, người phụ trách Trường Thuyền Chính trong lịch sử đã phải bỏ tâm huyết. Chúng ta là người đời sau tuyệt đối không thể làm uổng phí tâm huyết của họ. Diêm Cương cháu không muốn trở thành tội nhân của nước Cộng Hòa, cũng không muốn thành tội nhân của lịch sử. Diêm Cương nói, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Anh Diêm, anh nói vậy tức là không thể thương lượng đúng không? Diệp Phàm lạnh lùng hừ giọng nói. Bí thư Diệp, anh có lập trường của anh. Diêm Cương có lập trường của mình. Các anh chỉ đứng trên lập trường của bản thân mà thôi. Anh khó thuyết phục nó cũng khó thuyết phục anh, tôi thấy, chuyện này, cứ từ từ. Xem có thể thương lượng được cách nào không? Xem có thể tìm được biện pháp nào hai bên cùng có lợi không? Trần Trung Thắng nói, dĩ nhiên là nể mặt Đinh Tam Căn. Ha ha, Trần Tướng Quân, ông nghĩ lại đi, chuyện này có thể sao? Xét theo Đại cục Thủy Châu. Trường Thuyền Chính rời khỏi mặt sông hợp thời hợp thế. Không thể chỉ vì một túp lều cũ bố trí ở Thủy Châu mà không để ý đến mấy triệu dân Thủy Châu đúng không? Nếu thực sự như vậy, Trường Thuyền Chính sẽ thực sự trở thành tội nhân lịch sử. Chúng tôi không phản đối lịch sử và truyền thống, cũng phát huy lịch sử và văn hóa. Tuy nhiên, cái này, cũng có mức độ thôi đúng không nào? Khi kế thừa và lợi ích của nhân dân có mâu thuẫn, vì sao lại không thể thay đổi văn hóa chút xíu? Tư tưởng của chúng ta không nên cứng nhắc quá, như vậy rất không phù hợp đúng không nào? Diệp Phàm nói, lôi thôi quá đi. Lúc này, Diêm Thế Dân đột nhiên hừ giọng nói, dáng vẻ rất không kiên nhẫn, liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Việc này tôi thấy không thương lượng được đâu, đối với việc phá hoại di sản văn hóa, chính quyền khu Hồng Liên các người đã quyết định di rời Trường Thuyền Chính khỏi địa bàn Lão Tổ Tông Thanh Triều cấp đúng không? Đây cũng là vấn đề bảo lưu di tích lịch sử. Chính quyền khu Hồng Liên các người dựa vào cái gì mà cứ nắm mãi không chịu buông? Bí thư Diệp, đừng trách Diêm Thế Dân tôi nói khó nghe, sự thật là như vậy. Tôi là người nói chuyện khá thẳng thắn. Một là một, hai là hai. Các người có lợi ích của các người, Trường Thuyền Chính không thể đáp ứng yêu cầu vô lý của các người được. Hôm nay nể mặt Lão Đinh chúng ta cùng ngồi ăn một bàn, bằng không, hừ. Diêm Thế Dân tương đối khí phách, vì lợi ích của con trai. Người này cũng đứng ra nói rồi. Được rồi, uống rượu, Lão Diêm, ông cũng đừng lôi thôi nữa, tối nay chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện Trường Thuyền Chính nữa, uống rượu. Lúc này, Đinh Tam Căn thấy mọi chuyện không thể kéo dài nữa, lập tức giảng hòa. Lão Đinh, ông đừng trách chúng tôi không nể mặt ông. Thực sự yêu cầu của đồng chí Diệp Phàm quá vô lý. Nếu là tính khí trước đây của tôi, thì đã sớm phủi mông bỏ đi rồi. Hôm nay coi như nể mặt Lão Đinh ông nên mới ngồi đây, tôi hy vọng một số người có tự tôn một chút. Đừng có huyên thuyên những chuyện khiến cả hai bên không thoải mái nữa. Diêm Thế Dân vô cùng hào khí. Diêm Thế Dân đúng không? Diệp Phàm đột nhiên hừ nói, hỏi Diêm Thế Dân. Ngồi không đổi họ, tôi chính là Diêm Thế Dân,
mở Cửu Hoàn Võ Quán ở Bắc Kinh, cũng có chút danh tiếng trong vòng, người ta gọi tôi là Diêm Nhất Thối. Cũng có những anh em gọi tôi tiếng anh Diêm, sao? Anh có ý kiến gì sao? Diêm Thế Dân lùng hừ nói, khinh thường nhìn Diệp Phàm. Đám người Trần Trung Thắng ngồi đó cũng không nói gì, chỉ im lặng coi náo nhiệt. Tối mai trước 8 giờ, Cửu Hoàn Võ Quán sẽ biến mất. Lời này do Diệp Phàm tôi nói. Diệp Phàm đột nhiên đứng lên, chắp tay nói với Đinh Tam Căn. Đinh tướng quân, cảm ơn anh đã tiếp đãi, cáo từ. Thịch một cái, chiếc bàn đã bị Diêm Thế Dân vỗ một cái. Chiếc bàn lập tức nhảy dựng lên, rượu bay tung tóe đầy bèn. Diêm Thế Dân chỉ vào Diệp Phàm hừ nói. Mày, nhóc con còn hôi sữa mà cũng dám nói câu này. Cửu Hoàn Võ Quán của tao tuy không thể so sánh với các đại danh phái như Thiếu Lâm, Võ Đang, Thanh Thành, nhưng cũng có chút danh tiếng, hạng ngông cuồng như mày mà muốn hủy võ quán của chúng tao sao? Mày có khả năng đó à? Nếu đúng như vậy, Cửu Hoàn Võ Quán của tao đã không tồn tại ở Bắc Kinh mấy trăm năm rồi. Buồn cười, chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Nói đến đây, Diêm Thế Dân nhìn Diệp Phàm và Đinh Tam Căn một cái, hừ nói. Nếu không phải hôm nay tao nể mặt lão Đinh, Diêm Thế Dân tao đã dẹp yên mày tại bàn rồi. Cáo từ, tối mai gặp. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, quay sang nói với Kiều Viên Viên. Chúng ta đi. Không tiễn. Diêm Thế Dân hừ nói. Thấy Diệp Phàm kéo Kiều Viên Viên ra khỏi phòng, mặt Diêm Thế Dân vô cùng khó coi. Đinh tướng quân, ông xem chuyện này. Trần Trung Thắng nói xong, liếc nhìn Diêm Thế Dân một cái, nói. Lão Diêm, ông đúng là chẳng đổi được cái tính đó. Tuy nói muốn từ chối, nhưng cũng không thể nói thẳng như vậy đúng không nào. Không cần phải đắc tội với một thanh niên có tiềm lực như vậy. Nếu như cậu ấy đã có thể nói như vậy, tôi cũng hơi lo lắng cậu ta sẽ làm gì đó. Trần Trung Thắng trong lòng kinh ngạc vì tuổi tác của Diệp Phàm, khi chưa hiểu rõ tình hình cũng không muốn quá mức đắc tội với Diệp Phàm. Không thể ngờ Diêm Thế Dân lại như vậy, muốn làm gì thì làm. Trần Trung Thắng đương nhiên đang giả bộ nể mặt Đinh Tam Căn, bằng không, người làm thuyết khách này cũng sẽ rất mất mặt. Sinh chuyện, nó à, lẽ nào lại phá sập võ quán, nực cười. Diêm Cương hừ lạnh một tiếng, nhìn cha vợ một cái, nói thêm. Ba vợ à, ba không cần lo lắng quá đâu, con thấy, tên này chỉ có công phu mồm mép là lợi hại, còn năng lực, con thấy chưa chắc. Đơn giản là thế gia rất cao, bằng không, chỉ dựa vào hắn, làm gì mà được làm cán bộ cấp giám đốc sở trẻ tuổi chứ, chỉ là phúc đức tổ tông thôi. Loại người này, Diêm Cương còn chướng mắt lắm. Kỳ thực, xã hội này, nói khác dễ nói mình khó. Diêm Cương nếu không phải cũng có sự giúp đỡ của gia tộc nên mới có cấp bậc hôm nay sao, nếu không có cha vợ lót đường, Diêm Cương y giờ chẳng biết đang ở xó xỉnh nào rồi. Lão Đinh, sao ông lại kết giao với loại người như thế? Làm thuyết khách cho nó nữa, không đáng. Diêm Thế Dân sung mãn. Lão Diêm, tôi muốn nói thật với ông một câu, thằng nhóc này không tồi, gia thế nó không tốt đâu, chỉ là một gia đình ở thị trấn nhỏ. Nó có thể có được ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của bản thân. Ông đừng nghĩ lung tung là nó có gia thế gì đó, hay có cha thế nào đó. Chuyện này tôi biết rõ nhất, hôm nay ông đắc tội với nó là thiếu sáng suốt, là bạn cũ mấy chục năm rồi. Tôi phải khuyên anh một tiếng. Thiên hạ này, không phải Cửu Hoàn Võ Quán của ông lớn nhất. Ông phải chú ý một chút, nếu nó đã dám nói lời này, chắc chắn ngày mai ông sẽ phiền phức. Nói đến đây, Đinh Tam Căn lại nhìn Diêm Thế Dân một cái, nói. Lẽ nào ông thực sự muốn cắt hợp võ quán? Chuyện này tuyệt đối không thể, chỉ bằng thân thể thư sinh của nó mà muốn tìm người lật võ quán, đúng là buồn cười. Lão Đinh! Ông đừng tưởng thiên hạ này toàn lác võ lâm cao thủ. Cao thủ chân chính như tôi không nhiều, ngoại trừ những môn phái lớn có vài lão gia thôi, chứ những người khác, không có khả năng. Diêm Thế Dân tương đối tự tin, căn bản không thèm nghe lời khuyên của người bạn tốt Đinh Tam Căn. Lão Diêm, ông phải chú ý, đừng để người ta ngầm lật thuyền. Người khác không có chút năng lượng mà dám nói lời này sao? Đừng có tự đại quá. Trần Trung Thắng cũng khuyên nhủ. Không cần phải nói nữa, ông xui, ông nhìn thấy không, Cửu Hoàn Võ Quán của chúng ta tồn tại không phải 1-2 năm, đến giờ, tôi nhớ không lầm, cũng có gần 700-800 năm lịch sử rồi. Có bị người ta phá hủy võ quán bao giờ chưa? Ha ha! Diêm Thế Dân cười lớn,
căn bản là không thèm để ý. Được rồi, uống rượu đi. Đinh Tam Căn có chút ủ rũ, nói. May là Đinh Tam Căn cũng không hiểu rõ Diệp Phàm, bằng không, tuyệt đối ông ta sẽ không dám nói như vậy. Chương 1576, tôi được bao nhiêu cân lượng? Tên này cũng ngông cuồng lắm, ngày mai, chắc là sẽ khóc thôi. Sau khi đi ra, Kiều Viên Viên thản nhiên cười nói. Ha ha, người tự cao tự đại cũng không tốt, tuy nói xã hội hiện đại, không còn giang hồ nữa, nhưng người giang hồ vẫn còn nhiều. Cao thủ ngũ đảng, nói thật, trước mặt anh, chỉ như một con kiến, chẳng có ý nghĩa gì cả. Diệp lão đại thản nhiên lắc đầu. Bản thân anh chắc chắn không thể ra tay được rồi. Anh định bảo ai ra tay? Kiều Viên Viên cười hỏi, chuyện này, cô chẳng chút lo lắng gì cả. Có nhiều người để chọn lắm, nhưng ứng cử viên sáng giá nhất là Phí Nhất Độ. Cậu ấy có thân thủ lục đẳng, Trần Quân và Lô Vĩ cũng được, họ đều ngũ đẳng cấp 2. Anh tin, mấy anh em đó mà ra tay, cửu hoàn võ quán gì đó, chẳng là cái rắm gì. Diệp Phàm khinh thường hừ nói. Anh khoe khoang cái gì, em biết khả năng của anh rồi. Kiều Viên Viên trợn mắt nhìn tên đó một cái. Ha ha, những cái khác chồng em không giỏi, nhưng trong chuyện này, không cần khoác lác, vốn đã có chút năng lượng nhỏ rồi mà. Diệp lão đại nói đùa. Chỉ sợ anh đánh cửu hoàn võ quán rồi, Trần Trung Thắng chưa chắc đã chịu nể mặt anh. Kiều Viên Viên tạo một gáo nước lạnh. Để ý chuyện nể mặt hay không làm gì, cứ đánh trước tính sau. Diệp lão đại làm bộ dạng không quan tâm, hừ nói. Trường thuyền chính không giải quyết được thì sao? Chuyện này mà không giải quyết được, khi sinh thái nhân văn của anh cũng tiêu luôn, số tiền đầu tư trước giờ đều thành bọt biển, đến lúc đó anh còn có cái lỗ nào để chui vào nữa không? Hơn nữa, không xử lý được chuyện này, chắc hẳn sẽ bất lợi cho sự nghiệp của anh sau này. Về sau, có lãnh đạo nào thèm trọng dụng anh nữa chứ? Kiều Viên Viên hơi lo lắng, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói thêm. Nếu thực sự không được, thì cứ nói với ba em một tiếng, nhờ ông ấy nói chuyện với lãnh đạo Tổng cục Chính trị. Em nghĩ họ cũng sẽ nể mặt ba, so với sức ép của anh thì chắc là hơn nhiều. Xã hội bây giờ là như vậy, một tiểu lâu la nhảy mệt muốn chết cũng chẳng bằng một câu nói của lãnh đạo. Ngây ngô gì vậy, không cần phải cầu xin ba em đâu, chuyện này anh giải quyết được mà. Diệp lão đại nói đến đây, bèn liếc nhìn Kiều Viên Viên một cá, nói thêm. Em đừng coi thường năng lực của ông xã em vậy chứ, anh lợi hại lắm. Xì, anh nổ quá đi. Kiều Viên Viên bĩu môi, hừ nói. Nhưng thật ra cũng chẳng chút phản cảm với từ ông xã. Hơn nữa, trong lòng còn vui thầm, Kiều Viên Viên cảm giác như mình được sinh ra là vì Diệp Phàm vậy. Không có Diệp Phàm, Kiều Viên Viên cảm thấy cuộc sống cũng chẳng có ý nghĩa. 6 giờ ngày hôm sau, Phí Nhất Độ đợi ở Hồng Diệp bảo. Đại ca, cửu hoàn võ quán cũng dám chọc giận anh à, đúng là thú vị quá. Phí Nhất Độ cười ha hả. Diêm Thế Dân chẳng qua chỉ thân thủ ngũ đẳng, con của ông ta Diêm Cương thân thủ cũng chỉ tứ đẳng. Tôi nghĩ có cậu với Trần Quân, Lô Vĩ, Lý Cường là có thể thu phục được rồi. Diệp Phàm nói. Chuyện nhỏ, em thấy không cần phiền đến mấy người kia, để một mình em chơi là được rồi. Phí Nhất Độ vui vẻ, liếc nhìn Trần Quân, Lô Vĩ, Lý Cường. Người này, hình như cũng là phần tử hiếu chiến. Chuyện này, tôi thấy nên để Trần Quân và Lý Cường ra mặt ngáng chân họ một chút. Nếu bọn họ không có cao thủ gì thì cũng chẳng cần cậu ra mặt. Dù sao cậu cũng ở Bắc Kinh, cũng không cần thiết dính vào chuyện này. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, nhưng thực ra cũng chẳng yên tâm chút nào. Sợ cái gì, Phí Nhất Độ em ở kinh thành này có mấy ai dám đụng vào chứ? Phí Nhất Độ khí thế ngẩng cao, đầy sự cao ngạo của nhị thiếu gia Phí gia. Diêm Thế Dân chẳng qua chỉ ngũ đẳng, cửu hoàn võ quán nghe nói tồn tại gần ngàn năm lịch sử. Trước kia hình như còn có phái cửu hoàn võ quán này có phải là cửu phái ẩn thân trong xã hội hiện đại không? Lô Vĩ lúc này đột nhiên nói xen vào. Nghe nói cửu hoàn phái dùng dấu hiệu là 9 vòng hợp kim, khi tấn công sẽ liên tục quăng 9 cái vòng ra, có thể làm lợi khí công kích linh hoạt. Có thể trừ có thể giải, vô cùng linh hoạt. Hơn mấy trăm năm trước còn có mấy người của cửu hoàn có thể đấu với các trưởng lão của phái võ đang, thiếu lâm Trung Quốc mà thực lực không hề thua kém bao nhiêu. Trần Quân nói, những cái này, đều là do cha anh ta Trần Khiếu Thiên nói lại. Ha ha, không sợ, tôi tin có 4 người các cậu,
dù có giấu cao thủ đặc biệt nào cũng chẳng sao. Nhất độ đã lục đẳng rồi, phái cửu hoàn chẳng lẽ thực sự còn có cao thủ lục đẳng? Diệp Phàm thản nhiên lắc lắc đầu, căn bản là không thèm để ý. Mọi người chuẩn bị đi đến cửu hoàn võ quán một chuyến. Cửu hoàn võ quán ở một nơi vô cùng hẻo lánh. Võ quán không xa hoa mà tương đối khiêm tốn. Tuy nhiên, nghe nói đệ tử cũng không ít, học phí đắt đến mức líu lưỡi. Mỗi đệ tử học phí một năm khoảng 100.000. Mọi người dừng xe dưới bóng cây đại thụ. Tuy nói bên ngoài cửu hoàn võ quán tương đối yên tĩnh, tuy nhiên, từ sự yên tĩnh đó Diệp Phàm phát hiện ra một số dấu hiệu không bình thường. Hình như số thanh niên mặc trang phục võ đứng gác cửa cũng nhiều lên. Những người này đều mặc đồ võ màu đen, trên ngực có thêu logo cửu hoàn võ quán, những bộ quần áo này hơi giống tấm biển hiệu. Đám người phí nhất độ đều mặc quần áo thể thao rộng thùng thình để dễ hoạt động chân tay. Quán trưởng Diêm có ở đây không? Trần Quân chắp tay, hỏi sáu chàng thanh niên giữ cửa mặc đồ đen. Các anh đến để đánh võ quán sao? Một người áo đen có nốt ruồi ở hàm dưới hừ nói, đôi mắt ánh lên tia hung tợn trừng mắt nhìn Trần Quân. Anh nói như vậy cũng được. Trần Quân cũng không chút khách khí, hét ra câu này. Tôi Diêm Hỉ, là tứ sư huynh của cửu hoàn võ quán. Tôi muốn biết anh đây có bao nhiêu cân lượng mà dám lớn tiếng đòi đập võ quán, cứ nhận trước một quyền của tôi rồi tính, bằng không, các người không có tư cách vào cửu hoàn võ quán. Chỉ dựa vào mấy người bọn chúng mà cũng đòi đập cửu hoàn võ quán chúng ta, đúng là thói đời ngày nay, chó mèo gì cũng dám ra đường kêu la, đúng là thú vị thật. Một đệ tử mắt hình tam giác hừ nói. Có cân lượng hay không, cứ thử đi thì biết. Trần Quân không thèm so đo với họ, thản nhiên cười cười, làm tư thế mời, nói. Mời ra quyền, anh đến xem Trần Quân tôi rốt cuộc có cân lượng không. Lớn lối lắm, vậy tao cho mày xem uy quyền của cửu hoàn võ quán chúng tao. Diêm Hỉ phẫn nộ, cảm thấy mình bị coi thường. Dồn sức, tung một quyền nhắm vào mũi Trần Quân. Tên này quyết định dùng một quyền đấm cho máu mũi đầy mặt Trần Quân. Quyền vừa xuất ra, đã hình thành nên ba vòng trong hư ảo, đem theo chút gió, cũng tương đối uy vũ. Những tên áo đen khác đều hô lên hay. Hay cái rắm. Trần Quân văng tục, đưa năm ngón tay qua, chiêu khai bi thủ của Lô Gia do Diệp Phàm cải tiến được Trần Quân tung ra. Khi bi thủ của Lô Gia vô cùng âm độc, xuất trưởng cũng không có chút tiếng động, khi tiếp cận đối thủ mới đốt nhiên bộc phát ra trong nháy mắt. Kinh lực đó, khi luyện đến trình độ hỏa hậu thì có thể làm nứt cả đá, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Thịch một tiếng, Diêm Hỉ lùi năm bước, mông và eo ném mạnh vào cửa đồng của võ quán. Lập tức, sắc mặt trắng như tờ giấy, người cũng ngã xuống ngạnh cửa, sụi lơ như một đống bùn, dường như đã bị ai đó rút sạch gân trong nháy mắt vậy. Diêm Hỉ mím môi, muốn kêu đau, tuy nhiên thoáng nhìn thấy bộ dạng sững sờ của các sư đệ. Diêm Hỉ bèn ngậm miệng lại, nuốt đau đớn vào lòng. Có đủ phân tượng rồi chứ? Trần Quân hừ lạnh, nhìn Diêm Hỉ. Có cần mấy người chúng tôi thử nữa không? Lý Cường thản nhiên liếc nhìn đám Diêm Hỉ một cái. Bảo bọn họ đến sân luyện công sau núi. Bên trong đột nhiên truyền ra một đạo âm thanh hùng hậu, không phải Diêm Thế Dân thì còn ai? Mời! Diêm Hỉ nhờ người đỡ dậy, lúc này đã hiền lành hơn nhiều. Hơn nữa! Trong ánh mắt thoáng có tia kiêng kỵ, xem ra, âm thủ của Trần Quân lúc này quả thực đã khiến tên này chịu thiệt lớn rồi. Mọi người theo Diêm Hỉ đi xuyên qua chính viện ra sau núi, thấy phía sau núi có một sân luyện công lớn. Xung quanh sớm đã có trăm đệ tử cửu hoàn mặc đồ đen đứng xung quanh, cả đám vô cùng oai hùng. Trong đó có cả trai lẫn gái, cửu hoàn võ quán lẽ nào muốn mở lớp tham quan học hỏi. Diệp Phàm nhìn thấy đã hiểu ngay. Chắc chắn người ta muốn đệ tử của họ chiêm ngưỡng mình thấy bại. Để tăng thêm sự oai hùng cho cửu hoàn võ quán, cái này, cũng là một cơ hội tuyên truyền quảng cáo tốt. Sau này số học viên đến cửu hoàn võ quán học võ sẽ càng đông hơn. Diêm Thế Dân cùng con trai Diêm Cương cùng đứng trên đám cỏ. Nhìn thấy đám người Diệp Phàm, Diêm Thế Dân lạnh lùng, hừ nói. Bí thư Diệp, đây là cao thủ anh mời sao? Ha ha, có phải cao thủ hay không? So tài sẽ biết. Diệp Phàm liếc nhìn Diêm Thế Dân, thản nhiên nói. Ba trận thắng hai là được, người thắng trận trước có thể liên tục khiêu chiến ba người của đối phương. Diêm Thế Dân hừ nói. Được. Diệp Phàm không chút do dự, gật đầu. Bên Diêm Thế Dân người xuất chiến là con trai Diêm Cương, Diêm Thế Dân, cộng thêm một người thấp thấp,
mặt vàng như nến, nhìn cứ như người bệnh. Ông lão này diện mạo bình thường, không có gì thu hút. Tuy nhiên, bằng trực giác của mình, Diệp Phàm biết lão già này mới là khó chơi nhất. Căn cứ theo đề xuất tỉ thí của Diêm Thế Dân, chắc hẳn ông ta đem toàn bộ hy vọng đặt vào ông lão này. Theo quy định của ông ta, dù Diêm Thế Dân và con trai có thua, chỉ cần để ông lão này đấu sau cùng, thì ông ta có thể khiêu chiến ba người và giành được thắng lợi rồi. Lý Cương, cậu đấu với Diêm Cương, Lô Vĩ đấu với Diêm Thế Dân, lão già cai để cho nhất độ, cậu cẩn thận một chút, lão già đó không đơn giản đâu. Diệp Phàm nhỏ giọng dặn dò. Yên tâm, em sớm đã chú ý đến ông ta, những người nhìn càng bình thường thì càng mạnh. Phí Nhất Độ không chút khinh thường lão già đó. Bí thư Diệp, nếu bên anh thua, chuyện liên quan đến dở bỏ Trường Thuyền Chính không cần nhắc đến nữa. Hơn nữa, Trường Thuyền Chính chúng tôi nằm trong phạm vi khu Hồng Liên. Theo lý mà nói, khu Hồng Liên các anh còn phải cấp chút tiền ủng hộ Trường Thuyền Chính chúng tôi đúng không nào? Diêm Cương dở công phu sư tử ngoạm, cứ làm như gã ta thắng chắc rồi vậy. Chương 1577, lăn như hổ lô. Điều kiện thứ nhất tôi đồng ý, tuy nhiên, điều kiện sau theo lý thuyết thì địa phương ủng hộ quân đội xây dựng cũng được. Tuy nhiên, cái ủng hộ mà anh nói, rốt cuộc là bao nhiêu chứ? Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng, sớm đã thấu hiểu những toan tính trong lòng Diêm Cương rồi. Tên này sắp đến Trường Thuyền Chính nhậm chức, nếu có tiền, đương nhiên sẽ để lại ấn tượng tốt với Trường Thuyền Chính. Vô hình chung sẽ tăng thêm cấp bậc cho mình. Tôi biết gần đây khu Hồng Liên được tỉnh cấp vài trăm triệu, tôi cũng chẳng muốn chơi trò sư tử ngoạm, chỉ cần ủng hộ 30 triệu cho chúng tôi tu sửa là được, anh thấy thế nào? Diêm Cương đúng là biết cách đòi hỏi thật. 80 triệu được không? Diệp Phàm thản nhiên liếc nhìn Diêm Cương một cái, cười nói. Tôi không hiểu ý bí thư Diệp. Diêm Cương không bị số tiền lớn làm mờ mắt, liếc nhìn Diệp Phàm, hỏi. Rất đơn giản, chẳng phải nếu các anh thắng các anh cần được ủng hộ sao, cái này cả hai bên đều như vậy đúng không nào? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Anh nói. Diêm Thế Dân hừ một tiếng. Các người mà thua, Cửu Hoàn Võ Quán sẽ là của tôi. Diệp Phàm vừa nói câu này, đám đệ tử bên dưới lập tức nhao nhao lên. Có người hét to. Mày là cái dám gì, dám đòi võ quán, mày chịu nổi hả? Đúng vậy, ăn gan hùm rồi à, dám đòi võ quán. Biết Cửu Hoàn Võ Quán có bao nhiêu năm lịch sử rồi không? Tao sợ cái lũ không biết sống chết tụi mày sẽ bị dọa chết đó. Một lão già hét to. Ha ha, không dám đáp ứng thì thôi vậy. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Đúng lúc này, từ trong đình nhỏ phía đối diện đột nhiên truyền đến một tiếng động. Âm thanh đó truyền thẳng vào tai Diệp Phàm. Diệp Phàm thi triển mắt ưng nhìn qua, thấy trong đình có một ông lão râu vàng đang ngồi. Da mặt nhăn nheo như vỏ thông già, nhưng, đôi tay tương đối trắng, đầu ngón tay móc vào dây đàn phát ra tiếng động. Dường như ám chỉ gì đó, tuy nhiên Diệp Phàm cảm thấy trong tiếng động đó có chứa một tia nội tức. Trong lòng nghĩ lẽ nào lão già này mới là cao thủ ẩn nấp của Cửu Hoàn Võ Quán. Đồng ý. Diêm Thế Dân nghe được tiếng động, giống như đã được cho phép. Cuối cùng không hề nghĩ ngợi gì, gật đầu thẳng, giao một mật thư đóng dấu vào. Không lâu sau hai bên đều ký kết xong. Mời. Diêm Cương nói với Lý Cường, vẻ mặt nghiêm túc. Tên này, lúc đấu võ không có vẻ thô lỗ nữa, ngược lại rất cẩn thận. Mời. Lý Cường cũng chắp tay, dù sao cũng là khách, cũng không khách khí nữa. Bay lên đá một chân vào đầu Diêm Cương. Hừ. Diêm Cương hừ một tiếng, đầu né sang bên trái, thuận thế ngồi xổm xuống đất, hai tay hợp thành hình tròn đánh vào đùi Lý Cường. Hơn nữa, chiêu thức tương đối chuẩn xác, nhắm thẳng vào phần mềm nhất, nếu không cẩn thận thì còn có thể làm gãy xương. Tuy nhiên, bàn về kinh nghiệm đối chiến thì Diêm Cương dĩ nhiên không bằng Lý Cường. Vì Lý Cường vốn lăn lộn giang hồ, số người bị cậu ta đả thương không ít, tuy nói chưa từng giết người, nhưng cũng gần đến mức đó rồi. Lý Cường rất thun minh, chân kia bèn đá mạnh xuống đất, cả người đột nhiên búng lên cao chừng 2 mét. Nhắm thẳng vào nắm đấm của Diêm Cương đá thẳng vào. Soạt, bộp một tiếng, cả hai va vào nhau, tư thế cũng có chút buồn cười, dường như hai chân của Lý Cường đang đứng trên nắm đấm hình tròn của Diêm Cương. Sức nặng của cơ thể Lý Cường cộng thêm trọng lượng của hai chân ép xuống. Diêm Cương bị ép đến mức hai chân không còn chống đỡ được nữa. Đại sư huynh cố lên.
Lúc này, cả trăm đệ tử mặc đồ đen kêu lên, trợ uy cho Diêm Cương. Cố lên, nói đúng lắm. Lý Cường giống lên một tiếng, giống như hổ gầm. Hai chân đột nhiên tạo thành hình chữ thập, kẹp lấy hai tay của Diêm Cương. Lý Cường nhóe cái đã bay lên không trung. Diêm Cương theo quán tính lăn nửa vòng. Đến lúc y vất vả rút được hai tay ra khỏi hai chân của Lý Cường đã thấy trên tay bị bầm tím. Hơn nữa, vừa dùng sức, đã có cảm giác hai tay đều sắp nứt ra vậy. Xem ra, khớp xoang đầu ngón tay chắc chắn đã gãy rồi. Các đệ tử áo đen hò hét. Tứ hoàn sáo đính. Diêm Cương giận dữ, hai mắt trợn to, đột nhiên quét mạnh trên đất, cả người co thành hình cầu bắn lên không trung gần 2 mét. Lập tức đã cao hơn đầu Lý Cường, cơ thể y đột nhiên bắn ra. Từ hình tròn thành nửa hình tròn, hơn nữa hai tay và hai chân lại ở cạnh nhau một cách kỳ diệu, tạo thành bốn hình tròn hư ảo, chụp về phía đầu của Lý Cường. Đúng là có tài, chiêu thức này hơi giống huyết trích tự ung chính Triều Thanh dùng, chuyên dùng để chụp đầu. Diệp Phàm nhỏ giọng nói. Không biết Lý Cường có thoát khỏi bốn vòng tròn này không? Cửu hoàn võ quán cũng đặc biệt quá. Chiêu thức này đúng là tàn nhẫn, chỗ nào cũng hình tròn, hơn nữa toàn muốn chụp lấy người ta. Cái này là trong trường hợp không có vũ khí, nếu có vũ khí, những vòng tròn không phải càng có uy lực lớn hơn sao? Phí Nhất Độ khen một câu. Lý Cường khá lắm, không ngờ đột nhiên lại xông lên trên. Ra đầu cứng như đầu hỏa tiễn xông ra khỏi bốn vòng tròn của Diêm Cương. Diêm Cương bị cậu ta ủi một cái thật mạnh, cả người lộn mèo, rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Xem ra, tứ hoàn thuật này cũng rất phí sức. Lý Cường nhìn cũng tương đối thảm, tóc tai rối tung, máu mũi cũng chảy khắp nơi, làm cho người ta có cảm giác người này bị đánh cho đầu đầy máu. Dường như, Lý Cường tạm thời thua rồi. Hay, đại sư huynh đúng là đại sư huynh, hay. Những âm thanh này liên tiếp vang lên, các đệ tử Hắc Y đều vỗ tay, đắc ý nhìn đám Diệp Phàm. Chắc hẳn các đệ tử nghĩ, học phí 1.000 một năm cũng đáng tiền. Tuy nhiên, đúng lúc này, trong đình lại truyền ra tiếng động. Diêm Thế Dân vừa nghe, bèn nhíu mày, nhìn con trai Diêm Cương một cái định nói gì đó. Nhưng, hiển nhiên Lý Cường không cho gã cơ hội. A, à, Lý Cường giống to một tiếng, đá chân qua. Diêm Cương hơi sững sốt, tuy nhiên chân Lý Cường đã bay tới. Diêm Cương còn chưa kịp phản ứng, đã như quả bóng cao su bị Lý Cường đá bay đi hơn 5 mét. Bạch mấy tiếng, Diêm Cương bắn vào vũng bùn, sau khi vẩy hết bùn lầy, bùn tan đi hết, nhìn lại Diêm Cương, cả người đều dính bùn giống như một ông lão râu vàng. Hơn nữa, mũi cũng ứa máu, bùn dính máu, keo lại giống như trên mặt dùng bùn và máu làm hồ chét lên vậy. Thằng nhãi, đây là Lý Cường tao cho mày thành đống bùn đó. Đám đệ tử áo đen vội vàng đỡ Diêm Cương dậy, tuy nhiên, gã dường như không còn đứng vững nữa. Hai chân run run, không đứng được, cuối cùng, không thể không đem ghế đến miễn cưỡng ngồi xuống. Tôi thua rồi. Diêm Cương mới khó khăn thốt ra ba tiếng, vẻ mặt xám như cho và vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, người này cũng có thể coi là cứng rắn, dung cảm nhận thua. Lúc này đệ tử Diêm gia rốt cuộc cũng hiểu rõ. Rõ ràng là lúc nãy bộ dạng của Lý Cường thê thảm như vậy cơ mà. Chắc chắn Lý Cường đã dồn hết sức vào cú đá cuối. Cho nên, bộ dạng thê thảm lúc trước có thể kêu là bước đệm. Trận đấu của Lô Vĩ và Diêm Thế Dân văn nhã hơn nhiều. Hai người không ngờ lại chơi thái cực thôi thủ. Kỳ thực không phải thái cực thôi thủ. Chỉ tương tự nhau thôi, hai người bốn tay giằng co nhau, đẩy qua đẩy lại như mài dao. Nếu nói về mức độ thuần hậu của nội tức, Lô Vĩ không bằng Diêm Thế Dân. Tuy nhiên, Lô Vĩ thắng bởi sức sống tuổi trẻ. Hơn nữa, nói về góc độ, Diêm Thế Dân cũng già rồi, chẳng bằng Lô Vĩ được. Hai người đẩy tới đẩy lui mấy chục hiệp rất lao lực, trán hai người đều toát hết mồ hôi, chảy xuống hai bên má. Giờ phút này, người của cả hội trường đều nín thở, cũng chẳng có ai cổ vũ. Chắc hẳn sợ quấy rầy Diêm Thế Dân. Khai! Lô Vĩ quát một tiếng. Dùng chiêu thức khai bi thủ của Lôi ra. Két một tiếng, một âm thanh giống như tiếng vải bị xé vang lên, vẻ mặt già nua của Diêm Thế Dân lập tức đỏ ửng. Bởi vì, ống tay áo của ông ta bị Lô Vĩ xé mất một mảnh. Cả cánh tay đều lộ ra ngoài. Cái này, đối với loại người tự cao cho mình là đại sư như gã mà nói tương đương với bị người ta cởi hết đồ ra, dĩ nhiên sắc mặt vô cùng khó coi. Hoàn! Diêm Thế Dân nổi giận, một tiếng quát vang lên.
hai tay đột nhiên hợp thành một vòng tròn hướng về phía phần eo của Lô Vĩ. Lô Vĩ muốn tránh, nhưng kỳ lạ là không tránh được. Phần eo đã bị Diêm Thế Dân khóa lại. Lô Vĩ tránh trái tránh phải, lùi chân muốn thoát ra. Kỳ lạ là, Diêm Thế Dân giờ phút này ra giống như da trâu, dán chặt vào Lô Vĩ. Lô Vĩ nhảy lên cao nửa mét, gã cũng nhảy lên theo. Lô Vĩ xoay vòng tròn, Diêm Thế Dân cũng xoay tròn theo. Hơn nữa, Lô Vĩ xoay tròn rất tốn sức, vì phần eo bị giữ chặt, giống như bị chăn quấn. Huống chi, Lô Vĩ cảm giác như eo mình càng lúc càng bị giữ chặt, đến mức không hít thở nổi. Nét mặt già nua của Diêm Thế Dân cũng đỏ bừng, giống như đốm lửa. Đem toàn bộ sức lực dồn ở thắt lưng của Lô Vĩ. Lão già này quyết định ép chết Lô Vĩ. Lão già kia. Lô Vĩ lớn tiếng mắng một câu, dùng toàn bộ sức lực, dồn xuống chân, toàn bộ cơ thể ngã xuống đất, Lô Vĩ như hổ lô lăn trên mặt đất. Chiêu lừa lười lăn đúng là có hiệu quả, vì Diêm Thế Dân dán sát vào Lô Vĩ. Lô Vĩ lăn một vòng, thì toàn bộ đau đớn ấy cũng dồn hết lên người Diêm Thế Dân. Lô Vĩ càng cố sức hơn, dùng chân vẫy đạp liên tục. Lập tức, cả hai như hổ lô lăn trên đất, ước chừng rằng có cũng 5 phút. Bùn sình dính lên người của cả hai đã làm cho cả hai không còn ra hình người nữa. Chương 1578, lợi hại. Khai. Nghe thấy tiếng giống của Lô Vĩ, Diêm Thế Dân cuối cùng cũng mở hai tay. Miệng lập tức phun máu. Lô Vĩ nắm lấy thời cơ, phóng người lên, hung há đá một đá làm Diêm Thế Dân lăn như hổ lô. Diêm Thế Dân muốn đứng dậy, nhưng Lô Vĩ không chịu buông tha cho gã. Lại tiến sát lên phía trước. Đá liên tục mấy đá. Đá cuối cùng, Lô Vĩ nhắm vào đầu Diêm Thế Dân. Tuy nhiên, Diêm Cương ngồi trên ghế vội vàng hét lên. Chúng tôi nhận thua. Tuy nhiên, Diêm Cương đã mở miệng hơi chậm, mũi Diêm Thế Dân đã bị gót giày da của Lô Vĩ trà xuống. Lập tức, lão già này máu đầy mặt, chắc hẳn là xương mũi gãy rồi cũng không chừng. Xin lỗi, anh nói hơi trễ một chút. Lô Vĩ nhún vai, vẻ mặt lịch sự, tuy nhiên, trên người đầy bùn, nên thật sự cũng hơi giống một thổ dân châu Âu lịch sự. Diệp Phàm không nhịn nổi cười. Bên kia, Diêm Cương vội chạy sang đỡ Diêm Thế Dân ngồi lên ghế. Các đệ tử áo đen cũng cầm hòm thuốc tới. Quán trưởng Diêm, 3-2, bên đó còn muốn tiếp tục không? Diệp Phàm thản nhiên liếc mắt nhìn Diêm Thế Dân một cái, nói. Đương nhiên phải tiếp tục, các người phải thắng được tôi mới coi như thắng. Theo quy cũ trận đấu. Nếu tôi có thể thắng liên tục 3 trận, ha ha ha, rất xin lỗi, Cửu Hoàn Võ Quán sẽ thắng. Nếu thắng liên tục 2 trận, vậy thì hòa. Lúc này, ông lão nhìn bề ngoài bình thường đứng dậy, thản nhiên cười, liếc mắt nhìn Phí Nhất Độ, nói. Lão tiên sinh là Diêm Thế Sương à? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Đúng vậy, nói vậy vừa rồi ký ức các người đã thấy rồi. Tôi chính là Diêm Thế Sương. Diệp Phàm và Phí Nhất Độ một lần nữa nâng cao cảnh giác, đánh giá xem rốt cuộc lão già này bao nhiêu cân lượng. Nếu Diêm Thế Sương đúng là cao thủ thất đẳng hoặc lục đẳng cấp 3, vậy thì Phí Nhất Độ thua chắc, lão già sẽ đánh bại cả 3 trận, chuyện đó rất có khả năng. Nhất Độ, nếu lần này không chống được, cậu cứ dùng phương pháp tử triền lạn đả bám lấy Diêm Thế Sương. Mặc dù cuối cùng cậu cũng bại, nhưng thể lực của Diêm Thế Sương cũng tiêu hao khá nhiều. Mà theo quy củ trận đấu, Diêm Thế Sương không được nghỉ ngơi, phải thắng liên tục 3 trận mới được tính là thắng. Tôi tin, Diêm Thế Sương không phải cao thủ thất đẳng, cậu không dưới ông ta đâu, tuyệt đối có thể tiêu hao được 8 phần khí lực của ông ta. Còn Lô Vĩ với Lý Cường Luân chiến với 2 phần khí lực còn lại của ông hẳn cũng không thành vấn đề. Diệp Phàm nhỏ giọng dặn dò. Bàn bạc xong cả chưa? Diêm Thế Sương ngáp một cái, giống như đã hết kiên nhẫn. Mời. Phí Nhất Độ vô cùng lễ phép, hai tay chắp lại, chào theo tiêu chuẩn người luyện võ cổ đại. Cậu so với tôi còn trẻ lắm, tôi nhiều tuổi hơn, nên cậu ra tay trước đi. Diêm Thế Sương thản nhiên liếc nhìn Phí Nhất Độ, không một chút thận trọng. Nhàn nhã đứng trên sân đấu với tư thế chiến thắng, lão già này đang làm cao đây. Ha ha, mời ông trước, vì, tôi được cái trẻ tuổi hơn cơ mà. Phí Nhất Độ thản nhiên liếc nhìn lão già cười cười. Hít sâu một hơi, nói. Dĩ nhiên là trong lời nói thầm có ý chửi ông chẳng qua chỉ là lão già sắp chết thôi, ông đây thì vẫn còn trẻ chán. Tên kia gật đầu, nói với đệ tử đứng cạnh. Đem Cửu Hoàn đến đây cho ta. Rồi quay sang nói với Phí Nhất Độ.
Chúng ta so vũ khí, đương nhiên, phải biết điểm dừng, không làm tổn hại đến tính mạng hoặc đả thương. Tuy nhiên, nếu có sơ suất gì, hy vọng cậu đừng không chịu tha thứ, bình sinh Diêm Thế Xương tôi ghét nhất là loại người đó. Cậu đồng ý không? Được. Phí Nhất Độ không chút do dự, gật đầu, nhìn Diêm Thế Xương một cái, còn nói thêm. Xương cốt của tôi cứng cáp lắm. Được, vậy để tôi xem thử xương cốt cậu cứng hay xương cốt lão già tôi chứng. Diêm Thế Xương mỉm cười, đưa tay cầm vũ khí cửu hoàn đệ tử đưa cho. Diệp Phàm thi triển mắt ưng, phát hiện chẳng qua chỉ là 9 cái vòng đen bình thường thôi. Hơn nữa, vòng đen được nối vào nhau, hơi giống như 5 vòng tròn của Olympic. Mấy cái vòng cũng không lớn, chỉ to hơn cái chén một chút. Lách cách. Diêm Thế Xương cầm vòng trong tay, rung nhẹ nhẹ, vòng mài đen phát ra những âm thanh dễ nghe. Mời lấy binh khí. Diêm Thế Xương tương đối lễ nghĩa, đưa tay lên nói. Ha ha. Phí Nhất Độ cười, đưa tay sang bên hông rút ra một cái gì đó kêu loảng choảng, chiếc nhuyễn đao màu trắng trông rất bình thường hiện ra trước mặt mọi người. Diệp Phàm dùng mắt ưng quan sát, thấy nhuyễn đao rát ở thắt lưng Phí Nhất Độ có chiều rộng khoảng 2 ngón tay. Tạo hình chiếc đao trông hơi giống phi ưng, khó trách đại diện cho Phí gia là phi ưng, ngay cả binh khí cũng dùng cánh ưng. Nhuyễn đao này cũng hơi kỳ lạ, không biết Phí Nhất Độ sẽ dùng nó như thế nào. Diệp Phàm trong lòng không đoán ra. Đúng lúc này, bên trong ngôi đình phía xa xa lại truyền ra một tiếng động, dường như cảnh cáo gì đó. Hỉ ưng khẩu đao. Đồng tử của Diêm Thế Xương đột nhiên co rút, cuối cùng một tia không ngờ lộ ra trong mắt ông ta. Thằng nhãi này bình tĩnh lâu như vậy, không ngờ lại kinh động bởi thanh nhuyễn đao màu trắng rất bình thường của Phí Nhất Độ. Tinh mắt thật, có thể nhận ra nó. Phí Nhất Độ thản nhiên cười nói. Ngươi chính là hạt nhân của Phí gia Vịnh Phong Diệp. Diêm Thế Xương sắc mặt khó coi. Ông đoán đúng rồi đấy. Phí Nhất Độ từng mắt, nói. Diêm Thế Xương sắc mặt âm trầm, liếc mắt nhìn Diêm Thế Dân, dường như có chút do dự. Tuy nhiên, đột nhiên trong đình lại vang lên 3 tiếng đàn. Diêm Thế Xương giống như được cổ vũ, nói. Phí công tử, mời. Phí Nhất Độ biết Diêm Thế Xương lo lắng người của Phí gia sẽ trả thù, cho nên, cũng không khách khí, mở đao ra, tiếng rầm rầm vang lên, thanh nhuyễn đao trên không trung nhìn như con rắn đang run lên, lại giống như chim ưng kiếm ăn từ trên trời bổ xuống người Diêm Thế Xương. Thủ! Diêm Thế Xương khôi phục bình tĩnh, cửu hoàn đột nhiên ném ra ngoài. Kỳ lạ là 3 cái vòng cùng cài vào cửu hoàn dưới thủ pháp vận dụng bí mật của Diêm Thế Xương, không ngờ đã biến thành một vòng. Cứ thế xông ra ngoài, dài hơn một thước, giống như vòng tròn xiềng xích lao về phía phi ưng đao của Phí Nhất Độ. Vòng đao va chạm trên không trung, phát ra âm thanh chói tai. Bắc Kinh cuối tháng 6, sắp đến giữa trưa mặt trời rất chói chang. Màu đen của thiết hoàn, với màu trắng của nhuyễn đao dưới sự phản xạ của ánh sáng mặt trời giống như 2 tấm kính phản quang. Kỳ lạ là vật thể màu đen kia cũng phản quang, theo lý thuyết màu đen phải hút nắng. Cái này, có chút khác thường. Trong lòng Diệp Phàm nghĩ, vật thể màu đen của Diêm Thế Xương có phải là thứ đồ phản quang gì không? Hoặc là vòng đen này được tạo ra bởi hợp kim đặc biệt? Két một tiếng. Đao vòng thoáng tách ra, phi ưng đao như tên bắn bị cửu hoàn ép đến mức sắp gãy ra rồi. Phí Nhất Độ hét lên một tiếng, giữa cửu hoàn bị đâm một phát, cửu hoàn bị đẩy ra. Còn có 2 cái à, quả nhiên không hổ là đệ tử Phí gia. Diêm Thế Xương hơi ngạc nhiên, mở miệng khen. Tiếp thêm chiêu cửu hoàn bôn nguyệt của tôi đây này. Đồng chí lão Diêm nói, cửu hoàn lập tức thay đổi, đổi thành một vòng tròn lớn màu đen giống như vòng hoa, cùng với tiếng hô vòng tròn của Diêm Thế Xương cũng được quăng ra. Cửu hoàn dưới ánh nắng mặt trời phát ra sắc đen, xoay tròn như đĩa bay về phía Phí Nhất Độ. Tới hay lắm, tôi đây cũng đang thiếu cơ hội rèn luyện. Phí Nhất Độ kêu to, đỉnh phi đao cong lên, giống như móc câu bay về phía cửu hoàn. Mau lùi ra Phí Độ. Diệp Phàm đột nhiên hét lên. Tuy nhiên, đã chậm rồi, cửu hoàn đột nhiên như một tia chớp bay đến trước mặt Phí Nhất Độ. Phí Nhất Độ cảm giác có một lực mạnh mẽ truyền đến, cửu hoàn như có lực hút, phi đoa ưng mới móc được vào cửu hoàn, một cỗ phản lực truyền đến, Phí Nhất Độ cả người lẫn vỏ đao bay thẳng về phía cửu hoàn. Nếu Phí Nhất Độ thực sự đụng phải cửu hoàn, chắc chắn sẽ bị thương rất nặng. Diệp Phàm dùng mắt ưng phát hiện trong mắt Diêm Thế Xương lờ mờ có tia cười lạnh thâm hiểm. Hơn nữa, trên trán và hai má của lão già này toát ra những hạt mồ hôi to như hạt đậu.
Xem ra, lão già này tương đối âm hiểm, mới chiêu thứ hai đã dốc toàn sức khống chế cửu hoàn. Phí Nhất Độ đã trúng chiêu khinh địch. Đương nhiên, lão già này không có khả năng dùng nội khí khống chế cửu hoàn, có thể sử dụng được nội lực khống chế binh phẩm ở cự ly ngắn để tấn công địch, nghe nói, phải đạt đến đẳng cấp tiên thiên. Bằng không, dù là siêu cao thủ cửu đẳng cũng không có khả năng làm được chuyện này. Vừa rồi Diêm Thế Sương làm được điều này, Diệp Phàm tin gã ta đã dùng Diêm gia bí thuật gì đó. Thông qua gió thổi hoặc là thủ pháp đặc thù để khống chế cửu hoàn mà thôi. Muốn nói Diêm Thế Sương đột phá tiên thiên, Diệp lão đại dùng cái rắm gì cũng chẳng dám tưởng tượng đến. Phí Nhất Độ cũng rất khá, trong nguy hiểm vẫn xuất được kỳ chiêu. Phi ưng đao dưới nội lực của Phí Nhất Độ đột nhiên gãy ra. Cửu hoàn mang theo phi ưng đao bị gãy bắn về phía Diêm Thế Sương như tên đạn. Đây là phương pháp thu vòng khéo léo của Diêm Thế Sương, tuy nhiên, mảnh đao vỡ thứ hai của Phí Nhất Độ giống như tên bắn theo phía sau. Vô cùng kỳ lạ là mảnh đao gãy của Phí Nhất Độ giờ phút này giống như móng ưng, hung hăng chộp lấy Diêm Thế Sương. Diêm Thế Sương cũng không tệ, không biết gã đã dùng phương pháp kỳ lạ gì. Cửu hoàn lại tản ra. Hơn nữa, trong hai vòng đen còn tách ra bảy vòng khác bay về phía mảnh đao gãy. Mấy tiếng loảng xoảng vang lên. Phí Nhất Độ chỉ hơi trì hoãn một chút, tiếp tục kẹp chặt người Diêm Thế Sương từ xa. Tưng tưng trong ngôi đình phía xa xa lại truyền ra hai tiếng đàn. Âm thanh rõ ràng, Diêm Thế Sương buông tay quyết đoán, bảy vòng đen còn lại toàn bộ đều tản ra đem theo ba vòng đen bí ẩn linh hoạt, sắc bén đụng cho mảnh đao gãy của Phí Nhất Độ bay về phía cây đại thụ cách xa mấy chục mét. Phí Nhất Độ tốc độ cũng không chậm, toàn thân mình bay lên trước cầm lấy mảnh đao gãy. Sau đó, hai người không chiến chừng 50 hiệp, áo quần của cả hai ướt đẫm, thể lực xem ra cũng sắp cạn rồi. Tuy nhiên, Diệp Phàm cẩn thận dùng mắt ưng và tai rơi xem xét, rốt cuộc đã phát hiện được chút manh mối. Chương 1579, ông lão mù mắt. Diệp Phàm phát hiện, mỗi lần Phí Nhất Độ xuất kích, tiếng đàn trong đỉnh sẽ vang lên. Diêm Thế Sương giống như tri âm của tiếng đàn, mỗi khi gặp nguy hiểm đều kịp thời né tránh. Hơn nữa, còn phản kích lại Phí Nhất Độ. Sau một hồi qua lại, Phí Nhất Độ không chiếm được thuận lợi gì, hơn nữa, còn bị đoạt tiên cơ, khắp nơi đều bị vây đánh. Dường như mỗi động tác của Phí Nhất Độ đều nằm trong kế hoạch của Diêm Thế Sương. Hơn nữa, qua nhiều hiệp tranh đấu, Diệp Phàm cũng phát hiện, công lực Diêm Thế Sương cũng không cao. Nhiều lắm cũng là ngũ đẳng đỉnh bậc, so với em trai Diêm Thế Dân của gã có mạnh hơn một chút. Tuyệt đối chưa đột phá lục đẳng. Còn thời gian trước chính mình đã trợ lực giúp Phí Nhất Độ thăng lên lục đẳng tầng nhất rồi. Theo lý thuyết hẳn là Phí Nhất Độ phải thoải mái đánh bại Diêm Thế Sương chứ. Tuy nhiên, tình hình thực tế trận đấu lại hoàn toàn ngược lại, Phí Nhất Độ lại thành kẻ bất lực bị vây đánh. Diệp Phàm cân nhắc, cảm thấy chuyện này dường như liên quan đến tiếng đàn trong đình. Có lẽ, ông lão trong đình đang phối hợp công kích cùng Diêm Thế Sương. Ngay sau đó, thấy Phí Nhất Độ cùng Diêm Thế Sương đang giằng co, hơn nữa, Phí Nhất Độ dường như sắp không chống đỡ được. Diệp Phàm khẽ động tay. Một trong hai miếng lạc bảo tiền bắn ra, vô thanh vô thức xoay tròn về phía phát ra tiếng đàn. Một tiếng soạt vang lên chói tai, Diệp Phàm nghe rất rõ ràng, tiếng đàn trong đình bị chặt đứt. Lão già, xem ông còn dùng chiêu quái gì nữa. Diệp Phàm trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, không có tiếng đàn chỉ dẫn, Diêm Thế Sương lập tức luống cuống chân tay. Phí Nhất Độ vừa thấy, nghĩ rằng đồng chí lão Diêm không xong rồi. Lập tức khí thế lên cao, từng chiêu thâm độc, 10 chiêu hợp lại, đã chém nứt tóc của Diêm Thế Sương, những chỗ luyện công phu trên người cũng bị đâm vào. Ngay cả bụng cũng bị đâm, đồng chí Phí Nhất Độ đã đá đem một đá cuối cùng khiến đồng chí lão Diêm lăn như hồ lô. Dừng tay, chúng tôi thua rồi. Thấy Phí Nhất Độ muốn đá đồng chí lão Diêm đem vài đá, trong đình đột nhiên vang lên tiếng hét, giống như là tội phạm được thả ra từ địa ngục. Chúng tôi nhận thua. Diêm Thế Dân đau khổ hét lên câu mà đến chết gã cũng không muốn hét. Dĩ nhiên, đám đệ tử áo đen lập tức ồ lên. Mấy đại cao thủ thần linh họ luôn kính nể không ngờ lại thua thảm như vậy. Lúc này, trên mặt đất truyền đến tiếng gậy gõ vào đất lọc cọc. Diệp Phàm cuối cùng đã nhìn rõ diện mạo của ông lão trong đình. Da mặt nhăn nheo, toàn thân mặc áo choàng thanh chiều màu xanh, trên chân mang đôi giày vải đỏ. Hơn nữa, dường như hai mắt không nhìn thấy gì. Bởi vì, trong mắt lão kia đã không còn nhãn cầu,
chỉ còn hai hốc mắt tối om, nhìn qua rất thâm thúy, nhưng chính sự thâm thúy này càng tạo cho người ta cảm giác khủng bố. Ông chú! Diêm Thế Sương và Diêm Thế Dân vội chạy đến đỡ lão già. Vừa rồi là cậu Red Eye. Lão nhân hơi nâng ngón tay Diệp Phàm. Diệp Phàm kinh ngạc, lão già này mắt không nhìn thấy, nhưng cảm giác lại quá linh mẫn. Không ngờ lại biết được đúng vị trí mình đứng. Chắc hẳn tai còn lợi hại hơn cả thuật tai rơi của mình. Đúng là tôi. Diệp Phàm rất lễ phép, hơi hơi khom người, kính nể ông lão này. Tuy nói ông lão không nhìn thấy, nhưng Diệp Phàm tin ông có thể cảm giác được. Các người về tiền viện trước đi. Diêm Thế Dân biết ông chú có chuyện muốn nói, vung tay đuổi đám đệ tử áo đen đi. Hai. Ông lão thở dài. Không thể tưởng tượng được cao nhân còn trẻ tuổi như vậy. Diêm Cửu Bản tôi coi như được thấy chân nhân, đời này không uổng rồi. Diêm Cửu Bản. Phí Nhất Độ thì thào, đột nhiên đồng tử co rút mạnh, vội tiến trước vài bước, cúi người theo kiểu vãn bối bái kiến bề trên, nói. Phí Nhất Độ con trai Phí Trường Thiên gia Trang Phí gia Vịnh Phong Diệp lần đầu tiên được diện kiến Vệ Hoàn tiền bối. Ha ha, một tước tử diều hâu, rất tốt, thân thủ không tệ, hẳn là lục đẳng nhỉ. Diêm Cửu Bản thản nhiên khoát tay, cười nói. Đa tạ Vệ Hoàn tiền bối đã khích lệ. Phí Nhất Độ thực sự nhã nhặn, Diệp Phàm hơi kinh ngạc, rốt cuộc Diêm Cửu Bản này lai lịch như thế nào mà Phí Nhất Độ phải một chữ Vệ Hoàn, hai chữ Vệ Hoàn như vậy. Lẽ nào trước kia lão rất có Phệ Hoàn, trước đây rất có danh tiếng? Phệ Hoàn. Diêm Cửu Bản hơi lắc đầu, thở dài. Không cần gọi ta là Phệ Hoàn nữa đâu, cái đó đã là quá khứ rồi. Chính ta cũng quên mất cách xưng hô này rồi. Lão tiền bối, người là hào quang mà người Trung Quốc sẽ không bao giờ quên. Năm đó, nghe nói tên sát nhân ngông cuồng nước Mỹ Bruce đến Trung Quốc chúng ta hoành hành, liên tục giết đi mười mấy cao thủ lục đẳng. Còn những cao thủ ngũ đẳng bị gã đánh lén chắc hẳn xếp thành cả hàng dài. Tên sát nhân ngông cuồng này, chuyên đánh lén những cao thủ còn sót lại của giới quốc thuật Trung Quốc chúng ta. Còn những cao thủ trong giới quốc thuật Trung Quốc cũng truy lùng gã, tên này rất giảo hoạt, phải tra suốt 2 năm mới kiếm được. Vẫn là do lão tiền bối đã ra tay đả thương gã. Năm đó người mới 30 mấy tuổi, đã dùng thực lực thất đẳng quyết chiến với Bruce bát đẳng. Người đã dùng Phệ Hoàn mới đả thương được gã, sau đó nghe nói không có tin tức gì về Bruce nữa. Còn lão tiền bối đã vì sự trường tồn của giới quốc thuật Trung Quốc mà trả cái giá quá nghiêm trọng, quá thê thảm. Cho nên, người hoàn toàn xứng danh anh hùng, ngay cả ông nội con cũng thường xuyên nhắc đến người, vô cùng khâm phục người. Phí Nhất Độ vẻ mặt kính cẩn, nói. Không thể ngờ người này có lai lịch đến như vậy, mới 3 mấy đã là thất đẳng. Thất đẳng mà làm bát đẳng bị thương nặng, đây là khái niệm quá nghịch thiên. Chắc hẳn cái mà lão phải trả giá chính là đôi mắt. Diệp Phàm chôn lòng âm thầm khâm phục, đối với những người có bản lĩnh, Diệp Phàm luôn luôn khâm phục. Ha ha, đối mặt với loại hung thần vô nhân đạo như Bruce, ta tin bất kỳ người Trung Quốc nào cũng sẽ giết hắn không chút lưu tình. Năm đó nhóm tinh anh trong giới quốc thuật của chúng ta cũng luôn trông chừng, tất cả đều âm thầm lập thành 8 nhóm nhỏ phân ra đi bắt người này. Đối với ta mà nói có thể gặp được hung thần, là vận may và là bất hạnh của ta. Làm một người Trung Quốc, tuy nói ta mất 2 mắt, ngay cả tay chân xương cốt cũng gần rơi vào trạng thái tê liệt một nửa, nhưng Diêm Cửu Bản ta không hối hận chút nào. Diêm Cửu Bản dường như khôi phục sức sống, hào quang năm đó lóe lên rồi biến mất. Trong đầu Diệp lão đại không ngừng thở dài. Nói, lão tiền bối là anh hùng của Trung Quốc, Diệp Phàm không ngừng khâm phục. Diệp Phàm. Tên hay, tầm thường mà không tầm thường. Tuy nhiên, chàng thanh niên, cậu có thể nói xem sư phụ của cậu là vị hào kiệt nào không? Diêm Cửu Bản dường như vô cùng hứng thú. Sư phụ của con, không dám gạt tiền bối, chính là em thứ ba của sư bá Phí Thành Sơn, Phí Phương Thành, lão tiền bối chắc không biết. Diệp Phàm nói, Phí Phương Thành. Diêm Cửu Bản lẩm bẩm trong miệng, suy nghĩ hồi lâu, dù sao người già trí nhớ không được tốt lắm. Sau đó mới nói. Có phải là thằng bé Phí Phương Thành chạy theo cô nàng Tô gia kia không? Con trai thứ ba của lão ưng. Vâng. Diệp Phàm gật đầu. Ha ha, năm đó hai người bị ép đến mức bỏ trốn, chí khí lắm. Diêm Cửu Bản cười cười, bộ dạng vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên, chợt, Diêm Cửu Bản có chút nghi hoặc nói. Chẳng lẽ hiện tại Phương Thành đã đạt đến cửu đẳng sao? Xem ra.
Phí gia các người đúng là nhân tài lớp lớp xuất hiện. Một Phí Thanh Sơn tọa địa lão hổ đã khiến cho Phí gia Vịnh Phong Diệp nổi tiếng trong giới quốc thuật Trung Quốc rồi. Ngay cả bạn bè trong giới võ thuật nước ngoài cũng biết đến. Không thể ngờ ngay cả Phí Phương Thành chỉ được lưu truyền bởi chuyện tình với cô bé Tô kia còn có thành tựu hơn cả Phí Thanh Sơn. Phí gia các cậu có hai cao thủ này, ở Trung Quốc còn ai dám vuốt râu hùm các cậu chứ? Giỏi, giỏi, nghe nói không lâu sau Phí gia sẽ cùng gia tộc Hoành Đoạn Nhật Bản tỷ thí, vậy đó sẽ là ngày tử hình của Hoành Đoanh, dương danh Trung Quốc chúng ta rồi. Cái này, ngại quá Diêm tiền bối. Diệp Phàm gãi gãi đầu. Có gì mà ngại? Đừng nghĩ ta là thứ cổ lỗ sỉ. Tuy nói ta sống từ thời Thanh Triều đến giờ, nhưng tư tưởng của ta không cũ kỹ đâu nhé. Diêm Cửu Bản tương đối khéo nói, chắc hẳn sau đôi mắt mù luôn cân nhắc điều gì đó. Có lẽ là cân nhắc đến môn đạo đây. Kỳ thực mắt ông chú tôi lúc đó không mù ngay, chỉ có điều là chữa mãi không hết, cho nên, không có cách nào khác, bèn móc đi luôn. Vốn muốn làm cho ông chú hai mắt giả, nhưng, ông không chịu. Nói thật là thật, giả là giả. Ông chú tự học viết chữ, đa tài lắm. Lúc này, Diêm Thế Dân mới nói. Đừng nói linh tinh. Diêm Cửu Bản khoát tay, ngăn Diêm Thế Dân đang dài dòng, vẫn muốn hỏi tiếp Diệp Phàm. Xem ra, tính cách Diêm Cửu Bản này cũng rất bướng bỉnh, việc gì cũng muốn truy đến cùng. Sư phụ Phí Phương Thành của con kỳ thật chỉ mới là tứ đẳng đỉnh thôi, có đột phá ngũ đẳng chưa con cũng không biết nữa. Nhiều năm rồi con chưa gặp ông ấy, hai, con rất nhớ ông ấy. Diệp Phàm thở dài, có chút mất mát. Sao lại như vậy? Diêm Cửu Bản lộ vẻ kinh ngạc. Con nói thật mà, sư phụ sau khi bỏ trốn đã lạc mất cô Tô. Sau đó ông ấy nghĩ cô Tô mất rồi, nên, sa sút tinh thần, công lực cũng đi xuống, mà cũng chẳng khôi phục. Đến lúc nhận con làm đệ tử ông ấy mới đột phá tứ đẳng. Diệp Phàm nói. Vậy hiện tại cậu là lục đẳng đỉnh à, tập giỏi lắm, cậu là hy vọng của giới quốc thuật Trung Quốc đấy. Diêm Cửu Bản nói, rồi quay qua Diêm Thế Dân, không biết có ý gì. Đa tạ tiền bối khích lệ, con sẽ cố gắng. Diệp Phàm khiêm tốn nói, đám Phí Nhất Độ, Lý Cường, Trần Quân bật cười. Nếu lão già mà biết Diệp Phàm là cao thủ bát đẳng, chẳng hẳn ông lão này có thể rớt cả hàm xuống đất ấy chứ. Diệp Thiên Sinh. Sau này Cửu Hoàn Võ Quán là của tiên sinh. Diêm Thế Dân tôi tình nguyện thua cuộc. Diêm Thế Dân đưa tay ra, một cô gái cầm gói văn kiện to bước đến. Gã liếc nhìn Diệp Phàm nói. Đây là giấy tờ bất động sản của Cửu Hoàn Võ Quán, còn thủ tục sang tên chiều nay chúng tôi sẽ xử lý. Diệp Phàm biết, Diêm Thế Dân nói những lời dễ nghe, là do Diêm Cửu Bản xuất hiện, chứ mình thì chắc chắn không thể nào yêu cầu được Diêm Thế Dân phải tuân thủ ước định. Chương 1580, tính toán của Thiết Chiêm Hùng. Không cần, chuyện luận bàn kỹ năng võ thuật là chuyện bình thường mà. Diệp Phàm khoát tay, liếc mắt nhìn Diêm Thế Dân một cái, nói thêm. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói với Diêm Quán trưởng một câu. Đó chính là, hiện nay giới quốc thuật Trung Quốc tuy nói xuống dốc, nhưng cao thủ thì vẫn có. Người ta nói nhỏ thì ẩn nơi thâm sơn, trung ẩn nơi thành thị, lớn ẩn trốn quan triều. Tôi hy vọng sau này Diêm Quán trưởng đừng bao giờ coi thường người khác. Những người trông có vẻ bình thường nhưng lại là cao thủ quốc thuật trong chúng sinh đó. Thụ giáo, Diêm Mỗ sẽ ghi nhớ trong lòng. Diêm Thế Dân mặt đỏ bừng, chắp tay nói. Thế Dân, ta không phải đã nói với con sao? Con phải biết cách làm người, ăn ở khiêm tốn, con xem, lại phát bệnh nữa rồi. Hôm nay nếu không phải Diệp tiên sinh có đức độ, đầu tiên là võ quán tổ tông để lại cho con đã không còn rồi. Tổn thất tiền tài chỉ là chuyện nhỏ, con còn hổ thẹn với liệt tổ liệt tông nữa kìa. Hơn nữa, nếu con gặp phải người độc ác, có lẽ, hôm nay con đừng mong đứng dậy nổi. Kiêu ngạo sẽ chôn vùi con đó. Phải tự biết mình có hiểu không? Diêm Cửu Bản vẻ mặt nghiêm túc, giáo huân Diêm Thế Dân trước mặt mọi người. Ông chú, con nhớ rồi ạ. Diêm Thế Dân xấu hổ gật đầu. Nào dám nói câu nào khác nữa. Như vậy đi, chịu đánh cược thì phải biết nhận thua. Cửu Hoàn Võ Quán dù nói không thể để mất được, nhưng Diệp tiên sinh cũng không thể nào mất trắng. Nói đến đây, Diêm Cửu Bản nhìn Diệp Phàm nói. Mấy năm nay, tuy nói kỹ thuật võ công của ta đã đi xuống rồi, nhưng vẫn có cân nhắc được một số thứ vô cùng tâm đắc. Khi có thời gian đã bảo người viết lại, đó chính là quyển sách tâm đắc Cửu Hoàn Tâm Thuật. Hôm nay, ta tặng nó cho cậu.
dùng nó thay cho Cửu Hoàn võ quán. Tính ra thì Diêm Giá chúng ta chiếm lợi lớn. Cảm ơn, đây là bí thuật của tiền bối. Con làm sao nhận được? Diệp Phàm trong lòng mừng rỡ, thực sự có cho mình mấy chục triệu, cũng chẳng bằng được quyển bí thuật này. Tuy nhiên, Diệp lão đại dù sao cũng phải giả vờ từ chối. Chỉ là giả vờ giả vịt thôi. Ha ha, Thế Dân, đến phòng ta cầm ra đây. Diêm Cửu Bản cười nói, biết người này đang giả vờ, nhưng cũng không vạch trần. Diệp Phàm từ chối vài lần rồi cũng nhận, Diêm gia muốn giữ Diệp Phàm lại dùng bữa, nhưng Diệp Phàm từ chối, mượn cớ có việc để đi trước. Đại ca, lẽ nào như vậy là thôi à? Ngồi trong xe, Lô Vĩ có chút không thoải mái, cảm thấy hơi lỗ vốn. Ha ha, ngàn vạn khó mua được quyển bí thuật này. Diêm Cửu Bản được người đời xưng là Phệ Hoàn, thân thủ thất đẳng mà đã thương được thân thủ bát đẳng. Người này quả không tầm thường. Bản ghi chép này quan trọng hơn mọi thứ. Như vậy đi, tôi xem trước, sau đó chọn những thứ hữu dụng, đưa cho các cậu sử dụng có được không nào? Diệp Phàm cười nói. Không thể, đây là của đại ca, chúng em không thể lấy được. Phí Nhất Độ nghiêm trang, lắc đầu. Ha ha, các cậu đều kêu tôi là đại ca, có phúc sẽ cùng hưởng. Diệp Phàm cười, liếc nhìn mọi người, nói thêm. Đương nhiên, sau này có nạn cũng cùng chịu. Đương nhiên. Phí Nhất Độ gật đầu trước, Trần Quân, Lô Vĩ, Lý Cường cũng hô to gật đầu theo. Tình cảm anh em vô cùng thân thiết, hòa hợp. Nếu các anh em đã nói vậy, trưa nay đại ca này lại phải nhờ các cậu một chuyện nhỏ. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Chuyện nhỏ thôi. Lô Vĩ thuận miệng đáp. Đúng vậy, chuyện gì, anh cứ nói đi. Phí Nhất Độ cũng rất hứng thú, nhìn Diệp Phàm. Cái này, trưa nay có một bữa tiệc, đặt ở phòng 208 Hoàng Thành Căn, thời gian là 12 giờ. Tôi thì có chuyện, không đi được, các cậu thay tôi đi ăn một bữa no nê được không? Diệp Phàm nghiêm trang, nói. Hoàng Thành Căn, nổi tiếng lắm. Chuyện tốt thế này, đồng chí Trần Quân em sẽ đại khai sát giới, ha ha ha. Trần Quân đắc ý cười phá lên. Đại khai sát giới, đồng chí Trần Quân, tôi chỉ sợ đến lúc đó cậu lại chạy trối chết thôi. Phí Nhất Độ hừ lạnh một tiếng, Trần Quân giống như bị đập một gậy, đột nhiên tỉnh lại. Vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Đại ca, chẳng lẽ bữa tiệc này có ẩn chứa mưu mẹo gì đó? Đúng vậy, là mời những vị khách nào vậy? Lô Vĩ hỏi, Lý Cường không nói gì. Chắc là bữa tiệc hồng môn đây. Phí Nhất Độ sờ sờ cái cằm chẳng có cọng lông nào, thản nhiên cười nói. Các cậu, thật là, sao lại gọi là bữa tiệc hồng môn, đảm bảo các cậu sẽ hài lòng. Đi thôi, sắp đến giờ rồi, đừng bỏ lỡ, tôi đi trước nhé. Diệp lão đại xuống xe, bỏ đi. Lão đại, không tiết lộ được à? Trần Quân vẻ mặt vô cùng đáng thương. Ha ha, cứ đi đi rồi biết, chắc chắn là chuyện tốt mà. Diệp Phàm cười lớn. Đúng là vô nhân đạo, đau khổ đều để anh em chúng ta hứng. Anh em gì chứ, có nạn mà có cùng chịu đâu. Lô Vĩ đau khổ kêu lên, ánh mắt vô cùng khinh bỉ Diệp lão đại. Đi thôi, đại ca là đại ca dặn rồi, dù có khổ thì anh em nhà mình cũng đành gánh vậy. Phí Nhất Độ thở dài chui vào xe, nói. Các cậu đoán, ai là chủ của bữa tiệc hồng môn này? Chắc chắn là phụ nữ, nợ phong lưu của Diệp lão đại chúng ta đành chịu thay vậy. Lý Cường thản nhiên cười cười, tên này giang hồ chốn nào cũng đã lăn lộn rồi nên vô cùng bình tĩnh. Phụ nữ thì chúng ta sợ cái gì, bốn người đàn ông, chẳng lẽ lại đi sợ một phụ nữ? Trung Quốc ưỡn ngực, lên tinh thần. Phụ nữ, thực ra là còn đáng sợ hơn cả đàn ông. Các cậu nói xem, chúng ta có ai sợ đàn ông chứ? Toàn là đi sợ phụ nữ. Lúc trừng phạt chẳng mắng được mà còn phải năn nỉ nữa, bốn người chúng ta phải làm việc này, quá khổ rồi. Phí Nhất Độ cười khổ, liếc nhìn mọi người, nói thêm. Hơn nữa, người phụ nữ này chắc cũng là kiểu phụ nữ chỉ huy, đến lúc thấy Diệp lão đại không đến, chắc chắn là sẽ chút giận lên chúng ta. Các anh em nghĩ xem, phụ nữ của đại ca, chúng ta có thể làm gì cô ấy chứ? Đành phải làm chỗ chút giận thôi chứ sao giờ? Bốn anh em thấp thỏm đẩy cửa phòng 208. Lập tức, trợn tròn mắt. Bởi vì, trong phòng không chỉ có một cô, mà là sáu cô gái. Hơn nữa, ai nấy cũng hoặc xinh đẹp, hoặc trong sáng, hoặc trang nhã, hoặc nóng bỏng. Trang phục rất là lơi, làm tâm thần người ta sao động.
đi đầu còn chẳng phải tiểu tứ của Triệu gia thì còn ai? Diệp Phàm đâu? Triệu tứ đã từng gặp Lô Vĩ, nên mở miệng hỏi. Cái này, đại ca nói là có chuyện gấp, bảo mấy anh em tôi đến trước uống với mọi người, tí nữa anh ấy đến sau. Lô Vĩ kiên trì, vẻ mặt cười nịnh nói. Phí lão đại, sao không nói gì? Đường đường là nhị thiếu gia của Phí gia mà sợ gì chứ? Tào Phi Nhi đứng cạnh Triệu Tứ nhận ra Phí Nhất Độ, lạnh lùng liếc anh ta, cười hi hi nói. Các em đều là bạn của đại ca. Phí Nhất Độ cảm thấy hơi cà lăm, tên này cảm thấy quá mất mặt, không ngờ lại cà lăm như vậy. Nhưng, chữ bạn được nhấn rất mạnh, chữ bạn này chắc chắn là bạn đặc biệt rồi. Thối, ai thèm làm bạn với hắn? Chúng tôi là chị em của Triệu Tứ. Lúc này, một cô nàng mặc váy đỏ áo đen đứng lên nói. Cô em này tên gì nhỉ? Phí Nhất Độ cười, cuối cùng cũng đã hồi phục lại. Đồng chí Tiểu Phí không hề sợ những cô em nóng bỏng, trong lòng nghĩ, cô em nóng bỏng ông đây không phải là một con hổ nóng bỏng sao? Đương nhiên, ngược lại, đồng chí Tiểu Phí này lại sợ loại thục nữ. Trần Thu Sương, sao nào, có phải muốn nhớ tên để tìm cơ hội trả thù không? Cô em Trần Thu Sương nóng bỏng này quả nóng bỏng, câu đầu tiên thốt ta đã làm Phí nhị thiếu gia phải câm miệng. Nhìn Lô Vĩ một cái, hy vọng người này đủ nghĩa khí bạn bè để nói một câu công bằng phá vỡ công kích của Trần Thu Sương. Nào ngờ Lô Vĩ cũng chẳng thèm mở miệng. Phí nhị thiếu gia trong lòng mắng anh em bất lương, miệng cười gượng, nói. Em Trần ơi, Phí Nhất Độ anh là người như vậy sao? Buồn cười, dù không có tấm lòng biển cả, nhưng cũng có thể bao dung như một đầm nước nhỏ. Vậy thì được, nếu Phí thiếu gia có tấm lòng bao dung như đầm nước nhỏ, vậy có thể uống được một chai vodka chứ nhỉ? Lúc này, cô nàng tương đối dịu dàng bên cạnh Trần Thu Sương động thủ, bảo nhân viên phía sau mở một chai vodka nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đặt trước mặt Phí thiếu gia đi, đại thiếu gia có thể bao dung như hồ nước thì một chai rượu nhỏ này đã là gì? Triệu Tứ hừ lạnh một tiếng. Đám người Lô Vĩ thở dài. Chai vodka này là chai đặc biệt, nhìn dung lượng và độ cao của chai, chắc không dưới 3 cân. Hơn nữa, vodka vốn là rượu mạnh, uống hết chai này thì mạng nhỏ của Phí nhị thiếu gia có còn nữa không? Dĩ nhiên, Lô Vĩ, Trần Quân, Lý Cường im lặng không hé răng. Lúc này, đang là thời kỳ quan trọng, ai mà ló đầu ra chắc chắn sẽ phải nhận chai vodka thứ hai. Đối diện với những phụ nữ của đại ca, mấy anh em này nào dám phản kháng? Đúng là khổ chết bọn họ rồi. Xin lỗi mấy anh em, tự cầu phúc đi. Tiểu tứ tìm tôi chắc chắn là để chút giận, các cậu làm chỗ chút giận đi nhé. Lúc này, Diệp lão đại đang ngồi ở Hồng Diệp Bảo Dung đùi phẩm trà. Trong chốc lát, Thiết Chiêm Hùn gọi điện đến. Ông em, chuyện Trương Quốc Đông không thể nào điều tra được, hiện nay đang điều tra đến những món nợ cũ trước đây của gã, chắc là phải một thời gian nữa đó. Hơn nữa, phải điều tra bí mật. Nên chúng tôi cũng không thể nào lộ quá được đúng không? Không sao, cứ từ từ. Mông của Trương Quốc Đông mà sạch, em chẳng thể tin được đâu. Diệp lão đại lạnh giọng hừ nói. Trương Quốc Đông luôn làm bên mảng xây dựng, trước đây cũng có từng đảm nhiệm vị trí giám đốc sở xây dựng của Cục Xây dựng 3 cấp huyện địa tỉnh, những dự án liên quan đến xây dựng, nước béo chắc chắn không ít. Trương Quốc Đông không sơ múi chút nào, chắc chắn là chuyện không thể. Cậu yên tâm đi. Tôi đã đưa Vương Triều từ Việt Đông về. Thời hạn tạm chức của cậu ấy đã đủ, chuyện này, tôi sắp xếp cho cậu ấy đích thân đi làm. Thiết Chiêm Hùng an ủi. Cậu ấy về đảm nhiệm công tác gì? Diệp Phàm cũng vui vẻ, không ngờ anh Thiết lại im lặng đưa Vương Triều trở về. Ông em, là mai phục trước sau giúp cậu đấy. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Cậu ấy hiện tại đảm nhiệm chức trưởng phòng điều tra bí mật. Mai phục, em không hiểu ý của anh Thiết. Diệp Phàm hỏi thẳng. Rất đơn giản, cậu đâu thể nào cứ ở mãi khu Hồng Liên đúng không? Đợi khi cậu làm xong khu Hồng Liên, có lẽ sẽ là nhân vật số 2 của thành phố cấp 3. Đến lúc đó, Vương Triều sẽ xuống đó, có bí thư ủy ban chính trị pháp luật kiêm cục trưởng cục công an tương trợ, cậu làm gì cũng thoải mái. Hơn nữa, Vương Triều cứ đòi đến Nam Phúc, nhưng tôi thấy ở cục tỉnh thành, sở tỉnh Nam Phúc cậu đều có người giúp đỡ rồi, Vương Triều xuống lãng phí lắm. Đợi có cơ hội cậu đảm nhiệm chỗ khác thì mới sắp xếp Vương Triều xuống đó luôn. Thiết Chiêm Hùng giải thích. Chương 1581, không thể bắt nạt vợ bạn. Cảm ơn anh Thiết đã suy nghĩ chu toàn cho em như vậy.
Diệp Phàm chân thành cảm ơn. Cảm ơn cái gì, không có cậu anh có được gia đình hạnh phúc như bây giờ sao? Chị dâu của cậu dịu dàng lắm, ngày nào về cũng đấm lưng, bóp vai cho anh, nhà lại là một tứ hợp viện, sống thoải mái lắm. Thiết Chiêm Hùng cười nói, trầm ngâm một lúc hỏi tiếp. Vương Triều trước nay vẫn còn có danh phận bên tổ đặc nhiệm à? Không, lúc đó tướng quân Trấn Đông Hải nghe em nói thì tạm thời chưa đưa vào tổ đặc nhiệm à? Giờ tướng quân Trấn Đông Hải đã đi về nơi thiên quốc, Lỗ Tiến này em cảm thấy không tốt với em lắm, có lúc người này còn dở thủ đoạn nữa, em không thể nào thích ông ta được. Bởi vậy nên, Vương Triều không cần vào tổ đặc nhiệm à? Dù sao bên họ cũng chưa lập hồ sơ, cứ để Vương Triều ở Bộ Công an là được rồi. Sau này chúng ta có muốn dùng cậu ấy cũng dễ hơn đúng không nào? Diệp Phàm nói. Thiết Chiêm Hùng lên tiếng. Thủ trưởng Trấn ra đi thật đáng tiếc, Lỗ Tiến này không để ý đến cậu, vậy thì cậu cũng chẳng cần phải bỏ sức cho ông ta. Đến lúc thằng nhãi này phải cúi đầu nhờ cậu, cậu mới giúp đỡ gã. Hơn nữa, nếu có thể vì thế mà dứt ra, thì cứ dứt ra khỏi tổ đặc nhiệm A cũng tốt. Em cũng muốn dứt lắm, nhưng tạm thời chắc là không được. Đợi khi nào có cơ hội rồi hắn tính. Diệp Phàm hừ nói. Tướng quân Cố Toàn chắc cũng sắp nghỉ hưu rồi, đến lúc đó, những đồng chí biết rõ cậu cũng không còn nhiều nữa. Thiết Chiêm Hùng bồi thêm một câu. Chắc là Lý tướng quân sẽ không để lộ bí mật của em đâu. Diệp Phàm nói. Ực. Trong phòng vang lên tiếng uống rượu, Phí Nhị thiếu gia cau mày, đau khổ nốc chai vodka mấy ngàn kia, giống như đang uống hoàng thang vậy. Còn đám Lô Vĩ thì kinh hãi, thầm muốn dứt ra khỏi chốn thị phi này. Uống được một cân vào bụng, Phí Nhị thiếu gia đột nhiên cười, nói với Lô Vĩ. Lô Vĩ, vừa nãy cậu không phải nói với Diệp Phàm cái gì mà ngay cả phụ nữ cũng chẳng trị được, cứ để cậu đến tiệc hồng môn dàn xếp cơ mà, người anh em, cậu dàn xếp đi. Tôi có nói đâu. Lô Vĩ tức giận vội mở miệng. Tuy nhiên Phí Nhị thiếu gia rõ ràng muốn rời mục tiêu, quả nhiên đã làm Triệu Tứ rối lòng. Cô nàng nóng giận, hừ lạnh nói. Tôi nhớ rồi. Hình như cậu với Tề Thiên, Diệp Phàm ba người bái nghĩa huynh đệ, Diệp Phàm là lão đại, cậu là lão nhị, Tề Thiên kia là lão tam. Vừa hay, Diệp Phàm trốn không lò đầu ra, vậy tôi kính Diệp Phàm trai này, cậu phải thay anh ấy. Triệu Tứ căn bản chẳng thèm để ý sắc mặt Lô Vĩ, phẩy tay một cái, nhân viên phục vụ lại khui một chai vodka, giống như chai của Phí Nhị thiếu gia. Ha ha, các anh em, Trần Quân, Lý Cường. Bốn anh em chúng ta đồng lòng, không cần sợ, chẳng qua chỉ là phụ nữ của đại ca mời mấy chai rượu sao. Chúng ta là anh em, chẳng lẽ lại không giải quyết được chuyện này, đừng làm lão đại thất vọng nào. Lô Vĩ cung tương đối thâm hiểm, không ngờ lại lôi cả Trần Quân và Lý Cường vào. Bốn anh em các người đồng lòng, lẽ nào sáu chị em chúng tôi lại phá nhau sao? Trần Thu Sương hừ lạnh, quay sang Triệu Tứ và mấy chị em kia nói. Chúng tôi là phụ nữ. Phải chiếu cố, tối nay uống như vậy đi, chúng tôi một chai, các anh ba chai, thế thì, chúng tôi uống 1.600 ly, các anh mỗi người một chai vodka là được rồi. Ý kiến của Thu Sương được lắm, để sáu chị em chúng ta xem có bẻ gãy được sự đồng tâm của họ không. Chúng ta chẳng phải là lửa thử vàng sao. Triệu Tứ cười khanh khách nói, cũng chẳng hề phản đối câu nói mình là người phụ nữ của Diệp Lão Đại mà Lô Vĩ đã nói, trong lòng Lô Vĩ thầm buồn bực. Vốn muốn thử xem sao, nhưng bây giờ trong lòng đã thầm chắc chắn rồi. Chắc hẳn Triệu Tứ với lão đại có gì đó mà. Được, được, khui rượu. Tào Phi Nhi còn sợ thiên hạ không loạn, vỗ tay gọi phục vụ. Không lâu sau, mỗi người anh em của Diệp Phàm đều có một chai vodka, còn đám Tào Phi Nhi chỉ uống loại rượu hai mấy độ thôi. Các cô đã có lợi về số lượng, giờ lại còn uống loại rượu nhẹ như vậy. Chúng tôi thì lại bắt uống vodka là sao? Trần Quân có chút bất mãn, than thở. Tôi là bạn của Diệp Phàm, lại là nữ. Các anh là anh em của Diệp Phàm, luôn đồng tâm hiệp lực cơ mà. Lẽ nào thực sự các anh muốn chuốc cho tôi say, lẽ nào các anh có ý đồ gì? Uổng công Diệp Phàm nhận các anh làm anh em, lẽ nào các anh chưa nghe câu không bắt nạt vợ bạn à? Triệu Tứ đột nhiên cười lạnh, ngay cả những lời vô sỉ này cũng dám nói ra. Đúng vậy, như các anh nói, tôi với Triệu Tứ đều là bạn của Diệp Phàm mà. Tào Phi Nhi cũng vỗ tay kêu lên, khuôn mặt trắng hơi ửng hồng, có chút xấu hổ. Chữ bạn được nhấn mạnh, có
coi như đáp trả phí nhị thiếu gia. Uống đi, hai, người anh em ơi, bị anh hại chết mất rồi. Phí nhị thiếu gia thở dài, tiếp tục sự nghiệp hai cân vodka còn dang dở. Ực ực, bốn anh em đau khổ uống, cùng nhau nhíu mày, sau khi uống được một cân rồi. Đúng lúc này, náo nhiệt quá nhỉ. Lúc này, cửa bị mở ra, gương mặt lạnh lùng của Trương Nhất Đống ló ra, còn có mấy thanh niên đi cùng nữa. Anh tới đúng lúc lắm, hôm nay anh mời khách, tôi có đem vài người bạn đến. Triệu Tứ hừ lạnh nói. Bạn, Trương Nhất Đống bình tĩnh, liếc nhìn mọi người, chỉ vào đám Phí Nhất Độ hừ nói. Những thứ này, cũng là bạn em à. Ha ha, lúc nãy tiểu thư Triệu Tứ có nói, bạn vợ không được bắt nạt, chúng tôi là anh em tốt của Diệp Phàm. Cho nên, được Diệp Phàm ủy thác, đến cùng uống với tiểu tứ mấy ly rượu. Phí Nhất Độ thản nhiên hừ nói, nháy mắt đã hiểu. Chắc chắn Trương Nhất Đống mời tiểu thư Triệu Tứ đi ăn trưa, nhưng Triệu Tứ chẳng có cảm tình gì với Trương Nhất Đống, nên lấy Diệp Phàm làm khiên. Không thể ngờ Diệp Phàm không tới, mà đẩy người khác đến chịu tội. Dĩ nhiên, Phí nhị thiếu gia muốn chút giận Diệp lão đại, nên đem nguyên văn câu của Triệu Tứ nói ra. Anh nói vậy là có ý gì Phí Nhất Độ? Trương Nhất Đống sắc mặt đen xì, chỉ vào Phí Nhất Độ hừ nói. Có ý gì, anh hỏi tiểu thư Tứ đi. Câu này, là do cô ấy nói, lúc đó, tiểu thư Phi Nhi cũng phụ họa mà, không tin, anh cứ hỏi Phi Nhi đi kìa. Phí Nhất Độ không sợ Trương Nhất Đống, lạnh lùng cười. Biết tính Tào Phi Nhi chắc chắn sẽ không nhịn được đâu. Quả nhiên, Tào đại tiểu thư đã trúng kế, cười nói. Chị Tứ có nói vậy, sao nào Trương Nhất Đống, nói đùa một câu cũng không được à? Dù sao cũng có phải thật đâu. Triệu Tứ, em có nói vậy à? Trương Nhất Đống nhăn mặt, dùng giọng điệu của đấng phu quân. Triệu Tứ không chịu nổi, hừ lạnh nói. Ừ, nói đó, sao? Triệu Tứ tôi giờ đang tự do, có làm bạn với ai cũng là tự do của tôi cơ mà. Tứ tiểu thư, cô đừng hành động theo cảm tính, đây là chuyện của hai nhà đó. Người thanh niên phía sau Trương Nhất Đống đứng dậy hừ nói. Anh là ai? Tôi nói chuyện với Nhất Đống. Thằng chó anh tên gì? Triệu Tứ nổi giận, không ngờ còn quăng những lời thô tục. Tôi, Điền Minh. Mặt Điền Minh liền biến thành gan lợn, hung hăng nói. Điền Minh, à, đúng rồi. Tào Phi Nhi gật gật đầu, cười nói. Cha anh có phải là Điền Thắng Lợi, phó bí thư thứ 5 trong Đảng ủy Bắc Kinh chúng ta, cán bộ cấp phó tỉnh đúng không? Chả trách anh lại vênh váo như vậy, dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với chị Tứ. Điền Minh tôi không ỷ vào cha mình. Điền Minh hừ lạnh nói. Điền Minh, cậu lôi thôi gì vậy? Câm miệng cho ông đây. Hôm nay tôi với Trương Nhất Đống cùng uống rượu, ha ha, có gan thì mỗi người uống một chai đi. Phí Nhất Độ chẳng e ngại gì, la dày Điền Minh như tôi tớ. Tư thế của Phí Nhất Độ, chính là muốn lập thiên hạ cho người anh em Diệp Phàm, che chở cho người vợ nằm trong ngoặc kép của hắn, tiểu thư Triệu Tứ. Mày là cái thá gì chứ? Điền Minh giận dữ, sơ suất chửi một câu. Nói thử câu nữa xem ông đây có cho mày thấy mặt trời ngày mai nữa không? Phí Nhất Độ bước đến trước mặt Điền Minh, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Điền Minh. Lúc này, thân Điền Minh run lên, chợt nghĩ ra gia thế của Phí Nhất Độ. Tuy nói cha mình Điền Thắng Lợi là phó bí thư thành ủy Bắc Kinh, nhưng Phí lão gia lại là cây đại thụ che trời, so ra mình vẫn yếu hơn nhiều. Phí gia nghe nói trước đây còn là gia thế trong chốn võ lâm, chọc vào nhà này, chắc chắn là bị đánh cho tan xác rồi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, đồng chí Điền Minh dĩ nhiên có đủ lý trí ngậm miệng lại. Hơn nữa, cả người hơi núp sau Trương Nhất Đống. Uống, Trương Nhất Đống cũng chẳng xá gì nữa. Cuối cùng, rối tinh rối mù. Khi Diệp Phàm đến bệnh viện, Triệu Tứ và Tào Phi Nhi đang ở đùa giỡn như điên, vừa cầm chai rượu vừa cãi nhau đòi hai chai gì đó. Có đám Phí Nhất Độ nằm im trên giường ói lung tung, đã bất tỉnh rồi, một phòng bệnh lớn có đến 10 người truyền nước, trông rất đẹp mắt, cả phòng toàn mùi rượu. Mà mấy ngày này chắc hẳn bệnh nhân nhiều lắm, ngay cả lối đi cũng có đặt giường bệnh. Trương Nhất Đống cũng nằm im, chắc là say thật nên không có động tĩnh gì. Người bạn tốt Điền Minh của Trương Nhất Đống cũng có hai người đứng cạnh giường. Một phụ nữ trung niên phúc hậu ngồi trên ghế, đưa tay sờ mặt Điền Minh, người phụ nữ bên cạnh cầm theo túi công văn, có vẻ là thư ký. Người này đứng rất cung kính. Ngoài đám người Phí Nhất Độ Diệp Phàm nhận ra,
còn 6 cô gái Diệp Phàm chỉ quen Triệu Tứ cùng Tào Phi Nhi. 7-8 nam nữ bên kia, chắc không phải Trương Nhất Đống mời đến, thì cũng là Triệu Tứ gọi tới. Đúng lúc này, bên ngoài một đám người vội vàng đi vào. Đi đầu là một người bụng bự, mặc đồ trắng, đeo đôi kính gọng vàng. Ông già này rất có khí thế của chuyên gia. Tuy nhiên, từ bước đi của ông ta cho thấy, người này ắt hẳn là lãnh đạo của bệnh viện số 5 Bắc Kinh. Trưởng phòng Trương, xin lỗi, đã tới chậm. Từ xa, ông già bụng bự đeo kính đã đi về phía giường của Điền Minh. Chào người phụ nữ trung niên kia. Chương 1582, đuổi đi hết cho tôi. Viên trưởng Thái, sao lại thế này, chỉ nhờ ông tìm vài phòng bệnh riêng mà cũng không có sao. Người phụ nữ trung niên dường như là một trưởng phòng, họ Trương, nhướng mày, vô cùng khí thế, hừ giọng nói. Xin lỗi trưởng phòng Trương, gần đây đang tháng 6, thời tiết nóng, người bệnh nhiều lắm. Chị cũng thấy rồi đấy, ngay cả lối đi cũng toàn giường bệnh. Chúng tôi đã tìm được 3 phòng bệnh rồi, giờ có thể chuyển qua đó ạ. Mới có 3 phòng, sao đủ được? Trưởng phòng Trương hừ một tiếng, liếc mắt nhìn quanh, nói. Còn có 6 cô gái, bạn của con tôi cũng 7 người, anh bảo bọn nó chen chúc thế nào đây? Trưởng phòng Trương, giờ chúng tôi cũng cố gắng lắm, nhưng đúng là khó sắp xếp được. Vừa rồi 3 phòng này cũng là do viện trưởng Thái tốn bao nhiêu khí lực, làm công tác động viên và thuyết phục, mới đẩy được 3 cán bộ đi nơi khác, ở chung với mấy người. Mấy cán bộ này có một vị là cán bộ cấp sở đó ạ. Lúc này, người đàn ông trung niên đứng cạnh viện trưởng Thái vuốt mông ngựa. Biến chuyện chuyển phòng bệnh thành một việc vô cùng khó khăn. Cán bộ cấp sở, lớn quá nhỉ. Lúc này, người đàn ông có vẻ như thư ký của trưởng phòng Trương liếc nhìn viện trưởng Thái một cái, hừ lạnh một tiếng. Thư ký Kiều, tôi không có ý đó. Người trung niên vội vàng giải thích, Diệp Phàm nhìn đã rõ, chắc chắn vị trưởng phòng Trương kia là mẹ của Điền Minh, còn người thanh niên lạnh lùng đứng bên chắc hẳn là thư ký phó bí thư Điền Thắng Lợi cha của Điền Minh. Chẳng trách lại cao ngạo như vậy. Không có ý đó, vậy kiếm phòng nhanh đi. Vừa nãy, bí thư Điền gọi điện đến hỏi. Nếu một chút chuyện này mà bệnh viện các ông cũng không làm được, vậy là sao đạt được tiêu chuẩn thành phố kia chứ? Thư ký Kiều hừ lạnh nói. Ngay cả phòng bệnh còn chẳng quá, còn đạt tiêu chuẩn cái gì? Trưởng phòng Trương liếc nhìn viện trưởng Thái một cái, hừ lạnh nói, vô cùng uy hiếp. Diệp Phàm phát hiện, trán viên trưởng Thái đã toát mồ hôi rồi. Thế này đi, lệnh công tử cứ chuyển qua trước, rồi tôi nghĩ cách tiếp, đảm bảo sẽ có thêm vài phòng nữa. Tôi cam đoan chút nữa sẽ có thêm phòng. Viện trưởng Thái cúi thấp người. Ông không còn cách nào khác, người ta là phó bí thư thành ủy, chọc giận ông ta thì chuyện tước mũ quan của mình chẳng thành vấn đề gì cả. Viện trưởng Thái, tôi thích ở đây. Ông đưa mấy cô kia chuyển sang phòng khác là được, không cần kiếm phòng nữa đâu. Lúc này, Điền Minh đã hơi tỉnh rượu, liếc mắt nhìn đám phí nhất độ, hai mắt đột nhiên sáng ngời ngời, chỉ tay vào đám phí nhất độ, đột nhiên nói. Viện trưởng Thái, tôi có yêu cầu nho nhỏ. Mấy tên kia tôi ghét lắm, ông chuyển họ ra lối cầu thang đi. Phòng này tuy lớn, nhưng cũng khá chen chúc rồi. Hơn nữa 4 người này nặng mùi quá, thối chết đi được, tôi không chịu nổi. Cái này, viên trưởng Thái liếc mắt nhìn đám phí nhất độ, có vẻ chần chừ. Dù sao, tự dưng đuổi bệnh nhân cũng hơi thiếu đạo đức. Lương tâm của viện trưởng Thái cũng chưa hỏng hết cơ mà. Hừ. Thư ký Kiều đột nhiên hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn viện trưởng Thái. Chuyển sang lối đi đi. Lương tâm của viện trưởng Thái cuối cùng bị khuất phục bởi quyền lực, lão khoát tay, bảo 7-8 người đưa giường dạng bánh lăn đến đẩy đám phí nhất độ đi. Diệp Phàm sớm đã chú ý, vừa nhìn thấy, đã đưa tay ngăn lại. Các người muốn làm gì? Xin lỗi đồng chí, phòng bệnh của bệnh viện có hạn, ở đây còn cấp cứu cho những người sau. Các anh chịu thiệt thòi một chút. Dù sao cũng chỉ say rượu, truyền mấy bình nước là được rồi. Nằm bên ngoài truyền cũng giống nhau cả thôi. Một bác sĩ nói. Vậy còn mấy người kia? Diệp Phàm giơ tay chỉ đám Điền Minh. Bọn họ à, bọn họ có sắp xếp khác. Một bác sĩ trung niên giải thích. Không được, bọn họ không truyền, tại sao chúng tôi phải truyền? Diệp Phàm kiên quyết lắc đầu. Xin lỗi, các anh là bệnh nhân. Đến bệnh viện thì phải tuân theo sắp xếp của thầy thuốc. Lúc này viên trưởng Thái hừ một tiếng, nói. Chuyển đi. Mấy thầy thuốc vì vuốt mông ngựa, bèn miễn cưỡng đẩy giường đi. Ai dám,
đừng có trách tôi không khách khí đó. Diệp Phàm đột nhiên khí thế mãnh liệt, dùng chân dẫm lên thanh sắt phía trước giường Lô Vĩ, hừ lạnh nói. Lúc này, thư ký Kiều đang dán sát tai nghe Điền Minh dặn dò. Sau khi nói xong, thư ký Điền hừ lạnh nói. Viện trưởng Thái, đối với phần tử làm rối loạn trật tự bệnh viện ông nên xử lý thế nào? Gọi bảo vệ đến đây. Viện trưởng Thái bất đắc dĩ nói. Không lâu sau, mười mấy bảo vệ cầm gậy chạy lên. Người này làm rối loạn công việc của bệnh viện, bắt đi. Viện trưởng Thái hừ lạnh nói. Lão này bây giờ vẻ mặt đầy chính khí, chẳng biết lão này có thể vì chính nghĩa được bao nhiêu. Đi thôi, chẳng lẽ đợi chính tôi động thủ nữa sao? Bảo vệ chỉ vào Diệp Phàm hừ lạnh nói. Anh thử xem. Diệp lão đại thản nhiên đứng ở đó. Đồng chí Lô Vĩ nằm trên giường đôi mắt say khép hờ dường như đang xem kịch vui. Gã tin, chỉ cần có Diệp lão đại, chẳng có tên nào chơi công phu quyền cước qua được hắn. Bắt lại. Chỉ huy đội bảo vệ hừ giọng cầm gậy gộc tiến về phía Diệp Phàm. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, rồi vài tiếng bộp bộp vang lên, ba bảo vệ đã bị Diệp lão đại đấm cho nằm xuống đất, ôm lấy bụng rên la, mặt mày nhăn nhó, vô cùng đau đớn. Lên, bắt lại. Chỉ huy bảo vệ không còn nhìn được nữa. Hét to. Vài bảo vệ từ xa đã cầm côn đánh vào đầu Diệp lão đại. Lần này xuống tay không chút lưu tình. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng quát uy nghiêm vang lên. Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn, một người trung niên dáng cao gầy, cũng đeo kính, mặc bộ đồ blau trắng. Viện trưởng Tề. Chỉ huy trưởng đội bảo vệ vội bước lên chào hỏi, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Viện trưởng Thái cũng bước đến chào hỏi. Viện trưởng Tề, vừa nãy người này làm loạn trong phòng bệnh, căn bản là một thằng vô lại, chẳng còn cách nào để triển khai công việc, tôi đành nhờ bảo vệ mời hắn ra ngoài. Lưu manh. Viện trưởng Tề hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Diệp Phàm, đột nhiên đưa tay ra, cười nói. Là bí thư Diệp à, tôi tới hơi chậm, lúc nãy bị kẹt xe. Rồi viện trưởng Tề vẻ mặt nghiêm túc, liếc nhìn mọi người nói. Làm thầy thuốc phải chú trọng y đức. Đội ngũ bệnh viện ta từ trước tới nay luôn chú trọng y đức. Sao hôm nay có thể đuổi bệnh nhân ra ngoài, chẳng ra thể thống gì cả. Kỳ thực đồng chí Thái Bồi Lâm là viện phó, nghe xong câu nói của viện trưởng Tề vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Những lời của viện trưởng Tề đang ngầm phê bình mình. Tuy nhiên, viện phó Thái cảm giác hơi kỳ lạ, viện trưởng Tề sao lại gọi thằng thanh niên này là bí thư Diệp, hình như lai lịch của hắn không nhỏ. Tuy nhiên, viện phó Thái sợ viện trưởng Tề không biết có người nhà của phó bí thư Điền ở đây, bèn bước qua, nói nhỏ bên tai viện trưởng Tề mấy câu. Là Điền phu nhân à, xin chào. Tôi đến hơi muộn, bệnh viện quả đang có chút khó khăn, phòng bệnh thiếu nghiêm trọng. Chúng tôi đang xin thành phố cho xây thêm tòa nhà nữa. Nhưng thành phố mãi vẫn chưa trả lời. Viện trưởng Tề cũng bước sang chào hỏi trưởng phòng trương. Dài dòng làm gì viện trưởng Tề, nhanh chuyển những người kia ra lối đi đi. Tôi nhìn thấy họ là đau đầu rồi. Lúc này Điền Minh nằm trên giường thể hiện uy phong, còn liếc nhìn Diệp Phàm một cái, kỳ thực, thằng nhãi này cũng chẳng quen biết Diệp Phàm. Thấy trưởng phòng trương nhìn chằm chằm mình, viện trưởng Tề vẻ mặt nghiêm túc, nói. Rất xin lỗi, mọi người phải chen chút ở một chỗ thôi, thực sự bệnh viện không còn phòng nữa. Viện trưởng Tề, tôi là thư ký Kiều Lâm của phó bí thư Điền, vừa nãy bí thư có gọi điện dặn phải chú ý bên này. Nếu như ông không chuyển những người kia đi, tôi đành phải báo cáo lại với bí thư Điền vậy. Kiều Lâm ép. Viện trưởng Tề cũng hơi lo lắng. Vừa nãy nhận điện thoại của Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Oánh Nguyệt dặn phải chiếu cố bạn của bí thư Diệp Phàm này. Giờ lại còn phải đối đầu với vợ con phó bí thư thành ủy Điền Thắng Lợi. Viện trưởng Tề sau khi cân nhắc nặng nhẹ, nhìn chằm chằm viện trưởng Thái, hỏi. Viện trưởng Thái, vừa nãy bên kia có được mấy phòng? Chỉ có 3 phòng thôi ạ. Thái Bồi Lâm nói. Vậy đi, lấy 2 phòng sắp xếp cho bạn của bí thư Diệp, còn 1 phòng thì để lại cho công tử của trưởng phòng trương. Viện trưởng Tề nói. Viện trưởng Tề, 3 phòng đó chúng tôi có người cần rồi. Điền Minh đưa tay chỉ Triệu Tứ và Tào Phi Nhi cùng 6 cô gái kia. Chính là các cô ấy, chuyển các cô ấy qua, chúng tôi ở đây được rồi, chỉ cần đuổi cái đám ồn ào hôi thối kia khỏi đây là được. Viện trưởng Tề ngẫm nghĩ một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói. Rất xin lỗi, chúng tôi không thể làm như vậy. Đều là bệnh nhân, bệnh viện chúng tôi đối đãi ai cũng như ai cả. Viện trưởng Tề, tôi là Trương Nhất Đống.
báo cáo xây dựng tòa lầu mới cha tôi xem qua rồi. Lúc này, Trương Nhất Đống nằm giường bên cạnh xem trò vui, đột nhiên mở miệng nói. Anh là... Viện trưởng Tề hơi chần chừ, nhìn Trương Nhất Đống, vì ông không biết Trương Nhất Đống. Ha ha, cha anh ấy là Bộ trưởng Bộ Xây dựng đồng chí Trương Quốc Đông. Anh Trương thì làm ở Bộ Tài chính, sau này đòi tiền xây dựng có thể ông phải tìm anh ấy đấy. Chẳng cần nói đâu xa, kiếm vài chục triệu chẳng thành vấn đề đâu. Điền Minh đắc ý nhìn viện trưởng Tề. Là công tử của Bộ trưởng Trương, không ngờ, cậu cũng ở đây. Viện trưởng Tề trong lòng hơi lạnh. Trương Quốc Đông là Thứ trưởng Bộ Xây dựng, chỉ ngang với Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Oánh Nguyệt. Nhưng anh người ta Trương Hướng Đông là trợ lý thủ tướng, ủy viên quốc hội, căn bản là không phải đối tượng mình có thể đắc tội. Viện trưởng Tề quyết đoán, dù có đắc tội với Thứ trưởng Trương Oánh Nguyệt cũng không thể đắc tội với gia đình Trương Nhất Đống, đó là một gia đình siêu cấp. Vì thế viện trưởng Tề đến thăm hỏi Trương Nhất Đống, rồi nói. Không thể ngờ là Trương công tử, chào cậu. Cậu thấy có đỡ hơn không? Cũng được, những cái khác tốt lắm, Cri có điều phòng bệnh hơi chen chúc quá. Trương Nhất Đống nói đến đây, liếc nhìn đám người Diệp Phàm, lập tức nhíu mày. Chương 1583, thủ trưởng muốn gặp cậu. Viện trưởng Tề sao còn không rõ nữa, bước về phía Diệp Phàm nói. Rất xin lỗi bí thư Diệp, chỗ này quả thật là hơi chật chội một chút, hay là ta đổi chỗ khác? Đổi chỗ khác, là chỗ nào? Anh tìm ra được phòng khác ư? Diệp Phàm cảm giác được cái gì, hừ lạnh nói. Chỗ nào à, chính là ở hành lang ấy. Lúc này, Điền Minh đắc ý đáp. Là hành lang phải không? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm viện trưởng Tề. Điều này, xin bí thư Diệp thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của bệnh viện. Thật sự là khó mà kiếm được thêm phòng bệnh nữa. Viện trưởng Tề đã quyết định, đưa tay lên nói. Hãy chuyển giường bệnh đi. Tìm một chỗ thích hợp để bọn họ truyền nước, tiền viện phí tối nay không cần trả nữa. Phải viện trưởng Tề không đó, tôi thích ở đây. Lúc này một giọng nói vang lên, đương nhiên là giọng nói của Phí Nhất Độ rồi. Gã liếc nhìn viện trưởng Tề một cái, còn nói thêm. Nơi này quả thật là hơi chật chội. Tôi hy vọng viện trưởng Tề có thể suy nghĩ cho bệnh nhân, chuyển một vài người ra hành lang. Thối thum thủm thế này khó chịu lắm. Phí Nhất Độ nói phóng đại. Nhăn mày và bịt mũi lại. Anh là... Tề Bồi Lâm dù sao cũng là một tên giảo hoạt, cảm thấy người thanh niên này nói chuyện rất quan cách, chắc là ở thủ đô cũng là người có thế lực. Trước khi hỏi thăm chi tiết cụ thể sẽ tuyệt đối không thể đắc tội được. Hỏi rõ ràng trước rồi phân biệt nặng nhẹ, đây là thái độ cư xử từ trước đến nay của viện trưởng Tề. Ha ha, tôi đến từ Phí Gia Trang ở Vịnh Phong Diệp. Phí Nhất Độ thản nhiên nói. Phí Gia Trang. Tất cả mọi người sau khi nhắc lại câu này, sắc mặt đều thay đổi. Phí Gia Trang ở Vịnh Phong Diệp dù sao cũng đã xuất hiện một lãnh đạo kiệt xuất tên Phí Nhất Hoàn. Vì vậy, Phí Gia Trang ở Vịnh Phong Diệp được người ta tôn là Gia Trang đệ nhất thiên hạ. Ngay đến trưởng phong Trương mẹ ruột của Điền Minh của hơi thay đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn Điền Minh một cái, có chút oán trách hắn sao lại tham gia vào đám người gây thù chuốc oán với người của Phí Gia Trang. Vậy anh đây là con trai của vị nào? Viện trưởng Tề tiếp tục hỏi thăm. Ha ha, của vị đứng đầu. Diệp Phàm bất ngờ thản nhiên cười cười, gây ra một sự kinh động lớn cho mọi người. Viện trưởng Tề lập tức hơi thay đổi sắc mặt. Viện trưởng Tề, còn không mau chuyển mấy người này ra hành lang đi. Thật là đáng ghét, lại nhải lôi thôi nãy giờ. Phí Nhất Độ lần lạnh giọng hừ nói. Chuyển đi. Viện trưởng Tề bất đắc dĩ gật đầu và phẩy phẩy tay. Đám y tá hộ lý đi về phía đám Điền Minh. Tề Bồi Lâm, ông làm hay lắm, chúng tôi chuyển viện, không chuyển nữa. Trưởng phòng Trương mặt tím lại như gan lợn, hừ lạnh một tiếng quát. Vậy tôi lập tức làm thủ tục xuất viện cho các anh chị. Viện trưởng Tề mí mắt nhảy dựng lên, khẩn trương nói. Không có cách nào khác, có thể chuyển đi một người là bớt được một người. Nếu hai đám người kia ở trong này lại đánh nhau thì dù mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội, đến lúc đó không phải chết thì cũng là gần chết. Nhìn thấy Trương Nhất Đống đang được y tá giúp khênh người đưa đi, Phí Nhất Độ lạnh lùng nói. Đấu với ta, tên nhãi danh, thối chết mày đi. Viện trưởng Tề ra lệnh một tiếng, không lâu sau vài bác sĩ ở phòng bệnh đi đến. Đám người của Phí Nhất Độ và Triệu Tứ lại đi vào, tiếp tục truyền nước. Đến giữa trưa, sau khi giải quyết xong mớ bỏng bong,
Diệp Phàm trở lại văn phòng tại thủ đô thì trưởng phòng Ô Băng đều đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Thấy Diệp Phàm trở về, Ô Băng lại theo Diệp Phàm vào phòng, cười nói. Bí thư Diệp, anh cần gì cứ gọi. Chúng tôi ở tại văn phòng thủ đô chính là vì phục vị lãnh đạo. Giữa chốn thủ đô này, tôi cũng quen biết vài người, cần liên hệ gì xin anh cứ nói. Ha ha, cảm ơn trưởng phòng Ô, tạm thời tôi chưa cần gì cả, khi thực sự cần xử lý việc gì nhất định sẽ nhờ chị giúp. Diệp Phàm tỏ vẻ cảm ơn, tiện tay lấy ra một chiếc ví LV từ bên hông đưa ra, cười nói. Trưởng phòng Ô, chị trông rất đẹp, chiếc ví này chắc sẽ hợp với chị. Mấy tháng trước đến Hồng Kông được một người bạn tặng cho, dù sao tôi cũng là một người đàn ông, không dùng cái này được. Dạ thôi, nhận quà tặng của bí thư Diệp, thật ngại lắm. Ô Băng xua xua tay, khẩn trương chối từ nói, tuy nhiên, ánh mắt kia vẫn lén nhìn chiếc ví LV kia. Ô Băng cũng biết chiếc ví này trị giá hơn 10.000 tệ. Nhận lấy đi, không phải đã nói rồi sao, để lại chỗ tôi cũng không có tác dụng gì. Diệp Phàm kiên quyết đưa sang, tuy rằng bản thân mình không thường xuyên đến văn phòng tỉnh ở thủ đô nhưng có một lúc nào đấy sẽ cần dùng người. Đối với phương diện dùng tiền bạc, Diệp lão đại căn bản là không có khái niệm gì, tin rằng chỉ cần dựa vào một tay dược thuật của mình thì tuyệt đối cũng sẽ không chết vì nghèo. Bí thư Diệp quay lại rồi. Hà Nghi Viễn sau khi biết tin liền nhanh chóng chạy sang. Ô Băng cũng nhận chiếc ví LV rồi đi trước. Bí thư Diệp, tôi xin đi trước. Tôi muốn trở về tìm hiểu một chút về các hạng mục cải tạo của các phương diện liên quan đến thủy lợi ở địa khu Lĩnh Nam. Hà Nghi Viễn nói, đồng chí Lão Hà nhìn thấy được hy vọng, tất nhiên lúc này chính là thời điểm mấu chốt. Vậy được, tôi còn chút chuyện phải ở lại thủ đô vài ngày. Vậy tôi sẽ không tiễn anh nhé. Diệp Phàm cười nói, tiễn đưa gì, tuy nói Hà Nghi Viễn tôi già hơn ông em mấy chục tuổi, nhưng chúng ta cũng là anh em. Sau này gọi tôi là anh thôi là được, không cần phân biệt làm gì. Nếu không gọi tôi là Lão Hà cũng được, nghe thân thiết hơn. Hà Nghi Viễn vẻ mặt chân thành, cười nói. Được, Lão Hà, vậy tôi gọi Ô Băng thu xếp cho anh một chiếc xe. Diệp Phàm cười nói, xem ra ông em tiến bộ nhanh đấy, mới mấy ngày đã lên tay rồi. Hà Nghi Viễn nói đùa. Nào dám chứ, Ô Băng xinh đẹp như giọt nước ấy. Các anh em trong nội thành còn chẳng tán được, sao có thể để mắt đến kẻ quê mùa tỉnh lẻ như chúng ta. Anh Hà nói đùa rồi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Không nhất định à. Hà Nghi Viễn cười đầy ẩn ý, nhưng cũng không nhắc lại chuyện này. Diệp Phàm gọi điện thoại cho Ô Băng, bảo cô tự mình đi sắp xếp. Hà Nghi Viễn không khỏi có chút cảm phục nói. Ông em à, tôi đây đến làm việc tại văn phòng chính phủ mấy lần rồi. Chủ nhiệm Phương cũng là đồng nghiệp của tôi nhưng mỗi lần dùng xe không thấy họ nhiệt tình nhanh chóng như vậy. Vẫn là thể diện của ông em lớn, người anh như tôi không thể so sánh được. Ha ha, anh Hà cứ nói đùa, anh gọi điện thoại trực tiếp họ sẽ thu xếp nhanh hơn. Diệp Phàm cười nói. Không thể nào đâu. Hà Nghi Viễn rất nghiêm túc, gật đầu. Diệp Phàm cảm giác vừa ngủ một mạch 6 giờ đồng hồ. Vừa mới ngủ dậy thì Ô Băng lại đến, nói là bảo nhà ăn chuẩn bị cơm cho Diệp Phàm, còn nói sẽ ăn cơm cùng Diệp Phàm. Khi Diệp Phàm đang muốn gật đầu, chuông điện thoại vang lên. Hắn vừa nhận điện thoại đã nghe thấy giọng của Tổng Tham Mưu trưởng Tống Định Nhất cười nói. Đồng chí Diệp Phàm, ngủ ngon không? Cũng không tệ lắm, văn phòng thủ đô này khi ngủ dậy cũng khá thoải mái. Diệp Phàm cười nói. Cậu ngủ ở văn phòng à, có cần tôi bảo bọn họ sắp xếp cho cậu một phòng ở, sau này đến thủ đô công tác càng tiện lợi hơn. Tống Định Nhất nói cũng là thật lòng, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. 4 phòng ở, 2 phòng khách rộng 160m² thì thế nào? Không cần đâu thưa Tổng Tham Mưu trưởng Tống. Văn phòng tại thủ đô cũng tiện lợi lắm, lại có cơm ăn, gọi xe cũng dễ dàng, hơn nữa lại có bạn bè đồng nghiệp, đông vui hơn. Diệp Phàm cự tuyệt. Chỉ sợ mắc nợ người khác. Vậy được. Tống Định Nhất nói, biết người ta đường đường là đại soái đội đặc nhiệm số 8, thiếu gì phòng ở, thiếu gì xe. Dù muốn mỹ nữ lãnh đạo trong tổ cũng còn có thể lôi ra được. Tổ 8 không giống bộ đội bình thường. Trong đội bình thường nghiêm cấm rất nhiều điều lệnh nhưng tổ đặc nhiệm có thể công khai tiến hành, hơn nữa lại không vi phạm quân quy, đi hưởng thụ lấy hóa đơn cũng được chi trả hợp lệ. Hơn nữa, đãi ngộ của cấp tướng vượt trội hơn hẳn cấp tướng của Bộ Tổng Tham Mưu nhiều. Đương nhiên,
không phải là Tống Định Nhất khen tị. Thời đại hòa bình, quân đội bình thường chỉ phải rèn luyện và rèn luyện, diễn tập đánh trận giả, tháo lắp súng chứ rất ít khi được sử dụng súng bắn đạn thật. Mà tổ tinh nhuệ có khi phải chấp hành nhiệm vụ, đều là những việc nguy hiểm đến tính mạng. Người ta phải trả cái giá cao như thế, đương nhiên có quyền được hưởng thụ. Tuy nhiên, tôi vẫn rất cảm ơn Tổng Tham Mưu Trưởng. Diệp Phàm chân thành nói. Không cần cảm ơn, điều này vốn là phúc lợi mà cậu đáng được hưởng. Chỉ có điều trước nay cậu không ở thủ đô nên chúng tôi có phần sơ sót. Chúng tôi nên xin lỗi mới phải. Tống Định Nhất nói xong, ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp. Cậu hãy đến ngay văn phòng của Bộ Tổng Tham Mưu một chuyến, thủ trưởng muốn gặp cậu, chắc là bọn họ sắp đến rồi. Rõ. Diệp Phàm trả lời rõ ràng, lái xe thẳng đến Bộ Tổng Tham Mưu, trong lòng băn khoăn không biết thủ trưởng muốn gặp mình vì chuyện gì. Mà đến Tống Định Nhất còn phải gọi là thủ trưởng thì người đó chí ít cũng phải là cấp phó chủ tịch quân ủy rồi, dù sao cũng có chút kỳ lạ. Diệp Phàm vừa tập trung suy nghĩ vừa bước vào tổng bộ Bộ Tổng Tham Mưu. Đích thân thư ký Dương Chỉ đã đứng đợi sẵn ở cửa, vừa thấy Diệp Phàm bị chặn lại đã lập tức tiến về phía chiếc xe chào với nghi thức quân đội rồi nói với một thiếu tá lãnh đạo. Anh ấy là thủ trưởng của tôi, các anh chặn cái gì? Thượng úy Dương, đây là quy định, không thể phá lệ được. Chúng tôi chỉ kiểm tra giấy thông hành và chứng minh, không nói suông ở đây. Vị thiếu tá hướng về phía xe Diệp Phàm chào theo nghi thức quân đội nói. Rất xin lỗi thủ trưởng, xin cho kiểm tra giấy chứng nhận. Ha ha, không sao, các anh cứ kiểm tra đi. Diệp Phàm cười ôn hòa, lấy giấy chứng nhận ra. Sau khi vị thiếu tá cẩn thận xem qua, vẻ mặt khiếp sợ, lại nhìn Diệp Phàm một cái rồi vội vàng chào theo nghi thức quân đội lần nữa nói. Đã cản trở công việc của thủ trưởng rồi, xin mời thủ trưởng vào. Đồng chí thiếu tá, anh làm tốt lắm. Diệp Phàm khích lệ một câu, lái xe đi vào. Biết là vị thủ trưởng nào xuống không? Diệp Phàm hỏi Dương Trì. Vừa này tôi có hỏi thăm qua, nhưng không hỏi ra được. Dương Trì nói. Thôi vậy. Diệp Phàm xua tay, lái xe thẳng đến văn phòng của Tham Mưu Trưởng Bộ Tổng Tham Mưu Tống. Diệp Phàm đã sớm nhìn thấy vài người phía đối diện đang đi đến. Một người trong số đó hẳn là đồng chí Thượng tá Mã Thăng Lâm thuộc Ban Chính trị Bộ Tổng Tham Mưu. Người này lần trước từng bị mình giáo huấn cho một lần, bây giờ không biết gã sẽ xử lý thế nào đây. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm đi đến, Mã Thăng Lâm khẩn trương tiến lên vài bước, chào theo nghi thức quân đội nói. Xin chào Thủ trưởng, Mã Thăng Lâm Ban Chính trị xin hỏi thăm ngài. Các đồng chí đi cùng Mã Thăng Lâm cũng hơi sửng sốt. Dẫu sao nói thật lòng cũng không thể tin được người thanh niên trẻ tuổi này lại chính là thủ trưởng. Nhưng lãnh đạo của mình là đồng chí Mã Thăng Lâm đã gọi như vậy nên bọn họ cũng khẩn trương hành lễ theo nghi thức quân đội, nói xin chào thủ trưởng. Xin chào các đồng chí. Diệp Phàm mỉm cười gật đầu. Thủ trưởng, bản kiểm điểm của tôi đã viết xong rồi, xin mời thủ trưởng xem qua. Mã Thăng Lâm lập tức lấy từ trong cặp ra một tờ giấy. Sau khi nhận xong, Diệp Phàm liền nhìn lướt qua, phát hiện không phải là nét chữ viết bằng tay, thực sự cũng không phải sao chép của người khác, viết khá thành khẩn. Chương 1584, Phó Chủ tịch Đường ra tay. Ừ, tạm tạm, việc này cứ như thế đi, sau này chú ý một chút là được. Diệp Phàm cố ý nghiêm mặt hừ một tiếng. Xin cảm ơn thủ trưởng đã động viên, Thăng Lâm sẽ nhớ kỹ lời dặn dò của thủ trưởng. Mã Thăng Lâm chào theo nghi thức quân đội nói. Nhìn Diệp Phàm một cái, quay sang chào hỏi Dương Trì. Xin chào thư ký Dương. Xin chào trưởng ban Mã. Dương Trì trong lòng chợt giật mình, đến giọng nói cũng hơi run run. Trưởng ban Mã bình thường cao ngạo không thèm để ý đến ai, chỉ ừ một tiếng mà bây giờ lại bất ngờ chào hỏi mình. Dương Trì biết đó đều là nhờ ông chủ Diệp Phàm của mình mang lại, bằng không Mã Thăng Lâm mà chào mình mới là lạ. Thưa thủ trưởng, tôi vừa mới xem qua tài liệu. Cảm thấy là đồng chí Dương Chỉ sớm có thể đề bạt chức thiếu tá, cho nên ở bên này chúng tôi đã thu xếp xong rồi. Ngày mai xin mời đồng chí Dương Chỉ đến Ban Chính trị điền một ít hồ sơ. Sau khi Bộ trưởng phỏng vấn qua một chút, chúng tôi sẽ giao hồ sơ lên trên. Mã Thăng Lâm còn nói thêm. Ha ha, đây là chuyện của các anh, nên làm thế nào thì cứ làm như thế. Diệp Phàm cười cười, nhìn Dương Chỉ đang ngây người một cái, nói. Còn không cảm ơn trưởng ban Mã đi. Xin cảm ơn trưởng ban Mã, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ.
Dương Trì mới phản ứng lại được, lập tức chào theo nghi thức quân đội, nói. Anh chàng này cảm động hết chỗ nói. Chuyện tốt sao cứ liên tiếp đến với mình như vậy? Thủ trưởng Diệp Phàm chắc chắn chính là quý nhân của mình rồi. Thư ký của tham mưu trưởng Tống nhẹ nhàng mở cửa chính phòng họp nhỏ cho Diệp Phàm. Còn anh thư ký và Dương Trì đều đứng ở bên ngoài chứ không bước vào phòng. Sau khi Diệp Phàm đi vào thì bọn họ lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Là Phó Chủ tịch Đường ạ, Diệp Phàm ở Ban quân vụ Bộ Tổng tham mưu xin kính chào ngài. Diệp Phàm ánh mắt sắc bén, vừa đi vào đã nhìn thấy Phó Chủ tịch Đường Hạo Đông đang ngồi uống trà trên một chiếc ghế đơn. Diệp Phàm nhanh chóng tiến lên trước mấy bước và chào theo nghi thức quân đội. Ha ha, cậu không mặc quân phục, không cần phải chào theo nghi thức quân đội làm gì. Ngồi đi, đồng chí Diệp Phàm. Đường Hạo Đông cười rất hiền hòa, chỉ vào ghế tựa nói. Đồng chí Diệp Phàm, cảm thấy bất ngờ phải không? Tống Định Nhất có chút gian xảo cười cười. Thực sự rất bất ngờ, không thể ngờ được Chủ tịch Đường bận trăm công ngàn việc lại có thể dành thời gian quý báu tiếp kiến tôi. Trong lòng tôi cảm thấy áy náy vì không làm tròn bổn phận của một nhân viên cấp dưới. Diệp Phàm nói. Đồng chí Diệp Phàm không thể nói không làm tròn bổn phận. Cậu đã làm rất khá. Tuy rằng cậu rất ít tham gia vào công việc ở Bộ Tổng Tham mưu, nhưng cũng không thể nói là cậu không làm tròn chức trách. Trong công tác nghiệp vụ của chính phủ và tổ đặc nhiệm A, cậu đã làm được những việc trọng điểm của chính phủ một cách rất xuất sắc. Nghe nói cậu làm việc xuất sắc như vậy, tôi cũng rất vui mừng. Tuy nhiên, đồng chí Diệp Phàm này, làm việc là phải làm, nhưng sức khỏe cũng cần chú ý. Sức khỏe là vốn quý của con người. Chỉ khi có sức khỏe tốt thì mới có thể phụng sự tốt cho sự nghiệp kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học của chúng ta, bảo vệ tổ quốc và nền kinh tế phồn vinh. Đường Hạo Đông vẻ mặt nghiêm túc nói. Cảm ơn Phó Chủ tịch Đường đã quan tâm, tôi sẽ chú ý điều này. Thực ra, ở tổ đặc nhiệm A, tôi cũng chỉ là một tổ trưởng lười nhác, nói ra thì tôi vẫn thích làm những công việc của địa phương hơn. Có lẽ đây Âu cũng là sở thích của tôi. Ở tổ đặc nhiệm A, ít nhất cậu lúc nào cũng quan sát được tình hình Vịnh Lam Nguyệt. Nếu nói đến phương diện công tác của Bộ Tổng Tham mưu này thì quả thật cậu đúng là có chút thờ ơ. Tuy nhiên cũng không thể nói là cậu không làm tròn chức trách được. Tống Định Nhất cười nói. Thật ngại quá, thưa Tham mưu trưởng Tống. Tôi thấy chức vụ ở Ban quân vụ này không cần thiết nữa rồi. Xin Chủ tịch Đường cứ ký quyết định tước bỏ đi vậy. Diệp Phàm muốn sớm rút chân ra. Đồng chí Diệp Phàm. Vì câu nói này mà tôi phải phê bình cậu rồi. Chức vụ phó trưởng ban quân vụ này của cậu là do Chủ tịch Trấn đích thân bổ nhiệm. Đây là bổ nhiệm chính thức, sao có thể coi như trò đùa, muốn tước bỏ là tước bỏ được ngay sao? Phó Chủ tịch Đường đột nhiên nghiêm mặt nói, quay sang nhìn Diệp Phàm một cái, giọng điệu dịu đi một chút, còn nói thêm. Nếu cậu cảm thấy ngại thì hãy loại trừ cảm giác ấy đi. Lời nói của Phó Chủ tịch Đường Hạo Đông có chút sâu xa. Diệp Phàm có chút khó hiểu, nhìn Phó Chủ tịch Đường. Vẫn chưa hiểu rõ phải không? Đường Hạo Đông nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, hỏi. Vâng. Diệp Phàm thành thật gật đầu, thực ra đã nghĩ ra một chút rồi, đoán là Bộ Tổng Tham mưu sẽ tìm một công việc gì đó giao cho mình làm. Ha ha, rất đơn giản. Cậu chỉ cần làm một vài việc cụ thể cho Bộ Tổng Tham mưu Tống không phải là có thể làm tiêu tan cảm giác ngại ngùng này của cậu rồi sao? Làm xong việc rồi thì sẽ cảm thấy tâm lý cũng không nặng nề gì nữa. Sau này khi tham mưu trưởng Tống cũng thoải mái hơn nhiều vì có được một trợ thủ đắc lực như cậu mà. Chủ tịch Đường thản nhiên cười nói. Đồng chí Diệp Phàm, thông qua thảo luận đề cử quân ủy của toàn thể ủy viên Bộ Tổng Tham mưu, được Chủ tịch nước phê chuẩn, quyết định điều chỉnh công tác ở Bộ Tổng Tham mưu của cậu, tước bỏ chức phó trưởng ban quân vụ Bộ Tổng Tham mưu của cậu. Bổ nhiệm cậu làm cố vấn đặc biệt của Bộ Tổng Tham mưu kiêm chức Phó trưởng Ban quân y của Bộ Tổng Tham mưu, giúp đỡ trưởng Ban Dương Đĩnh của Bộ Tổng Tham mưu làm tốt công tác quân huấn, quân hàm cấp bậc không thay đổi. Tống Định Nhất đột nhiên đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Diệp Phàm đương nhiên cũng đứng lên, ngay cả Phó Chủ tịch Đường cũng đứng lên. Tổng Tham mưu Tống, tôi nào có nhiều thời gian như vậy? Diệp Phàm có chút sốt ruột, điều này... Nếu sau này bị kẹt rồi muốn thoát thân cũng khó. Còn quân huấn chính là nhiệm vụ nặng nề nhất, mỗi ngày đều có binh viên phải huấn luyện. Ha ha, sao lại không thời gian? Đây là tài liệu, cậu xem trước các danh mục phải quản lý là được. Tống Định Nhất đưa cả thư bổ nhiệm và tài liệu cho Diệp Phàm cùng một lượt. Diệp Phàm chỉ nhận tài liệu,
không nhận thư bổ nhiệm, vừa mở ra xem qua đã rõ. Hóa ra Tổng tham mưu Tống Bảo Minh chuyên phân công quản lý tài chính tác chiến quân đội của các sư đoàn bộ đội đặc biệt mới thành lập của các quân khu lớn. Chẳng hạn như sư đoàn A của Đại quân khu Lĩnh Nam, sư đoàn Hồng Liên của quân khu Việt Đông. Các sư đoàn mới này đều phải đến căn cứ báo săn để tham gia huấn luyện. Bởi vì Tống Định Nhất không chắc chắn về lỗ tiến của tổ đặc nhiệm A nên đành tìm một biện pháp khác. Đem chức vụ kia chụp lên đầu mình, đến lúc mình không xử lý cũng không được, làm không tốt chính là không làm tròn bổn phận, là chống lại quân lệnh. Tống Định Nhất đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi. Diệp lão đại suýt chút nữa giận tím cả ruột lại. Đồng chí Diệp Phàm, chúng ta đều là đảng viên, làm việc không thể chỉ chọn những việc nhẹ nhàng, còn việc vất vả thì sợ. Tất cả đều là vì nhân dân và đất nước thôi, cậu vừa nãy không phải cảm thấy ngại sao, bây giờ có cơ hội này không phải là nên nắm bắt hay sao? Không được phụ sự tín nhiệm của lãnh đạo đối với cậu. Đường Hạo Đông vỗ vai Diệp Phàm, nói đến đây liền nhẹ nhàng lấy thư bổ nhiệm từ tay Tống Định Nhất đưa về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm vẻ mặt khổ sở, cười đắng nhận lấy quả bom nổ chậm này, cuối cùng cũng hiểu rõ mục đích đến đây của Phó Chủ tịch Đường. Tống Định Nhất chính là muốn mượn tay của Phó Chủ tịch Đường để chèn ép mình. Nhiệm vụ này, anh không muốn nhận cũng phải nhận, bởi vì, Phó Chủ tịch Đường dẫu sao cũng không tiện trực tiếp hạ lệnh chuyển sân huấn luyện của báo săn cho Bộ Tổng Tham mưu. Dù sao, lỗ tiến cũng do chính đồng chí Chủ tịch nước Trấn Sơn Hà bổ nhiệm. Từ đó, Diệp Phàm cũng nhìn ra một số manh mối. Hình như quan hệ Tổng tham mưu Tống và Phó Chủ tịch Đường khá thân thiết. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Đường đưa tận tay thư bổ nhiệm cho mình, điều đó cho thấy ông ta thực sự tín nhiệm mình. Diệp Phàm đang khổ sở nhưng cũng có chút an ủi, thầm nhủ đắc tội với Lỗ Tiến cũng đã đắc tội rồi, thôi đành dựa vào cây đại thụ Phó Chủ tịch Đường này trước hưởng thụ chút vậy. Tốt rồi, đây mới là năng lực, sự gan dạ sáng suốt mà thanh niên thời nay cần phải có. Đường Hạo Đông lại vỗ vai Diệp Phàm, nói là có việc đi trước. Sau đó, Tống Định Nhất nói là muốn cùng Diệp Phàm thương lượng một chút về việc huấn luyện quân lính. Chỉ lát sau, người phụ trách bộ quân huấn và ban tác chiến đều đã đến. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng nói. Tổng tham mưu trưởng Tống, anh có thể để cho tôi ăn no trước đã phải không nào? Đến vua còn không để cho quân lính bị đói nữa là. Cậu còn chưa ăn cơm à? Đã là mấy giờ rồi? Tống Định Nhất có chút ngạc nhiên, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Chưa ăn thật ạ, vừa mới tỉnh ngủ đang định ăn thì đã bị anh bắt đến đây rồi. Diệp Phàm cười nói. Ha ha ha. Tống Định Nhất phá lên cười, nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Rất xin lỗi, tôi lập tức gọi người mang đồ ăn đến. Tổng tham mưu trưởng Tống, chúng ta nên ăn cơm cùng đồng chí Diệp Phàm một chút, vừa ăn vừa trò chuyện không phải là càng tốt hơn sao? Bây giờ dù sao cũng sắp đến 8 giờ rồi, coi như không khác ăn đêm là mấy. Chắc Tổng tham mưu trưởng Tống không thể hẹp hòi như vậy chứ. Lúc này lão già Dương Đĩnh trưởng ban quân huấn cười sang sảng cười, nói. Được, ăn ngay tại căng tin đi. Tống Đinh Nhất nói liên tiếp ba từ được, xem ra tâm trạng cũng không tệ. Thực ra, Diệp Phàm hiểu là Tống Đinh Nhất chỉ tạm thời chèn ép thủ trưởng Lỗ Tiến của tổ đặc nhiệm A. Tâm trạng tự nhiên thoải mái hơn nhiều. Còn bản thân Lỗ Tiến thì trong lòng rơi vào một cảm giác tệ mới là lạ. Đó là cảm giác bị ăn cây táo, rào cây sung. Thưa tham mưu trưởng Tống, tôi còn có việc này muốn nhờ các vị giúp đỡ một chút. Điều này, nói thật lòng, tôi không muốn để lộ thân phận của mình ở quân đội. Cho nên, về vấn đề huấn luyện quân lính, tôi sẽ giao cho đồng chí báo săn Trương Cường toàn quyền phụ trách. Các anh có việc gì cứ đi tìm gặp cậu ta. Sau khi ngồi vào bàn, Diệp Phàm uống một chút canh rồi nói. Là như thế à, vậy được, cố vấn Diệp đây đã lên tiếng, chúng ta trực tiếp tìm Trương Cường là được. Tuy nhiên, việc này, cậu nên dặn dò đồng chí Trương Cường một chút. Bằng không, khi mấy người chúng ta đến, người ta không mắt trợn tròn nhìn chúng ta mới là lạ đấy nhỉ. Tướng Dương Đĩnh của bộ quân tệ cười ha hả nói. Nói đùa rồi, trưởng ban Dương đây đường đường là một vị tướng. Trương Cường chẳng qua cũng chỉ là một đại tá. Anh ta dám trợn tròn mắt nhìn anh sao? Diệp Phàm cười nói. Những lời lão Dương nói cũng là sự thật. Có thể cậu ít chú ý đến báo săn nên không biết lính báo săn ra ngoài oai phong biết bao, ha ha. Lúc này, đến tham mưu trưởng Tống cũng phá lên cười. Chắc là không thể nào đâu.
Diệp Phàm có chút nghi ngờ, nhìn dáng vẻ cả Tống Nhất Định không giống với đang nói đùa. Ha ha ha, mấy người đều phá lên cười. Buổi tối ngày hôm sau, sân vận động đại thế giới có sức chứa lên đến 60.000 chỗ ngồi của Bắc Kinh đều không còn ghế nào trống. Bởi vì, đại sư kiếm đạo Akiyama Lifu đến từ Nhật Bản và đại sư Trần Vô Ba, nhân vật hàng đầu của phái Kendo Thái Sơn của giới quốc thuật Hoa Hạ thực hiện giao hẹn của mấy năm trước, lại quyết một trận sinh tử. Vài năm trước, Akiyama Lifu bị Trần Vô Ba dùng một đòn thái cực đẩy thủ đẩy ngã lăn xuống võ đài như lăn hồ lô. Akiyama Lifu thể báo mối thù này. Rốt cuộc là sư phụ Trần thắng hay đại sư Akiyama thắng, điều này chính tại đây xem rồi sẽ rõ, cho nên các ghế của sân vận động đại thế giới có gần một nửa đã bị người ngoại quốc bao hết. Nghe nói một tấm phiếu đã đầu cơ ăn chặn lên tới 50.000 tệ rồi. Còn những người thông qua quan hệ như Diệp Phàm và Phí Nhất Độ cũng có được vé. Tề Thiên vốn dĩ muốn đến nhưng bị Trương Cường hạ lệnh cưỡng chế bắt ở lại núi Sương Bối của Việt Đông để giám sát tình hình.